Trò chuyện xong, mắt thấy đã đến giữa trưa, ánh mắt Ngô Tài Dương nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn ra phía ngoài cửa sổ là một cây ngô đồng lắm cành nhiều lá, nhìn thấy ánh mặt trời chiếu từ trên xuống tán lá sum suê của cây ngô đồng, hình thành những vết lốm đốm, cũng không biết nghĩ tới điều gì, vui mừng mỉm cười. Trong mắt ông ta, Hạ Tưởng lọt vào trong tầm mắt giống như cây ngô đồng, cây lớn rễ sâu, sức sống bừng bừng. Để cho ông ta vui mừng không phải Hạ Tưởng đã trưởng thành trở thành một gốc cây đại thụ có thể chống lại mưa gió lớn, mà cây đại thụ này, tuy rằng không đủ để có được mạng lưới thế lực rắc rối khó gỡ, cũng đã có thể đứng ngạo nghễ bên trong cùng với vô số cây đại thụ khác, nổi bật, có chút không giống bình thường và tự lập. Thế cục ở tỉnh Tề rắc rối phức tạp, Hạ Tưởng không hề giống như trước đây dứt khoát đi tới, mà là ở giữa phối hợp tác chiến, ra tay thao túng, ai quá giới hạn thì nhắc nhở người đó. Ai nghe lời thì lôi kéo người đó, hoàn toàn có đầy đủ tiềm chất của một người là lực lượng hậu bị. Cũng chứng minh được một chút, ông cụ quả thật có ánh mắt nhìn xa, không có nhìn lầm người, từ trước khi Hạ Tưởng bước vào cấp phó giám đốc sở, cũng đã nhận thức chuẩn xác phẩm chất của Hạ Tưởng, làm một trợ thủ đắc lực của nhà họ Ngô. Có Hạ Tưởng, đời thứ ba nhà họ Ngô, có thể được đảm bảo không phải sợ rồi. Đang suy nghĩ tới mức xuất thần, điện thoại reo, là một dãy số rất ít gặp. Nhưng nếu thư ký không xin chỉ thị mà đã chuyển vào, khẳng định là cuộc điện thoại quan trọng, Ngô Tài Dương liền nghe máy. Trong điện thoại, truyền đến một giọng nói đã lâu không nghe, câu đầu tiên nói, mang đến cho ông ta một niềm vui bất ngờ thật lớn. Cha, con là Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm gần như rất ít chủ động gọi điện tới, sau khi xuất ngoại một cuộc điện thoại cũng không có, hôm nay lại phá lệ gọi tới, khiến Ngô Tài Dương đã phải tu luyện để chịu đựng cuộc sống có ít chuyện vui. Được một niềm hạnh phúc lớn, vui vẻ ra mặt. Ngô Tài Dương là vui vẻ ra mặt, nhưng Long Gia Thành lại giận dữ. Bởi vì tỉnh Tề liên tiếp thất bại khiến ông ta vô cùng căm tức rất nhiều, lại bởi vì nha nội lặng lẽ về Bắc Kinh, khiến tiếng nói chỉ trích trong phe phái Tấn đối với chuyện tấn công Hà Giang Hải tăng lên không ít, đều nhất trí cho rằng, cưỡng ép thông qua vấn đề lập án của Hà Giang Hải là có thể hóa giải cục diện bế tắc của tỉnh Tề. Tôn Tập Dân bị dồn tới góc tường, Chu Hồng Cơ bị biến thành mặt xám mày cho, đến nông nỗi toàn bộ đều thua, chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là hạ độc thủ, hoặc là chịu thua. Vấn đề ở chỗ, nói chịu thua, không chỉ có đánh mất thể diện, hơn nữa còn không thể cam đoan Hà Giang Hải và Tần Khản cùng thu tay lại, nói đúng là, nhận thua, còn có khả năng bị người ta nhổ cỏ tận gốc. Trong chính trị, không có sự thông cảm, đương nhiên, nếu đối thủ là Hạ Tưởng, Long Gia Thành chắc chắn tin tưởng Hạ Tưởng sẽ thu tay lại đúng lúc, đáng tiếc, trong kinh nghiệm ông ta nhận định về người trong quan trường, không có mấy người có thể kiên trì lập trường và nguyên tắc cơ bản như Hạ Tưởng. Vừa nghĩ tới Hạ Tưởng, trong lòng Long Gia Thành có đủ loại cảm giác lẫn lộn, thậm chí trong lòng còn tiếc nuối, nếu Tần Đường năm đó không mưa to một phen, có lẽ lập trường của Hạ Tưởng ở tỉnh Tề, sẽ hơi chút hướng đến Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ. Có Hạ Tưởng giúp một tay, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ cũng không đến mức chật vật như thế. Lúc này chỉ có thể cưỡng ép lập án, Long Gia Thành quyết định buổi chiều mời dự họp hội nghị thường vụ Ủy ban Kỷ luật Trung ương, chính thức đưa vấn đề Hà Giang Hải ra ngoài, ý nghĩa chính trị chính là, không cần đánh lén, trực tiếp dương đao. Hội nghị lập tức sẽ mời họp, Long Gia Thành xem giờ, chuẩn bị ra khỏi văn phòng đi tới phòng họp, thư ký lại vào báo cho ông ta biết hai tin tức kinh người. Thứ nhất, Ban tổ chức Trung ương đã chính thức quyết định phê chuẩn cho Hà Giang Hải từ chức. Thứ hai, ở hội nghị thường vụ, Thôi Bách Tính phải đệ trình vấn đề tài liệu tố cáo chắc chắn về Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ. Long Gia Thành đã ra đến cửa, lại thu chân, mặt mũi vô cùng nghiêm trọng chỉ bảo cấp dưới. Hủy bỏ hội nghị thường vụ, lập tức gọi Thôi Bách Tính đến văn phòng. Buổi chiều tại khu tập thể tỉnh ủy, ánh mặt trời đang tốt, bỗng nhiên mây giăng kín một nửa bầu trời. Đã là cuối thu, mây nhất nhiều, rõ ràng cảm nhận được sự mát mẻ. Cho dù không phải thời tiết mang đến gió lạnh, toàn bộ khu tập thể tỉnh ủy cũng tràn ngập gió lạnh, tin Chu Hồng Cơ mất tích, đã đè xuống không được, gần như ai cũng biết. Chu Hồng Cơ mất tích đã hơn 2 giờ, vẫn chưa có tin tức. Mà Tôn Tập Dân đến xử lý sự việc học sinh tiểu học chết, nghe nói cũng tiến triển không lớn, cha mẹ và tổ công tác không thể đạt thành nhất trí trong vấn đề bồi thường. Hạ Tưởng tuy rằng cũng biết Hà Giang Hải cung cấp nơi ở bí mật của Dương Ngân Hoa, tuy nhiên là thuận miệng mà nói để tiếp tục bôi nhọ Chu Hồng Cơ, cũng không phải thật tâm muốn san sẻ phiền muộn với tỉnh ủy, lại càng không phải muốn tìm được Chu Hồng Cơ,
nhưng hắn còn nghĩ ra ý tưởng cho ngựa chết làm ngựa sống, âm thầm chỉ bảo Ngô Thiên Thiếu tự mình đi tra tìm. Nếu chẳng may bị Hà Giang Hải phát hiện, rồi nếu chẳng may Hà Giang Hải sau đó lại đem tin tức cho người khác, tùy tiện đi gặp cảnh sát, vừa vặn đúng lúc đổ cho Chu Hồng Cơ thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hạ Tưởng tuy rằng bất đồng với Chu Hồng Cơ trên mặt trận phe phái, nhưng nói đến cách Chu Hồng Cơ đối nhân xử thế, so với Diệp Thiên Nam cũng có chỗ nên học hỏi, hắn cũng không hy vọng Chu Hồng Cơ vừa ra khỏi Bắc Kinh, lại gặp ngay mũi giáo ở tỉnh Tề. Mặc dù Chu Hồng Cơ sau này có thể là đối thủ lớn nhất của hắn, nhưng Hạ Tưởng hy vọng Chu Hồng Cơ cũng tuân thủ quy tắc về đối thủ, cho dù là đối thủ tiểu nhân như Phó Tiên Phong, cũng không muốn đối mặt với đối thủ là Ngụy Quân Tử. Thực ra tiểu nhân còn có mặt đáng yêu, Ngụy Quân Tử có lẽ mới quen làm người ta sinh cảm tình, nhưng đằng sau tướng mạo sẵn có, lại làm cho người ta vô cùng ghê tởm. Tôn Tập Dân vắng mặt, Chu Hồng Cơ vắng mặt, ủy viên thường vụ tỉnh ủy vắng họp hai nhân vật trọng yếu, Khâu Nhân Lễ vẫn mời họp đại hội toàn thể cán bộ bởi vì đại biểu ban tổ chức trung ương Tạ Tín Tài có quyết định trọng đại cần tuyên bố. Trước khi tuyên bố quyết định, hội trường đã bàn luận hỗn loạn. Nội dung bàn luận chủ yếu không phải Chu Hồng Cơ mất tích, không ai cho rằng Chu Hồng Cơ mất tích, trong nước thật đúng là chưa từng có tiền lệ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh đột nhiên mất tích, đều nghĩ Chu Hồng Cơ chẳng qua là tạm thời có việc, nói không chừng lúc nào đột nhiên xuất hiện, mà tất cả đều đang đoán xem ban tổ chức trung ương ra quyết định trọng đại gì. Hơn nữa, Tạ Tín Tài mời họp đại hội toàn thể cán bộ hai lần, Tôn Tập Dân vắng họp cả hai lần cũng không đoán là trùng hợp, hay là có ý nghĩa gì. Thậm chí có người tự dưng đoán chẳng lẽ chủ tịch tỉnh Tôn lại bởi vì vấn đề xe khách dùng nguồn năng lượng mới mà chịu tiếng xấu sau lưng sao. Cũng khó trách, chủ tịch tỉnh Tôn từng có lịch sử chịu tiếng xấu thay cho người khác, còn có người châm biếm, có khi tiếng xấu sau lưng, sẽ thành thói quen tự nhiên. Đúng là bởi vì vấn đề Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ mà phân tán sự chú ý của mọi người, cho nên không có mấy người đoán chúng hôm nay đại hội mời họp, sẽ tuyên bố một quyết định trọng đại cỡ nào, có thể ảnh hưởng đến thế cục tỉnh Tề ra sao. Chờ sau khi Khâu Nhân Lễ, Tạ Tín Tài và các lãnh đạo chủ chốt an vị ở hàng trước, hội trường im lặng, sau đó Khâu Nhân Lễ nói đơn giản vài câu, liền đem quyền phát ngôn giao cho Tạ Tín Tài. Tạ Tín Tài không để mọi người chờ cũng không làm lòng hiếu kỳ của mọi người thất vọng, trực tiếp tuyên bố. Trung ương phê chuẩn, ban tổ chức trung ương quyết định, nhận đơn xin từ chức của đồng chí Hà Giang Hải, miễn chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tề, bí thư đảng ủy công an tỉnh của đồng chí Hà Giang Hải. Một câu nói xong, toàn bộ hội trường vì khiếp sợ mà nhất thời lâm vào tình trạng yên lặng đáng sợ. Đều sợ ngây người. Bởi vì vấn đề Hà Giang Hải kéo dài một thời gian, còn bởi vì Hà Giang Hải trình đơn xin từ chức, cũng không có bao nhiêu người biết, càng bởi vì gần đây tỉnh Tề nhiều sự tình, phân tán sự chú ý của mọi người, gần như đều xem nhẹ sự tồn tại của Hà Giang Hải. Hơn nữa trong lúc Hà Giang Hải nằm viện, không ai để vào tầm mắt, cho nên mới nghe thấy Hà Giang Hải xin từ chức được phê chuẩn, đều khiếp sợ không hiểu. Sau khi khiếp sợ, thì, rào rào, hội trường lập tức tràn ngập tiếng châu đầu ghé tai bàn luận. Tạ Tín Tài cũng không ngăn mọi người bàn luận, ngược lại chỉ lên tiếng, để cho tiếng bàn luận nhỏ xuống sau đó mới nói thêm. Trung ương khẳng định đồng chí Hà Giang Hải đã có cống hiến rất lớn cho tỉnh Tề khi đồng chí Hà Giang Hải đảm nhiệm bí thư đảng ủy công an tỉnh Tề. Tóm lại là ban tổ chức trung ương tổng kết Hà Giang Hải cả đời theo chính trị, đánh giá coi như đúng trọng tâm, không cao không thấp, ít nhất có thể cho ra kết luận, vấn đề Hà Giang Hải đến mức từ chức là thôi. Cán bộ đang ngồi đây, gần như đều là lực lượng trung kiên của thế lực địa phương tỉnh Tề, có người là đồng minh của Hà Giang Hải, có người không phải, nhưng cho dù là đứng trên lập trường gì, đối với việc Hà Giang Hải thong dong thoát thân đều cảm thấy vừa lòng, ban tổ chức trung ương ra quyết định phê chuẩn đúng lúc. Vô cùng tán thưởng. Nếu Hà Giang Hải thối lui đến đáy, cũng liền chứng minh ý đồ của Ủy ban Kỷ luật Trung ương không thành công, như vậy có thể nói tỉnh Tề từ nay về sau sẽ tiến vào thời kỳ bình yên hay không? Tuy nhiên khiến mọi người tham gia hội nghị hôm nay nhiều ít còn có lo lắng chính là, Tạ Tín Tài mới chỉ tuyên bố ban tổ chức Trung ương phê chuẩn đơn xin từ chức của Hà Giang Hải, còn chưa có bổ nhiệm bí thư đảng ủy công an mới, nói cách khác cũng là vì để lại đường lui cho phe phản đối. Sau đó, Tạ Tín Tài không ở lại, đi thẳng ra sân bay, bay trở về Bắc Kinh. Hạ Tưởng tự mình đến sân bay tiễn, gặp thời điểm hợp lý, Tạ Tín Tài mới bắt tay nói. Nhiệm vụ của tôi hoàn thành, mà của việc của anh còn rất nhiều. Phó Bí Thư Hạ, hãy bảo trọng.
Hạ Tưởng mỉm cười cười, nói. Chúc phó trưởng ban Tạ thuận buồm xuôi gió. Tới Bắc Kinh, hãy thay tôi hỏi thăm sức khỏe trưởng ban Ngô. Tiễn Tạ Tín Tài xong, Hạ Tưởng đang chuẩn bị trở về tỉnh ủy, lại nhận được điện thoại của Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân là chủ tịch một tỉnh, tuy nói không thể trực tiếp lấy mệnh lệnh để chỉ bảo Hạ Tưởng, nhưng lại tỏ vẻ thỉnh cầu. Phó Bí Thư Hạ, có thể nhờ anh giúp một việc hay không, hãy ra mặt làm dịu đi cục diện căng thẳng. Hạ Tưởng chỉ biết, công tác ra mặt trấn an người nhà của Tôn Tập Dân, chẳng những không có tiến triển, ngược lại lâm vào cục diện bế tắc. Cũng không phải do Tôn Tập Dân vô dụng, chắc chắn là sớm đã có người âm thầm gây dư luận, mới dẫn đến người nhà hoàn toàn không tín nhiệm Tôn Tập Dân, khiến đường đường chủ tịch của một tỉnh chính mồm đồng ý, cũng không ai để ý tới, liền khiến Tôn Tập Dân cảm nhận được thế lực địa phương khổng lồ chỗ nào cũng nhúng tay vào. Đúng là bởi vì có người cố ý tạo không khí đối địch, khiến người nhà người chết một mực chắc chắn sự cố không phải sự cố không ngờ mà là có người làm ra sự cố. Thậm chí có người nhà chất vấn Tôn Tập Dân tại chỗ về công trình hại chết người, thân là chủ tịch tỉnh có phải tự nhận lỗi từ chức hay không, khiến Tôn Tập Dân rất là sượng mặt. Người nhà không nói vấn đề bồi thường, thầm nghĩ truy cứu trách nhiệm từng mắt xích người phụ trách, và yêu cầu chính miệng Tôn Tập Dân trả lời vì sao 10 tỷ đầu tư làm xe khách dùng nguồn năng lượng mới chỉ làm ra 3 chiếc ô tô. 3 chiếc ô tô chỉ vận hành một chiếc đã làm chết 7 học sinh tiểu học, vì sao một dự án vứt đi như vậy còn không bị đình chỉ. Còn làm hao tài tốn của. Hại chết 7 học sinh tiểu học không phải do ô tô điện mà là lương tâm người làm quan. Mấy gia đình bình thường, rõ ràng không có ý nghĩ và nói năng có khí phách chất vấn như thế, không hề nghi ngờ, sau lưng người nhà, có một bàn tay thúc đẩy, có một lực lượng có ý đồ khuếch đại sự tình. Tôn Tập Dân quả thật rất khổ sở, cũng rất đau lòng, ông ta trịnh trọng hứa hẹn phải rút kinh nghiệm, nhất định phải điều tra rõ sự thật, trách nhiệm của người nào. Chẳng những phải tìm ra công lý cho từng đứa trẻ, mà còn làm rõ chân tướng vấn đề cho người tỉnh tề. Nhưng mặc kệ Tôn Tập Dân đồng ý như thế nào, thái độ thành khẩn như thế nào, người nhà vẫn không buông tha, chính là muốn Tôn Tập Dân xin lỗi người nhà người chết, xin lỗi nhân dân toàn tỉnh, và điều tra rõ thông tin về xe khách nguồn năng lượng mới, căn cứ vào tinh thần thực tế thực sự, đem toàn bộ vấn đề xe khách nguồn năng lượng mới công bố cho dân chúng, tránh phát sinh lại sự kiện như vậy. Thậm chí còn có người nhà công bố bài báo kinh tế chiều sâu nghi ngờ dự án xe khách nguồn năng lượng mới của tỉnh tề, trực diện đánh vào quyền uy của chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân, yêu cầu Tôn Tập Dân không chỉ lo cho chính mình thăng quan mà không để ý dân chúng chết sống ra sao. Người nhà người chết có ý nghĩ chính trị và trật tự rõ ràng, có thái độ bình dân lại đưa ra kỹ xảo đàm phán chính trị, thậm chí lời nói không đạt mục đích thề không bỏ qua, khiến cho Tôn Tập Dân mở rộng tầm mắt rất nhiều. Không khỏi cảm thán, tỉnh tề thật sự là nơi tàng long ngọa hổ. Không, phải nói Tần Khản thật sự là một nhân tài, trước kia, ông ta thật sự coi thường Tần Khản. Tôn Tập Dân cúi đầu tại chỗ xin lỗi người nhà người chết, cũng luôn khẳng định sẽ điều tra rõ chân tướng sự thật, nghiêm trị hung thủ gây chuyện và tận lực thỏa mãn yêu cầu đề xuất bồi thường của người nhà. Thậm chí dưới tình huống ở nhà không chút nào nhượng bộ này, lại làm ra nhượng bộ. Tỏ vẻ lập tức tạm dừng dự án xe khách nguồn năng lượng mới, có thể nói, ông ta đã hoàn thành chức trách của một chủ tịch tỉnh, vì giải quyết vấn đề, trên cơ bản làm ra vẻ nhượng bộ nhất có thể. Nhưng Tôn Tập Dân vẫn xem nhẹ có người muốn mượn cơ hội này quyết tâm khiến ông ta không còn đường thối lui mà chết, người nhà vẫn không thuận theo, không buông tha, yêu cầu tăng lên càng quá đáng, phải khiến Tôn Tập Dân thừa nhận dự án xe khách nguồn năng lượng mới là công trình chiến tích, là kết quả khi đầu óc nóng lên. Không có một chủ tịch tỉnh nào có thể bị bức bách như thế, Tôn Tập Dân cho dù ôn hòa, lại tự nhận thẹn với cha mẹ mấy đứa trẻ, cũng sẽ không có ý nghĩ chính trị mà trước mặt mọi người nói ra những lời không nên nói, quả quyết cự tuyệt yêu cầu vô lý của đối phương. Trong chính trị, có lưu manh chính trị, trong cuộc sống, có lưu manh cuộc sống. Nhưng đừng có nói, Tôn Tập Dân xem như lần đầu tiên có kiến thức về người nhà người chết. Dưới tình huống yêu cầu của người nhà lưu manh nhất không đạt được thỏa mãn. Một gã người nhà người chết rất bình tĩnh nói cho Tôn Tập Dân, vì nhân dân tỉnh tề an cư lạc nghiệp, gã nguyện ý dùng cái chết để làm tỉnh lại lương tâm cán bộ vô lương, ngụ ý chính là, nếu Tôn Tập Dân không đáp ứng điều kiện của bọn họ, gã sẽ chết trước mặt Tôn Tập Dân. Người ta vừa mới mất đi đứa con, không thể lại bắt người ta lại. Trừng phạt không được, mắng không được, đàm đạo càng không được. Tôn Tập Dân thật sự không có kế sách nào khả thi, đành phải xin giúp đỡ từ Hạ Tưởng. Làm chủ tịch tỉnh,
tất nhiên không có đạo lý cấp trên lại báo cáo tình huống cho cấp dưới Hạ Tưởng, Tôn Tập Dân lại tự mình qua điện thoại, thuyết minh ngắn gọn sáng tỏ tình huống cho Hạ Tưởng. Tôn Tập Dân hiện tại quả thật là rơi sâu vào đại dương chiến tranh nhân dân, trừ phi thỏa hiệp hoặc thủ đoạn mạnh mẽ, biện pháp cứng rắn, nếu không không thể hóa giải nguy cơ. Hiển nhiên, Tôn Tập Dân không nghĩ đến thi triển thủ đoạn mạnh mẽ, thủ đoạn cứng rắn. Hạ Tưởng đang nghe Tôn Tập Dân nói đến một nửa, trong lòng cũng đã có tính toán, khi Tôn Tập Dân vừa nói xong, hắn liền lấy giọng điệu thoải mái nói. Chủ tịch Tỉnh Tôn, ngài không phải gấp, nửa giờ sau, sự tình sẽ được giải quyết. Tôn Tập Dân chìm nổi quan trường đã nửa đời người, đã nghe thấy lời nói dối mạnh miệng nhất, lời nói khách sáo nhất, thậm chí là lời nói thối như rắm, miêu tả sơ lược lời nói của Hạ Tưởng thì dường như chính là thuận miệng mà nói, thật là giống hệt những lời nói suông mà bình thường hạ cấp hay dùng để ứng phó đối với thượng cấp, nhưng lời ông ta nghe thấy, cũng là vô cùng kiên định tin tưởng Hạ Tưởng nói là làm, tất có kết quả. Tôn Tập Dân sớm đã vượt qua cái tuổi mù quáng tin tưởng người khác, nhưng hôm nay, ông ta tình nguyện mù quáng một lần. Bởi vì ở tỉnh Tề, ông ta đã không còn người có thể tin, cũng biết người khác đừng nói không chịu ra mặt thay ông ta giải quyết phiền toái, cho dù đồng ý, cũng không chắc hữu dụng. Hiện nay chỉ có Hạ Tưởng có thể đảm đương, chỉ có một người có thể trọng dụng mà thôi. Mà Chu Hồng Cơ hiện tại tự thân khó bảo toàn, thậm chí đến bây giờ tung tích còn không rõ, Tôn Tập Dân ngoại trừ đau lòng, cũng là không có kế nào khả thi. Gần như còn muốn mắng to Chu Hồng Cơ, đến khi nào thì đầu óc mới hết choáng váng ngớ ngẩn như thế. Tôn Tập Dân cũng không thông cảm cho Chu Hồng Cơ, cũng không lo lắng Chu Hồng Cơ sống chết thế nào, ông ta tin tưởng Chu Hồng Cơ còn sống, một quan lớn cấp phó tỉnh, không có việc gì sẽ không chạy loạn, cũng sẽ không đi tự sát, lại càng không xử lý chuyện ngu xuẩn gì. Lúc trước ở vấn đề Hà Giang Hải, Chu Hồng Cơ đã xử lý một cách ngu xuẩn không ít chuyện. Ngắt điện thoại, Tôn Tập Dân nhiều ít kiên định mấy phần, tuy nhiên lại nghĩ, nửa giờ sau sẽ được giải quyết là sao? Hạ Tưởng có khi nào mạnh miệng nói quá mức hay không, dựa vào cái gì mà người nhà người chết sẽ nghe lời hắn? Sau đó lại nghĩ tới ban tổ chức trung ương phê chuẩn cho Hà Giang Hải từ chức, hiển nhiên, đánh cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương trở tay không kịp, bởi vì ông ta cũng rõ ràng Ủy ban Kỷ luật Trung ương đang chuẩn bị mời họp hội nghị thường vụ để lập án. Đúng là làm sáng tỏ một điểm. Tổng bí thư đã mất đi kiên nhẫn trong việc mâu thuẫn tranh cãi giữa Hà Giang Hải và Nha Nội, nên đã khoanh tay đứng nhìn thế lực gia tộc rốt cục cũng ngang nhiên ra tay, cưỡng ép rằng co đẩy mạnh về phía trước một bước mấu chốt. Cũng cho thấy bản thân Hà Giang Hải bị truy đuổi đánh đập, rốt cục trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, khiến ba phe phái khác đều cảm thấy bất mãn, mới dẫn đến cục diện hiện tại, khiến ban tổ chức trung ương đoạt lấy việc ra tay trước, và Ủy ban Kỷ luật Trung ương không hề thỏa hiệp nói trước, nói ra là thực hiện luôn. Nếu sau khi phê chuẩn cho Hà Giang Hải từ chức, Ủy ban Kỷ luật Trung ương vẫn mạnh mẽ thúc đẩy lập án trở lại, chẳng những sẽ đắc tội phe bình dân, mà ngay cả thế lực gia tộc cũng sẽ đắc tội, thậm chí còn có thể khiến Tổng Bí Thư cũng rất là bất mãn, chẳng lẽ thật sự vì thay Nha Nội ra một đòn ác, mà cam nguyện phạm một lỗi lầm to lớn với thiên hạ. Quả thực nếu như vậy, thật muốn dẫn dắt ba phe phái liên kết lại, phe của bản thân mình lại có thực lực, sớm muộn gì cũng sẽ bị chèn ép không có lực trả đòn. Thậm chí sẽ bị đẩy ra ngoài rìa. Trong chính trị, tranh giành khí thế là không chấp nhận được. Tôn Tập Dân rất bất đắc dĩ, sau khi ông ta đi Bắc Kinh, luôn tự khuyên nhủ, sự tình đã tới nỗi không dọn dẹp được, càng thu tay lại thì càng náo loạn lớn, vượt qua ranh giới đối với ai cũng không có lợi. Đáng tiếc, phía cấp trên không tiếp nhận đề nghị của ông ta. Hạ Tưởng, Chu Hồng Cơ cũng không nhất trí với ông ta, khiến ông ta ở tỉnh Tề thế đơn lực bạc, khó có thể thực hiện kế hoạch. Hiện tại kết quả thành ra từ trên xuống dưới bị động toàn diện. Tôn Tập Dân không chấp nhận vì Ủy ban Kỷ luật Trung ương mà dám phản đối ban tổ chức Trung ương, bởi vì Ngô Tài Dương không phải người sống tốt, đắc tội Ngô Tài Dương, về sau khi chính mình được đề bạt quan lớn cấp phó tỉnh trở lên, đừng nghĩ Ngô Tài Dương sẽ giơ cao đánh khẽ. Nếu không có gì thay đổi, Ngô Tài Dương sang năm còn có khả năng lên ủy viên thường vụ. Là nhân vật đại biểu cho thế lực gia tộc khổng lồ, Ngô Tài Dương có đủ sức mạnh và thực lực dám chiến đấu với bất cứ kẻ nào đối đầu. Tôn Tập Dân lo lắng, nói đi cũng phải nói lại, cho dù việc Hà Giang Hải từ chức có hiệu lực, sau đó rời khỏi sân khấu lịch sử, có lẽ thế lực địa phương tỉnh Tề sẽ thu tay lại một cách thích hợp, nhưng Tần Khản nếu vẫn không buông tha mà mượn cơ hội sinh sự thì nên làm như thế nào? Thấy trời đã chạng vạng, theo như lời Hạ Tưởng đã hết nửa giờ,
tại sao vừa không thấy có người tiến đến giải vây, lại không thấy người nhà người chết nhượng bộ, chẳng lẽ Hạ Tưởng cũng chơi ông ta một vố? Tôn Tập Dân gần như khổ sở cho tới bây giờ, nhớ tới những gì từng trải qua tại tỉnh Yến, bỗng nhiên lúc đó cảm giác kỳ thật hiện tại chủ tịch tỉnh cũng làm không hết chức trách, không bằng một người không làm quan, về Bắc Kinh trồng cây cỏ, nghiên cứu học vấn, cũng thoải mái hơn so với hiện tại bị người khắp nơi đánh lén. Đang nản lòng thoái chí hết sức, bỗng nhiên người nhà học sinh đều đứng dậy đi ra phía ngoài, dường như bên ngoài có nhân vật quan trọng cỡ nào xuất hiện, trong nháy mắt, gần như tất cả người nhà người chết đều chạy ra bên ngoài trụ sở làm việc. Có chuyện gì vậy? Tôn Tập Dân cũng không ngồi chờ người khác báo cáo, đứng dậy đi ra trước cửa sổ hướng ra phía ngoài thì thấy, lập tức sửng sốt, bên ngoài sân có hai người đứng ở giữa, tất cả người nhà người chết đều vây quanh hai người, mỗi người một lời một cử chỉ. Hai người ở giữa vừa an ủi người nhà người chết, vừa bắt tay từng người, rất rõ ràng, rất nhiều người nhà người chết nhận ra hai người này. Nếu nói trong hai người có Chu Vũ Huyên xuất hiện đã khiến Tôn Tập Dân kinh ngạc, người còn lại rõ ràng là Hà Giang Hải, khiến cho ông ta vô cùng chấn động và kinh ngạc. Bắc Kinh, Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Nghe Thôi Bách Tính báo cáo xong, Long Gia Thành không nói gì, mà đứng dậy mở cửa sổ, sau đó đứng trước cửa sổ, sau lưng là Thôi Bách Tính. Long Gia Thành không nói lời nào, Thôi Bách Tính cũng không mở miệng, không khí nhất thời như ngưng đọng lại. Bên ngoài gió nhẹ thổi vào, thổi bay mấy tờ giấy trên bàn, lật qua lật lại, nhưng cũng không đứng dậy. Suốt cục, rất lâu sau, Long Gia Thành mới mở miệng. Bách Tính, về tài liệu tố cáo Tập Dân và Hồng Cơ, ý kiến của tôi là, tạm thời không để ý. Hiện tại tỉnh Tề không thể lại rối loạn, nếu ban tổ chức Trung ương đã phê chuẩn cho Hà Giang Hải từ chức. Sự tình cho dù là coi như chấm dứt. Hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật tất yếu cũng không mời họp nữa. Thôi Bách Tính im lặng gật đầu, không nói gì, trong lòng cũng đã biết, chủ nhiệm Long đã thu tay lại. Không thu tay không được, ban tổ chức trung ương trước đó không đánh tiếng, mà trực tiếp phê chuẩn cho Hà Giang Hải từ chức, chẳng qua là một lần ba phe phái liên kết hợp tác lại cảnh cáo, không cần nghĩ cũng biết, là phe bình dân âm thầm thúc đẩy mạnh mẽ, thế lực gia tộc phối hợp. Và Tổng Bí Thư cam chịu một lần liên hợp hành động, ý là báo cho phe của chính mình, được rồi, vậy là được rồi, đừng gây sức ép nữa. Ban tổ chức Trung ương đè nén bất đồng nghiêm trọng, đủ để cho Long Gia Thành tỉnh ngủ và thu lại bước đi, bởi vì, tình thế đã nghiêm trọng tới nỗi nguy hiểm rồi. Trong lòng Thôi Bách Tính cũng thở phào một cái, ông ta đệ trình tài liệu tố cáo Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ, nhưng vẫn chưa muốn điều tra hai người, chỉ có điều cho Long Gia Thành một bậc thang tốt để đi xuống. Khiến Long Gia Thành cảm thấy nên thu hồi việc lập án Hà Giang Hải. Đồng thời, cũng áp chế vấn đề Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ, cũng đồng nghĩa với việc không chịu thiệt. Tin rằng ông ta thực hiện, không thể mảy may kém hơn so với thủ pháp phối hợp của Hạ Tưởng ở tỉnh Tề. Thậm chí không khoa trương mà nói, còn cao minh hơn. Vô tình, Thôi Bách Tính lại âm thầm lấy chính mình đối lập với Hạ Tưởng, cũng là có ý tứ. Long Gia Thành quay lại liếc mắt nhìn Thôi Bách Tính một cái, dù chưa mở miệng. Nhưng ánh mắt rõ ràng có nghi vấn và khó hiểu. Thôi Bách Tính hiểu được ý Long Gia Thành, là nghi ngờ ông ta không âm thầm báo cáo tài liệu tố cáo Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ mà lại muốn trực tiếp đệ trình lên hội nghị thường vụ, là có dụng ý gì. Thôi Bách Tính tuy rằng coi như theo phe phái của Long Gia Thành, nhưng ông ta cũng không cho rằng mọi chuyện nhất định phải theo sát bước chân Long Gia Thành, ông ta là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, có quyền quyết định vấn đề thuộc bổn phận của mình. Đồng thời, ông ta cũng hiểu một cán bộ phải có lương tri và công chính. Giống như Hạ Tưởng, trước sau kiên trì nguyên tắc không lung lay được, mới là bản sắc. Thôi Bách Tính không chủ động giải thích, Long Gia Thành cũng không tiện mở miệng hỏi, cấp dưới cũng không phải mọi chuyện đều phải trưng cầu ý kiến cấp trên, nhất là sau khi đã đi tới một cấp độ nhất định. Đàm đạo với Thôi Bách Tính xong xuôi, ông ta đã đứng dậy rời đi, Long Gia Thành lại nhận được một cuộc điện thoại, chỉ nghe một câu. Đã giơ tay ra hiệu cho ông ta chờ một chút. Nghe xong điện thoại, Long Gia Thành còn nói. Tập Dân ở tỉnh Tề gặp vấn đề nan giải, tạm thời được giải trừ, nghe nói dường như lại là Hạ Tưởng giúp vội. Hồng Cơ vẫn còn chưa tìm thấy, thật đúng là làm cho người ta lo lắng. Thôi Bách Tính biết Long Gia Thành muốn nói gì, liền trả lời. Đúng vậy, Phó Bí Thư Hạ ở tỉnh Tề lập trường vẫn kiên định, tôi rất kính nể cách anh ta đối nhân xử thế. Đồng chí Chu Hồng Cơ phỏng chừng cũng là trong lòng nhất thời luẩn quẩn mới phải thanh tĩnh một chút, hẳn là không có vấn đề lớn. Long Gia Thành gật gật đầu, không nói gì nữa,
ông ta nghĩ Thôi Bách Tính sẽ rõ Chu Hồng Cơ đi đâu, không nghĩ Thôi Bách Tính cũng hoàn toàn không biết gì, không khỏi hơi thất vọng. Thôi Bách Tính vừa đi, Long Gia Thành chỉ trong chốc lát, liên tiếp tục gọi vài cuộc điện thoại. Vốn định cuối cùng gọi cho Hạ Tưởng, lo nghĩ, rồi vẫn chưa gọi. Màn đêm buông xuống thành phố Lỗ, dân thường không biết một loạt biến cố bên trong tỉnh ủy, rốt cuộc ẩn chứa tín hiệu chính trị gì. Mấy chuyện phát sinh và chấm dứt, có ý nghĩa thế cục tỉnh tề, dường như hướng tới phương hướng phát triển, nếu không xuất hiện chuyện gì không ngờ, một loạt tranh cãi và tranh đấu quay xung quanh Hà Giang Hải, cũng đã chậm rãi hạ màn. Sau khi Tạ Tín Tài tuyên bố quyết định trọng đại, hơn nửa tiếng sau, Hà Giang Hải làm thủ tục xuất viện, lại hơn nửa tiếng sau, Hà Giang Hải và Chu Vũ Huyên đồng thời xuất hiện ở tập đoàn xe khách dùng nguồn năng lượng mới, ra mặt giải vây cho Tôn Tập Dân. Phối hợp với Hà Giang Hải, sau khi Chu Vũ Huyên cố gắng làm công tác nửa giờ, rốt cục đạt thành nhất trí bước đầu trong việc bồi thường và truy cứu trách nhiệm. Tôn Tập Dân lại vượt qua một mối nguy chính trị. Đồng thời vào buổi tối, trên bàn luận về xe khách nguồn năng lượng mới ít dần, rất nhiều bài viết cũng biến mất khó hiểu, dư luận trên lại một lần nữa bị áp chế. Tuy rằng bài viết trên báo chí đăng rồi không có khả năng cắt bỏ, nhưng dù sao xét tương đối trên mà nói, sức ảnh hưởng đã nhỏ đi nhiều. Hơn nữa Tôn Tập Dân hứa hẹn trước mặt mọi người, một lần nữa suy xét vấn đề triển vọng xe khách nguồn năng lượng mới, lại có Hà Giang Hải và Chu Vũ Huyên thay ông ta giảng hòa và nói tốt, khiến cho hình tượng ông ta trong mắt người dân, cao lên không ít. Đêm đó, lặng lẽ trở về Bắc Kinh lại lặng yên trở về thành phố Lỗ Nha Nội cũng đã làm thủ tục xuất viện, chuẩn bị lại theo gió lẻn vào đêm, quay về Bắc Kinh. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, ngoại trừ Chu Hồng Cơ tạm thời tung tích còn không rõ, phe phản đối đã chuẩn bị thu tay lại toàn diện. Cũng biểu thị thế cục gió nổi mây phun của tỉnh Tề, đã vào mùa thu, cuối cùng trời trong nắng ấm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tỉnh Tề từ đêm nay bắt đầu, có lẽ sẽ nghênh đón một ngày mai hoàn toàn mới. Lúc này, Hạ Tưởng đã rời xa sự ồn ào náo động của tỉnh ủy. Hắn đang ở một trang viên vùng ngoại thành, tụ họp với Lưu Nhất Lâm, Ôn Tử Tuyền, Vương Sắc Phi. Đương nhiên, Hạ Tưởng sẽ không một mình tiếp cả ba cô gái xinh đẹp như vậy. Ngoại trừ ba người đẹp ra, còn có Nga Ni Trần, Dương Uy và Ngô Thiên Tiếu cũng ở đó. Hôm nay họp mặt, không phải có yến tiệc, chỉ là một hoạt động nghỉ ngơi bình thường, hoặc cũng có thể nói là một hội nghị kinh tế tổng kết và triển vọng cũng được. Thật ra dựa theo quy tắc thông thường, không nên có Lưu Nhất Lâm tham gia, nhưng sau khi Nga Ni Trần và Dương Uy tiếp nhận sản nghiệp của Triệu Mẫu Đan, Lưu Nhất Lâm với uy quyền thị trường, cũng đã tạo ra không ít điều kiện thuận lợi, nên cũng mời cô. Lưu Nhất Lâm rất là vui mừng. Từ lúc Hạ Tưởng bước vào quan trường tới nay, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, mỗi lần sau khi thắng lợi cũng không mở tiệc rượu, để tránh nảy sinh cảm xúc kiêu ngạo tự mãn. Hơn nữa, hắn cho rằng thời điểm bây giờ còn chưa thể coi là đã hoàn toàn thắng lợi. Hạ Tưởng vẫn nhớ kỹ một câu là, đáng mừng nhất chính là bản thân bị dồn vào đường cùng mà không hết hy vọng, có thể kinh ngạc mà không hoảng hốt, gấp mà không loạn. Đáng buồn nhất chính là chúc mừng trước khi có tin báo thắng trận, đắc ý mà hí hửng tự thưởng cho mình. Nhìn bề ngoài, Hà Giang Hải từ chức có hiệu lực, ban tổ chức Trung ương đã bày cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương một đường, Ngô Tài Dương ngang nhiên ra tay thách thức khiêu chiến với quyền uy của phe phản đối. Sau khi Hà Giang Hải xuất viện, đã cùng Chu Vũ Huyên ra mặt giải vây cho Tôn Tập Dân. Mọi việc đều thuận lợi, tốt đẹp. Hà Giang Hải xuất viện đại biểu cho anh ta đã tiếp nhận tình huống hiện tại rồi. Anh ta ra mặt, biểu lộ đã tiếp nhận đề nghị của Hạ Tưởng, chuẩn bị nhảy ra khỏi vòng xoáy lớn của tỉnh ủy, muốn về nhà dưỡng già rồi. Hà Giang Hải cùng Chu Vũ Huyên đồng thời ra mặt giải vây cho Tôn Tập Dân, với ý muốn thế lực địa phương tỉnh Tề chuyển giao một bộ phận quyền lực vào trong tay Chu Vũ Huyên. Hàng loạt dấu hiệu này cho thấy, Hà Giang Hải hoàn toàn muốn từ chức về ở ẩn, và cũng sẽ thu tay lại một cách toàn diện, không có ý định gây thêm rắc rối. Lại cẩn thận phân tích tình trạng hiện nay của tỉnh Tề, nếu Chu Hồng Cơ bình an trở về, lại thu xếp ổn thỏa sự việc của Dương Ngân Hoa, mà Tôn Tập Dân lại vượt qua khủng hoảng, nếu phái phản đối có thể tập trung lực lượng ở Bắc Kinh hóa giải đợt tiến công kinh tế của Tần Khản, chưa tới một tháng sau, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ sẽ lại một lần nữa đứng vững. Tiến thêm một bước nữa mà nói, nếu bí thư đảng ủy công an mới nhậm chức cũng là thành viên của phái phản đối, vậy bố cục của phái phản đối ở tỉnh Tề, rất có thể còn tiếp tục có triển vọng. Đương nhiên, suy nghĩ là tốt đẹp, sự thật cũng sẽ đầy các khả năng và biến số,
bởi vì một loạt sự kiện ngầm phía sau. Còn có một người vẫn án binh bất động, mãi cho đến bây giờ cũng còn không có bất động tĩnh gì. Không sai, người mà Hạ Tưởng đang lo lắng, chính là Tần Khản. Phải nói rằng, Tần Khản mất đi sự chống đỡ của Hà Giang Hải, không có thế lực địa phương tỉnh để âm thầm tương trợ, khẳng định anh ta là một cây chẳng chống vững nhà. Sự việc đã không thể phớt lờ được nữa. Tần Khản ở tỉnh Tề bao năm y ngấm ngầm chịu đựng bao năm cũng kinh doanh bao năm, ai biết ở phía sau anh ta lại được bố trí như thế nào. Sự tình cho tới bây giờ, người khác có lẽ sẽ cho rằng Tần Khản sẽ thu tay lại và chịu thua, nhưng trong lòng Hạ Tưởng từ trước tới nay lại không quá tin vào điều này. Bởi vì Tần Khản quá điềm tĩnh, khi Tạ Tín Tài tuyên bố phê chuẩn cho Hà Giang Hải từ chức, khi Hà Giang Hải và Chu Vũ Huyên đồng thời xuất hiện tại tập đoàn xe khách nguồn năng lượng mới. Thậm chí trước khi Chu Hồng Cơ đột nhiên lạc đường, vẻ mặt anh ta trước sau vẫn vô cùng trầm tĩnh, không khiếp sợ, không vui sướng, thậm chí ngay cả việc biểu hiện mà một phó chủ tịch thường trực tỉnh nên có cũng không có. Điều này chứng minh rằng, Tần Khản hoặc là đã mất hết ý chí, thờ ơ với tất cả mọi việc, hoặc chính là ý chí của anh ta kiên định, đã sớm chuẩn bị tốt đường lui cho mình sau này. Chỉ mong là giả thuyết trước là đúng. Hạ Tưởng ngồi ở giữa mọi người, hưởng thụ trăng thanh gió mát. Nghe Nga Ni Trần và Dương Uy bàn luận về từng kế hoạch phát triển sự nghiệp của Triệu Mẫu Đan, chính xác mà nói hẳn là sản nghiệp của Nga Ni Trần, Dương Uy và Vương Sắc Phi. Lưu Nhất Lâm ở một bên vẫn cười mà không nói gì, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Mà trái lại, Ôn Tử Tuyền tới tham dự cuộc thảo luận, tuy rằng cách nhìn của cô đối với kinh tế cũng không phải đặc biệt sâu sắc, cũng không có khả năng nhìn xa hiểu rộng. Nhưng cô xuất phát từ góc độ chính trị mà nhìn nhận vấn đề, cũng đã hỗ trợ cho Nga Ni Trần và Vương Sắc Phi rất nhiều. Lưu Nhất Lâm thấy mấy người thảo luận sôi nổi như vậy, mà Hạ Tưởng lại không hề lên tiếng, liền nghiêng người nhỏ giọng hỏi. Phó Bí Thư Hạ, sao không phát biểu một vài cao kiến vậy? Hạ Tưởng hơi giật mình, cười nói. Tôi là Phó Bí Thư được phân công quản lý về nhân sự của Đảng và quần chúng, không phải Phó Chủ tịch tỉnh chuyên về kinh tế. Không muốn là người ngoài ngành chỉ huy người trong ngành. Lưu Nhất Lâm ha hả cười. Nếu lãnh đạo bây giờ đều tự biết mình giống anh, cũng sẽ không xuất hiện nhiều quyết sách không ra gì như vậy. Những năm gần đây, chi phí mà chúng ta giao nộp trong quá trình phát triển kinh tế, chỉ sợ lớn hơn tổng giá trị sản xuất quốc dân trong một năm. Hạ Tưởng cười nói. Sợ là còn chưa kết thúc, cũng không thể nói ra ngoài. Chủ yếu cũng là do chính quyền quản lý quá nhiều việc. Có thể trực tiếp can thiệp vào kinh tế, mấu chốt là, trình độ của phần lớn cán bộ địa phương về vấn đề kinh tế còn nông cạn. Hạng mục công trình xe khách nguồn năng lượng mới chính là kết quả của người ngoài ngành chỉ huy người trong ngành. Cuối cùng ai là người phải thanh toán vốn đầu tư 10 tỷ trôi nổi đó? Nói là chính quyền thanh toán, nhưng chính quyền lấy tiền từ đâu ra? Từ dân chúng. Nhưng thật ra, lông dê cũng không thể mọc trên người chó. Lưu Nhất Lâm nói một câu nói dí dỏm. Lại nghiêng đầu, khe khẽ nói. Phó Bí Thư Hạ, thế cục sau này chắc là sẽ thái bình rồi phải không? Tôi cũng hy vọng thiên hạ thái bình, nhưng sự thật cũng chưa chắc có thể như ý nguyện, chỉ có thể nói, cứ chờ xem đã. Hạ Tưởng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trước sau vẫn không xua tan được ám ảnh trong lòng mình. Mặc dù hắn cũng hiểu rõ, Tần Khản cho dù không buông tha, cũng sẽ không ra tay đối với hắn. Nhưng lúc này... Quả thật hắn đã đứng ở độ cao nhất định để suy xét vấn đề. Đây cũng gọi là lo lắng cho nước, cho dân. Bởi vì đây là cuộc tụ họp để nghỉ ngơi, Lưu Nhất Lâm mặc chiếc váy dài. Hiếm khi thấy cô lộ ra vẻ vô cùng hoạt bát như vậy. Cô đứng lên, phất phất tay về phía Hạ Tưởng. Tôi qua bên kia một chút. Thật ra cô muốn Hạ Tưởng đi theo cô, nhưng Hạ Tưởng lại ngồi ì ra, không nhúc nhích. Không phải hắn lười, mà hắn còn đang mải suy nghĩ. Hạ Tưởng suy nghĩ tới vấn đề của Nha Nội, bởi vì căn cứ vào tình thế lúc này, dù Nha Nội có ác khí nuốt được Hà Giang Hải hay không, cũng phải nuốt xuống. Theo việc Nha Nội quay lại Bắc Kinh, chờ ông ta tập trung tinh lực sau đó tăng cường tấn công vào sản nghiệp Tiếu Giai. Nói không chừng, trên phương diện chính trị không có cách gì giải phóng ác khí, thì trên phương diện kinh tế, ông ta sẽ tìm được người chịu tội thay. Nói cách khác, Nha Nội chắc sẽ tăng cường độ mạnh yếu để thâu tóm sản nghiệp Tiếu Giai. Cũng không tiếc phải trả giá. Nói rõ ràng hơn, trận quyết chiến của Nha Nội ở trên phương diện kinh tế sắp được trình diễn. Liên tưởng đến sau khi Nha Nội bị thương, phái phản đối vì trả thù mà áp dụng thủ đoạn không thuận theo sẽ không buông tha.
Hạ Tưởng không khỏi lo lắng tới sự đối kháng về mặt kinh tế ở Bắc Kinh. Cùng với việc nha nội nhảy vào cạm bẫy của Thành Đạt Tài, liệu sau khi nha nội phát hiện ra, từ đó mà khiến ông ta thù cũ hận mới dâng lên trong lòng, tiếp đó sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để tiến hành trả thù. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng không e ngại thủ đoạn của nha nội và lực lượng của phái phản đối, bởi vì hắn tin tưởng rằng, mặc kệ đối phương có gây ra bao nhiêu mưa to gió lớn, cũng không lay động được nền móng của hắn, bởi vì dù sao hắn cũng không giống với Hà Giang Hải. Hắn không có nhược điểm nào bị đối phương nắm giữ trong tay cả, cam đoan bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ say. Điều duy nhất khiến Hạ Tưởng phải lo lắng chính là khi Hứa Quan Hoa tham gia vào cuộc đối kháng kinh tế, bởi vì kinh nghiệm không đủ mà lộ dạng. Sau đó sẽ bị nha nội đẩy ra, dẫn tới liên tưởng đến bóng dáng của hắn ở trong đó. Nói cho cùng, Hạ Tưởng luôn luôn giữ cho hình tượng của mình là một người tốt, cũng không muốn nha nội cảm thấy hắn là người xấu. Trên thực tế, quả thật hắn cũng là một người tốt. Ngược lại không phải là hắn không dám đối kháng trực tiếp với nha nội, mà là cảm thấy có khi cùng nha nội chơi trò chơi trốn tìm, mới tiện đánh lén thành công. Chuyện của nha nội còn dễ nói, cho dù nha nội đã biết chân tướng, cũng chỉ có thể đánh cuộc chịu thua. Dù sao khi đối kháng kinh tế, cái chính là phải xét tới thực lực và trí tuệ, so sánh với sự nghiêng lệch trên chính trị, ít nhiều còn tuân thủ theo một quy luật thị trường. Hiện tại, trong lòng Hạ Tưởng cảm thấy thiếu tự tin nhất chính là Tần Khản vẫn trốn ở một nơi bí mật gần đó, rốt cuộc đang mưu tính kế hoạch quan trọng gì. Ngẩng đầu đúng lúc thấy Lưu Nhất Lâm đang một mình dạo bước cách bờ biển không xa, dưới ánh đèn, cô ôm hai vai, hoàn toàn không có hình tượng uy nghiêm của một thị trưởng thường có khi ở trước mặt công chúng, ngược lại trông cô có vẻ yếu đuối bất lực của một người con gái bình thường. Hạ Tưởng không khỏi lắc đầu cười. Không đợi hắn mở miệng, Ôn Tử Tuyền đã lĩnh hội ý đồ của hắn, đứng dậy đi tới bên cạnh Lưu Nhất Lâm. Lúc này cũng chỉ có người đẹp Vương Sắc Phi ở bên cạnh hắn. Vương Sắc Phi vốn ngồi cách Hạ Tưởng khá xa. Lưu Nhất Lâm và Ôn Tử Tuyền vừa đi, cô ngồi lại gần một chút, ngay phía bên phải Hạ Tưởng, để tiện nói chuyện. Hiếm thấy có một cơ hội như hôm nay, tranh thủ lúc rảnh rỗi, Hạ Tưởng thấy Vương Sắc Phi khá là hào hứng, liền chủ động hỏi. Sắc Phi, gần đây mọi chuyện đều thuận lợi, vừng nở hoa. Cô đã nghĩ bước tiếp theo định làm gì chưa? Chẳng qua Hạ Tưởng chỉ thuận miệng hỏi, hắn cũng không thực sự quan tâm tới việc Vương Sắc Phi còn suy nghĩ trên vấn đề kinh doanh, không ngờ Vương Sắc Phi lại thực sự nghĩ vậy, hơn nữa còn khiến Hạ Tưởng cảm thấy thật bất ngờ. Phó Bí Thư Hạ, tôi thật ra là có một vấn đề muốn nhờ anh chỉ giáo cho. Vương Sắc Phi cười rất rạng rỡ, còn có chút thần bí. Theo anh, Chu Hồng Cơ có phải thực sự có quan hệ với Dương Ngân Hoa hay không? Suy cho cùng, Vương Sắc Phi cũng không phải người trong quan trường, mở miệng hỏi về vấn đề hoàn toàn không hợp quy tắc. Bất cứ ai cũng sẽ không hỏi Phó Bí Thư tỉnh ủy về vấn đề tác phong của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Mặc kệ có phải trong trường hợp riêng tư hay không, đều phạm vào kiêng kỵ. Cũng may, từ trước đến nay, Hạ Tưởng rất khoan dung, sẽ không trách cứ Vương Sắc Phi điều gì, chỉ liếc mắt nhìn Ngô Thiên Tiếu một cái. Ngô Thiên Tiếu đã thầm căn cứ vào địa chỉ mà Hà Giang Hải cung cấp tiến hành điều tra, hỏi thăm rõ ràng được một sự thật. Quả thật đây là nhà của Dương Ngân Hoa, nhưng không xuất hiện cảnh tượng bắt kẻ thông dâm ở trên giường. Hơn nữa trong phòng cũng không có Dương Ngân Hoa, không có một bóng người nào. Theo hàng xóm nói, bình thường cũng rất ít khi thấy có người đến ở, cũng chưa từng thấy một nam một nữ nào đến đây. Điều này cũng khiến Hạ Tưởng thực sự yên tâm, bình tĩnh mà xem xét. Hắn còn thật sự lo lắng sẽ phát hiện Chu Hồng Cơ có gian tình gì. Nếu Chu Hồng Cơ biết Hạ Tưởng đã lo lắng cho anh ta thế nào, nhất định anh ta sẽ vô cùng cảm kích, nắm tay Hạ Tưởng kích động nói. Anh hiểu tôi, cuối cùng cũng có người hiểu tôi. Dương Ngân Hoa đến tột cùng có bộ dạng dài ngắn thế nào, Hạ Tưởng cũng không có một chút ấn tượng. Tuy nhiên hắn nhớ rõ dường như có nghe Ngô Thiên Tiếu hay nói dơn y y tỉnh ủy tỉnh tề không có mỹ nữ. Duy nhất chỉ có mình Ôn Tử Tuyền mà thôi y y chính là nói, Dương Ngân Hoa khẳng định không bằng Ôn Tử Tuyền. Ngô Thiên Tiếu biết Phó Bí Thư Hạ ra hiệu về phía anh ta, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì Vương Sắc Phi lại không để cho anh ta kịp nói, mở miệng nói ra một câu khiến Ngô Thiên Tiếu khiếp sợ, cũng khiến Hạ Tưởng phải giật mình. Tôi nghĩ, tôi hẳn là biết Chu Hồng Cơ ở nơi nào. Từ sáng đến giờ, Chu Hồng Cơ đã biến mất được mười mấy tiếng đồng hồ. Nếu đến giữa trưa ngày mai mà vẫn không có tin tức của anh ta, sẽ phải chính thức tuyên bố anh ta bị mất tích. Hiện tại,
Tuy rằng Hạ Tưởng nhìn giống như đang dạo chơi, thật ra cũng đã sớm an bài rất tốt các công tác tìm kiếm. Không chỉ hắn, ngay cả Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân cũng đều có tinh thần chỉ thị. Đương nhiên, mọi người đều đang âm thầm tiến hành, không thể gây ra náo loạn lớn, bởi vì đến bây giờ, còn chưa thể chính thức tuyên bố Chu Hồng Cơ mất tích. Trước kia cũng từng xuất hiện sự kiện tương tự thế này, đột nhiên không tìm thấy một cán bộ cấp phó tỉnh, kết quả đã gây huyên rất lớn. Vô số người ra mặt tìm kiếm, tìm nửa ngày, cuối cùng cán bộ mất tích đã tự mình quay trở lại, còn rất kinh ngạc không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vừa hỏi mới biết được hóa ra là đang tìm anh ta. Anh ta không khỏi cười khổ nói, thật ra anh ta cảm thấy tâm phiền ý loạn, muốn tìm một chỗ yên tĩnh mà thôi. Được thôi, người khác thật vất vả muốn yên tĩnh một lần, các anh cũng không cho người ta được yên tĩnh, náo loạn lớn đến như vậy. Hơn nữa, cán bộ cấp phó tỉnh hoàn toàn có quyền tự chủ, cho dù tự chủ trương không xin nghỉ đã bỏ không tham gia một hội nghị thường vụ, tỉnh ủy cũng không tiện mà nâng cao quan điểm, nhiều lắm chỉ mắng Khâu Nhân Lễ vài câu không nhẹ không nặng. Cho nên, người nên tìm vẫn phải tìm, công tác dù âm thầm làm vẫn phải làm, nhưng sự tình này lại không có thể công khai, lại không thể báo cáo với Trung ương, chỉ có thể mịt mờ tiến hành. Xem ra Chu Hồng Cơ mặc kệ là bởi vì chuyện gì mà âm thầm ra đi, thì anh ta cũng đã làm không đúng. Bởi vì hiện tại toàn bộ tỉnh ủy đều lo lắng cho anh ta. Hơn nữa lúc này, tình hình tỉnh Tề đang thực sự gặp đại biến. Có đại sự gì, đáng để anh ta làm ra chuyện ngốc như vậy? Quả thật, Hạ Tưởng rất không khách khí hình dung những gì Chu Hồng Cơ đã làm là việc ngốc. Chỉ có điều tất cả mọi người không nghĩ tới, trong lúc bản thân đang không có manh mối nào rõ ràng, thì một người ngoài cuộc như Vương Sắc Phi lại nói một câu khiến mọi người phải kinh ngạc. Không ngờ cô lại nói cô biết Chu Hồng Cơ đang ở đâu, khiến cho Hạ Tưởng vừa tò mò lại vừa cảm thấy thú vị, cười hỏi. Sắc Phi thật đúng là không gì không biết, nói tôi nghe một chút xem nào. Tôi sao có thể là người không gì không biết, tuy nhiên tôi có thể đoán bậy một chút. Vương Sắc Phi thấy cô trở thành trung tâm của mọi người, chẳng những Hạ Tưởng có hứng thú, Ngô Thiên Tiếu, Nga Ni Trần và Dương Uy đều hướng ánh mắt chú ý đến cô liền cảm thấy hạnh phúc, nói. Thật ra ngẫm lại sẽ biết, vấn đề khó khăn nhất của chủ nhiệm Chu hiện tại là gì? Là Dương Ngân Hoa, cho nên, nếu có người nói có thể có cách làm cho anh ta trong sạch, xử lý tốt mối quan hệ nam nữ bất chính giữa anh ta và Dương Ngân Hoa, khẳng định anh ta sẽ quẳng tất cả mọi việc, lập tức làm theo. Vì bịt tai mắt, anh ta liền tắt di động, một mình ra đi. Đây là lựa chọn mà mỗi người đều áp dụng phòng bị. Tôi cảm thấy, mặc kệ là ai đã âm thầm liên lạc với Chu Hồng Cơ, đều phải lưu lại dấu vết, ví như tài liệu để thuyết phục. Còn có một điểm nữa, chính là nên cho người thăm dò điều tra về hướng đi của Dương Ngân Hoa, cũng cần phải lưu ý một chút tới chồng của Dương Ngân Hoa. Nói không chừng, hiện tại Chu Hồng Cơ đang ngồi cùng Hoa Nhất Đại, thương lượng nên phân chia thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Dương Ngân Hoa như thế nào, là 2-4-6, hay là 3-5-7. Hạ Tưởng trực tiếp loại bỏ câu cuối cùng Vương Sắc Phi. Bởi vì thi thoảng Vương Sắc Phi nói chuyện có lẽ có chút thiếu suy nghĩ, cũng vì nguyên nhân là do cô cảm thấy vô cùng quen thuộc với hắn, hắn cũng chẳng lưu tâm cho lắm. Nhưng Hạ Tưởng cũng không tán thành cách nói của Vương Sắc Phi. Chu Hồng Cơ sẽ không ngốc đến mức đi đàm phán với Hoa Nhất Đại. Nếu làm như vậy, mặc kệ anh ta và Dương Ngân Hoa không có chuyện gì, cũng sẽ bị mọi người cho rằng có chuyện. Tuy nhiên, Vương Sắc Phi đề xuất về nguyên nhân Chu Hồng Cơ đột nhiên trốn đi. Quả thật cũng có lý, đặc biệt là đề nghị căn cứ vào ghi âm các cuộc trò chuyện của Chu Hồng Cơ để điều tra, rất không tệ. Thật ra nếu trước kia, Hạ Tưởng cũng sẽ không sao nhãng với vài vấn đề chi tiết thông thường như vậy, nhưng chủ yếu cũng bởi vì bây giờ còn chưa thể công khai về chuyện Chu Hồng Cơ bị mất tích, cho nên, không ai có quyền đi điều tra ghi âm cuộc trò chuyện của một người đường đường là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Nhưng từ cách Dương Ngân Hoa nhúng tay vào, cũng vẫn có thể xem là một phương pháp để có thể thử một lần. Hạ Tưởng liền liếc mắt nhìn Ngô Thiên Tiếu một cái. Ngô Thiên Tiếu lập tức hiểu ý, đứng dậy đi qua một bên, gọi điện thoại. Sau đó Hạ Tưởng lại suy nghĩ, bỗng nhiên ý thức được, thật ra từ đầu đến cuối hắn đều bỏ qua một người. Bởi vì hắn vẫn cho rằng người kia nhằm vào một mình Tôn Tập Dân, chưa bao giờ liên hệ việc Chu Hồng Cơ gặp chuyện không may với người kia. Nhưng với những lời Vương Sắc Phi vừa nói, không ngờ lại khiến hắn mở ra một cánh cửa khác, cung cấp một ý nghĩ hoàn toàn mới.
không chừng việc Chu Hồng Cơ đột nhiên bí mật trốn đi, chính là bút tích của Tần Khản. Do luôn đề phòng Tần Khản còn có kế hoạch gì chuẩn bị nhằm vào Tôn Tập Dân, đến tận lúc này hắn mới có cảm giác bừng tỉnh hiểu ra, chẳng lẽ nói Tần Khản ngoài mặt không có bất cứ phản ứng gì trước việc Hà Giang Hải từ chức và xuất viện, giải quyết vấn đề khó khăn của Tôn Tập Dân và một loạt sự kiện khác, nói không chừng y nhân lúc người khác không để ý liền ngấm ngầm xuống tay với Chu Hồng Cơ. Đương nhiên, điều này chỉ là suy đoán của Hạ Tưởng, trước mắt vẫn không có chứng cứ, hắn không thể có bất cứ hành động gì chỉ trích Tần Khản. Tuy nhiên vì lo nghĩ, hắn vẫn đứng dậy gọi một cuộc điện thoại. Vương Sắc Phi cho rằng toàn bộ những lời nhắc nhở của cô đã được Hạ Tưởng tiếp thu, không khỏi vui vẻ ra mặt, giơ tay về phía Nga Ni Trần và chìa tay ra. Chủ tịch Trần, đừng ngồi không nữa, theo tôi xuống bãi biển một chút đi. Nga Ni Trần cười cười. Cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Sắc Phi cười nói. Chủ tịch Trần văn nhã hơn so với trước kia rất nhiều, khiến tôi không dám nhận ra nữa. Xem ra, đi theo phó bí thư Hạ vẫn có tiền đồ hơn. Anh xem anh kìa, hiện tại giống như thay da đổi thịt vậy. Nga Ni Trần đưa Vương Sắc Phi đi tản bộ, hiện tại chỉ còn lại có Dương Uy và Ngô Thiên Tiếu. Hai người không thật sự quen, đúng lúc mượn cơ hội đặc biệt này để tán gẫu. Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Lý Đinh Sơn. Phó Chủ tịch tỉnh Lý, có phải anh đang ở cùng với Phó Chủ tịch tỉnh Tần hay không? Hạ Tưởng cũng không chú ý, liền hỏi thẳng. Lý Đinh Sơn ngạc nhiên nói. Không có, mấy ngày nay Phó Chủ tịch tỉnh Tần bề bộn nhiều việc. Tôi và anh ta khi đi làm cũng chỉ gặp mặt một lần, lúc vừa giao ban, sau đó liền vội vội vàng vàng làm việc khác. Phó Bí Thư Hạ, anh có vấn đề gì cứ việc nói ra. Lý Đinh Sơn cũng biết hiện tại thế cục tỉnh ủy rất phức tạp, rất phiền toái. Hạ Tưởng tìm mình hỏi về Tần Khản, tuyệt đối có liên quan tới thế cục tỉnh ủy. Không đợi Hạ Tưởng trả lời, Lý Đinh Sơn lại nghĩ tới điều gì, vội nói thêm. Đúng rồi, mấy ngày gần đây, có không ít lãnh đạo thành phố lỗ tìm Phó Chủ tịch tỉnh Tần báo cáo công tác. Còn nữa, ngày hôm qua, lúc gặp mặt, Phó Chủ tịch tỉnh Tần có hỏi tôi một câu. Hạ Tưởng hỏi. Nói cái gì? Phó Chủ tịch tỉnh Tần hỏi tôi xem lúc anh xử lý chuyện ở quận Hạ Mã, đã làm như thế nào để giải quyết tranh cãi một cách ổn thỏa. Cuối cùng thì Tần Khản nghĩ muốn làm gì? Cuộc điện thoại gọi tới Lý Đinh Sơn, chẳng những khiến Hạ Tưởng không đạt được tin tức như mong muốn, hơn nữa càng làm cho hắn thêm nghi ngờ, trong lòng càng thêm tin chắc rằng, Tần Khản hẳn là vẫn không chịu để yên. Bất cứ việc gì cũng không thể vượt quá ranh giới. Dù sao Hạ Tưởng cũng đã có chủ ý. Nếu Tần Khản dám đùa quá mức, đừng trách hắn ra tay quá độc. Nguyên tắc của hắn chính là, xử lý công việc chứ không xử lý con người. Bất cứ ai cũng đừng nghĩ vì riêng cá nhân mình, áp đảo trên cục diện ổn định đoàn kết của tỉnh Tề. Sau cuộc tụ họp, Hạ Tưởng trở về nhà, theo thói quen mở máy tính, bắt đầu từ sau khi Phó Thiên Tiên đưa hắn chiếc máy tính siêu cấp, dùng được vài ngày hắn đã cảm thấy vô cùng thích thú các tính năng phù hợp với ý muốn của mình trong máy laptop. Ôm máy tính đi tới sofa, sau khi nửa nằm xuống, hắn lên mạng, cùng Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm hàn huyên một hồi, lại cũng Vệ Tân, Tống Nhất Phàm nói mấy câu, còn dưới yêu cầu mãnh liệt của Tống Nhất Phàm, đã nói chuyện video một hồi. Tuy rằng bận và mệt, cũng luôn muốn có thời gian nghỉ ngơi, cùng Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm nói chuyện phiếm, có thể cảm thấy ấm áp và đỡ mệt. Cùng Vệ Tân, Tống Nhất Phàm nói chuyện phiếm, có thể cảm thấy thoải mái. Nhất là sau khi xem Tống Nhất Phàm qua video, thấy cô còn mặc áo ngủ có vẽ những hình trong phim hoạt họa, lại rất không nghiêm chỉnh lộ ra nửa bả vai, mà trên vai rõ ràng có thể thấy được một sợi dây, mơ hồ vẫn còn dáng vẻ của một cô bé không có chút phòng vệ nào đối với hắn. Hạ Tưởng cũng thực sự vui vẻ mỉm cười một hồi lâu, nhớ tới lần trước đi Bắc Kinh muốn tới ở cùng với Vệ Tân, thiếu chút nữa bị Tống Nhất Phàm vô lý phá hỏng một đêm, hắn lại cười hết sức thoải mái. Cũng không biết chính xác Tống Nhất Phàm nói cái gì, nhưng thật lòng vẫn thấy cô chút thông minh sắc sảo. Cô nhìn về phía Hạ Tưởng làm cái mặt quỷ, nói. Đúng rồi, anh Hạ, em nghe nói lần trước anh đến Bắc Kinh, sao không tới thăm em và chị Vệ. Em không biết tạo sao luôn nhớ dường như nằm mơ, nhớ rõ trong mơ anh tới nhìn lén chị Vệ, cố ý trốn tránh em. Em nhớ rõ ràng mình ngủ ở trên giường của mình, lúc tỉnh lại thấy đang ngủ cùng với chị Vệ. Thật sự là kỳ quái. Hạ Tưởng bị Tống Nhất Phàm hỏi vậy thì không biết nói thế nào, thấy Vệ Tân tránh ở sau lưng Tống Nhất Phàm, nhăn mặt le lưỡi với hắn,
rõ ràng là đang đùa cợt hắn, khiến hắn thực sự càng không thể nói gì. Tuy nhiên lại suy nghĩ, Vệ Tân là người luôn luôn không thể hợp phách với người khác, ngay cả lúc ở cùng với Liên Nhược Hạm cũng rất ít khi lộ ra vẻ mặt vui vẻ nghịch ngợm. Hiện tại khi tới ở cùng với Tống Nhất Phàm, rốt cục lại cũng ngây thơ và hoạt bát như vậy, khiến cho hắn vô cùng yên tâm. Vệ Tân mặc dù còn chưa biết bệnh tình của mình, người ta họa phúc chỉ trong sớm tối, chỉ cần không phát tác, thật ra cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần cô bình an vui vẻ mỗi ngày là được. Gần đây, việc kinh doanh của Vệ Tân phát triển cũng không tệ, tuy rằng cũng có Thiếu Giai và Liên Nhược Hạm âm thầm trợ giúp, nhưng đây là lần đầu Vệ Tân tự mình tìm ra phương pháp, rốt cục sau khi trải qua vài lần rèn luyện, cuối cùng cô cũng đạt được một bước đi đáng mừng. Mà Tống Nhất Phàm đại khái cũng giống như trợ lý của Vệ Tân, tuy rằng Vệ Tân cũng muốn cô làm phó tổng, nhưng hiển nhiên năng lực của vị phó tổng tống tuổi trẻ không thể toàn diện phối hợp, cũng không thể một mình quyết đoán phụ trách được công tác của mình, cô cần phải học tập rất nhiều. Đối với sự trưởng thành của Tống Nhất Phàm, Hạ Tưởng cũng không cần lo lắng. Cô và Vệ Tân cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không đi đường vòng, bởi vì Vệ Tân là người có tính tình cẩn thận tỉ mỉ, sẽ chiếu cố người khác, mà cô lại đặc biệt thích Tống Nhất Phàm. Hắn nhìn ra được, cô yêu thương Tống Nhất Phàm như em ruột của mình vậy. Hạ Tưởng cũng quả thật mệt mỏi, hàn huyên trong chốc lát, lên mạng một lúc, vốn định muốn nói vài câu với Phó Tiên Tiên, dù sao máy tính này cũng là cô đưa, không liên hệ với chính chủ thì thật sự cũng vô lý. Không ngờ cũng là do mệt mỏi quá độ, đã ngủ quên trên sofa lúc nào không hay. Tờ mờ sáng hôm sau, Hạ Tưởng đã bị điện thoại đánh thức. Sau khi tỉnh lại đúng lúc thấy máy tính bị rơi trên mặt đất, hắn cũng đang nằm nghiêng trên ghế sofa, bộ dạng thật sự là chẳng ra sao cả. Cũng may, trên mặt đất có thảm, mới không làm hỏng máy tính. Nếu không, Phó Tiên Tiên không thể không nổi cáu với hắn. Chuyện máy tính chỉ là việc nhỏ, điện thoại mới là chuyện lớn. Trong lúc mơ mơ màng màng, Hạ Tưởng cầm điện thoại lên nghe, lại nghe thấy một giọng nói vô cùng gấp rút. Phó Bí Thư Hạ, tôi là Chu Hồng Cơ, mau tới cứu tôi. Trong nháy mắt, Hạ Tưởng cảm thấy trong đầu trống rỗng mất vài giây. Tối hôm qua Ngô Thiên Tiếu liên hệ với lực lượng bộ phân của Cục Công an thành phố. Sau khi âm thầm phân phó xuống, nhanh nhất cũng phải tới giữa trưa hôm nay mới có thể có được tin tức. Mặt khác có tin tức nói, Hà Giang Hải đã suốt đêm đêm rời khỏi thành phố Lỗ, yên lặng quay trở về quê, ngay cả nghi thức từ biệt cũng không có cử hành, chỉ âm thầm chào từ biệt Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân, cũng đánh tiếng với Hạ Tưởng, nhưng lại không để ý đến các ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác. Có thể nói, anh ta đi vô cùng vội vàng mà gấp gáp. Là một nhân vật đứng đầu của thế lực địa phương tỉnh Tề đã từng tung hoành ngang dọc tại chính đàn tỉnh Tề mười mấy năm, lại lặng yên không một tiếng động rời khỏi sân khấu lịch sử của tỉnh Tề như thế, dường như hơi thảm hại, cũng có kết cục quá mức ảm đạm rồi. Thật ra với một người thông minh như Hà Giang Hải còn không thể hoàn toàn giải trừ được nguy cơ ở tỉnh Tề, anh ta lặng yên rời khỏi quan trường là con đường phù hợp nhất, có thể mức độ lớn nhất mà bảo đảm ông ta được rút lui an toàn. Bởi vì ngoài mặt, phái Bình Dân đã giành được toàn thắng, trên thực tế cũng là cái thắng thảm hại. Hơn nữa, rất nhiều sự tình vẫn còn mâu thuẫn bên trong, cũng không hoàn toàn tiêu trừ. Lúc này, Hà Giang Hải lúc này không nên gióng trống khua chiêng tổ chức nghi lễ từ biệt, có thể kích động tới nha nội và phái phản đối. Cũng bởi vì lúc này nha nội còn đang ở thành phố Lỗ. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân không ai biết của tầng cao, trong đàm phán lần trước của Hà Giang Hải và Tần Khản, Hà Giang Hải đã nói anh ta muốn ngừng hợp tác với Tần Khản. Tần Khản dưới cơn thịnh nộ, chẳng những không chịu đồng ý, còn nói ra những lời để uy hiếp Hà Giang Hải. Hà Giang Hải cũng không sợ Tần Khản, cũng không muốn tiếp tục phát sinh ra xung đột với bất cứ kẻ nào. Bất cứ kẻ nào, đương nhiên cũng bao gồm Tần Khản. Bởi vì sau khi anh ta nghe được những lời không phải không có uy hiếp của Hạ Tưởng, cân nhắc lợi hại, biết có khả năng Hạ Tưởng muốn thực sự ra tay. Sau khi đã trải qua vô số sự tình, Hà Giang Hải đã tinh tường nhận thức được một điểm, Hạ Tưởng ở tỉnh Tề vẫn giữ lập trường trung lập không phải là giả, dường như rất ôn hòa, nhưng điều này là thành lập trên điều kiện tiên quyết là không chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Một khi đã bước qua giới tuyến, thủ đoạn phản kích của Hạ Tưởng chẳng những sắc bén hơn nữa còn chí mạng. Có lẽ người khác không biết nhưng trong lòng Hà Giang Hải cũng hiểu rõ, Cung Tiểu Tinh chẳng những không chết, hơn nữa còn hoàn toàn nắm trong tay Hạ Tưởng. Mà tất cả những gì Cung Tiểu Tinh biết cùng với tất cả những thứ trong tay cô đều hoàn toàn nằm trong tay Hạ Tưởng.
hắn rõ ràng hơn so với bất cứ kẻ nào về lực sát thương của thứ trong tay Cung Tiểu Tinh, Hạ Tưởng chỉ cần xuất ra một bộ phận, hoàn toàn có thể dồn anh ta vào chỗ chết, dồn vô số lực lượng trung kiên của thế lực địa phương tỉnh tề vào chỗ chết. Nhưng Hạ Tưởng vẫn giấu mà không phát, thậm chí cũng không lộ ra một chút tin tức gì, không phải Hạ Tưởng cố ý làm ra vẻ, mà là căn bản hắn không có lấy ra dùng. Nói đúng hơn là, hắn không muốn làm gì đối với thế lực địa phương tỉnh tề. Cũng căn cứ vào nhận thức trên, hiện tại Hà Giang Hải vô cùng khâm phục cách đối nhân xử thế của Hạ Tưởng. Ngay vào giây phút anh ta nghe được Tạ Tín Tài đại biểu cho ban tổ chức trung ương phê chuẩn cho anh ta từ chức, anh ta liền thu xếp nhanh chóng rời khỏi thành phố Lỗ, quyết định rời xa nơi thị phi này, chính là muốn nói cho Hạ Tưởng biết, anh ta muốn toàn diện thu tay lại, từ nay về sau từ chức về ở ẩn, không hỏi đến bất cứ điều thị phi gì trên quan trường. Phải nói Hà Giang Hải lặng yên mà nhanh chóng rời đi như vậy, quả thật với dụng ý thúc đẩy thế cục yên ổn của tỉnh tề. Hạ Tưởng đối với quyết định của Hà Giang Hải lại vô cùng tán thành, còn đặc biệt gọi điện thoại tới chúc anh ta thuận buồm xuôi gió. Cũng bởi vì thái độ của Hà Giang Hải khiến Hạ Tưởng hiểu rằng, phía sau sự kiện Chu Hồng Cơ bất ngờ trốn đi, không có bóng dáng của Hà Giang Hải. Hà Giang Hải không có ra tay thì Hạ Tưởng yên tâm hơn. Trên cơ bản có thể khẳng định người nhà của Chu Hồng Cơ được an toàn sẽ không bị uy hiếp. Nhưng hắn không dự đoán được, mới sáng sớm, bất ngờ nhận được điện thoại của Chu Hồng Cơ. Vẫn là điện thoại cầu cứu, thật sự khiến cho Hạ Tưởng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thoáng chốc như rơi vào mây mù. Bởi vì giọng nói của Chu Hồng Cơ run rẩy mà kinh hãi, rõ ràng là đã chịu kinh hãi cùng thấp thỏm lo âu. Hồng Cơ, anh đang ở chỗ nào? Sau khi Hạ Tưởng tỉnh lại, cũng không quan tâm được nhiều, vội hỏi. Nói cho tôi biết địa điểm, tôi lập tức tới giúp anh. Hạ Tưởng dù sao cũng là Hạ Tưởng, vẫn duy trì được đủ bình tĩnh và lý trí, cũng không nói gì tới việc báo cảnh sát. Bởi vì Chu Hồng Cơ nếu có thể gọi điện thoại cho hắn, cũng khẳng định có thể báo cảnh sát, nhưng anh ta không có báo cảnh sát, khẳng định có lo ngại ở bên trong. Tôi ở. Chu Hồng Cơ nói ra một địa điểm, có chút ngập ngừng, lại nói thêm. Không cần có người ngoài. Hạ Tưởng đương nhiên biết không thể có người ngoài, bởi vì Chu Hồng Cơ cũng không tìm ai, chỉ tìm hắn, hiển nhiên là xuất phát từ sự tín nhiệm vô điều kiện đối với hắn. Buông điện thoại, Hạ Tưởng lập tức báo cho Ngô Thiên Tiếu, nói anh ta mang xe đến. Hơn 10 phút sau, Ngô Thiên Tiếu và lái xe đi tới, Hạ Tưởng nhanh chóng lên xe, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sự tình hôm nay, cần phải giữ bí mật. Chỉ nói một câu, không nói thêm nữa. Lái xe và thư ký đều theo hắn một thời gian dài, hắn tin tưởng vào họ. Nửa giờ sau, Hạ Tưởng đến địa chỉ mà Chu Hồng Cơ đã nói. Đó là một công trường bỏ hoang. Chu Hồng Cơ đứng một mình trước một bức tường đã sập, quần áo trên người cũng chỉnh tề, chỉ có điều tóc tai rối mù, mặt cũng không rửa, cả người nhếch nhác, bộ dạng rất không ổn, hơn nữa nhìn vẻ mặt của anh ta đầy mệt mỏi, trong mắt hiện lên vẻ uể oải, hẳn là chưa hề nghỉ ngơi tốt. Thấy khắp người Chu Hồng Cơ vẫn vẹn toàn, cũng không có bị thương, Hạ Tưởng mới thở phào một cái. Ngô Thiên Tiếu cũng rất cẩn thận, trên đường còn mua nước và bánh mì, đưa về phía trước. Chu Hồng Cơ lại đờ đẫn phất tay, cũng không lên xe, lấy tay chỉ ra phía xa, vô cùng mệt mỏi nói. Phó Bí Thư Hạ, theo tôi đi về phía đó một chút được không? Hạ Tưởng vốn định khuyên Chu Hồng Cơ lên xe trở về, nhưng thấy Chu Hồng Cơ tuy rằng mỏi mệt và thảm hại. Ánh mắt lại kiên định, biết khẳng định anh ta có chuyện quan trọng muốn nói, nên không có ép nữa, yên lặng đi theo phía sau Chu Hồng Cơ. Sáng sớm đầu thu, đã có cảm giác mát mẻ. Cỏ dại dưới chân đã đầy sương sớm, chỉ đi vài bước đã ướt chân. Ánh sáng mặt trời mới lên chiếu rọi cả công trường bỏ hoang, hiện ra ánh sáng rạng rỡ. Hạ Tưởng đi bên cạnh Chu Hồng Cơ, thậm chí chú ý tới trên tóc Chu Hồng Cơ còn có mấy cọng cỏ dại. Chủ nhiệm Chu bình thường đặc biệt chú ý hình tượng bên ngoài như thế, rốt cuộc đã trải qua biến cố như thế nào. Đại khái yên lặng đi vài phút, cuối cùng Chu Hồng Cơ cũng mở miệng. Phó Bí Thư Hạ. Tôi mời anh lại đây, là muốn anh giúp cho một việc. Anh có thể không giúp, nhưng nhất định phải giữ bí mật cho tôi tin tưởng vào nhân phẩm của anh. Tôi sẽ cố hết sức. Hạ Tưởng không mạnh miệng nói suông, chỉ trịnh trọng hứa một câu. Tôi cũng chỉ có thể trông cậy vào anh. Chu Hồng Cơ thở dài một tiếng. Có hai chuyện tôi hy vọng Phó Bí Thư Hạ có thể giúp tôi. Chuyện thứ nhất, giúp tôi nghĩ ra một lý do về sự mất tích của mình. Thứ hai,
nghĩ cách điều Dương Ngân Hoa ra khỏi ủy ban kỷ luật tỉnh, tốt nhất là ra khỏi hệ thống ủy ban kỷ luật. Hai chuyện này đều không phải là chuyện gì lớn, nhưng tôi muốn biết vì sao ngày hôm qua chủ nhiệm Chu đột nhiên đi ra ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hạ Tưởng không muốn phụ lòng tín nhiệm của Chu Hồng Cơ, nhưng cũng không thể mù quáng, trong khi hoàn toàn không biết gì về tình hình lại thay Chu Hồng Cơ dàn xếp. Trước hết, Chu Hồng Cơ im lặng gật đầu, lại đi thêm vài bước về phía trước, dường như cảm thấy cách Ngô Thiên Tiếu cũng đủ xa, mới ngừng bước chân, cũng hỏi lại Hạ Tưởng một câu. Phó Bí Thư Hạ cảm thấy giữa tôi và Dương Ngân Hoa, có phải thực sự là quan hệ nam nữ bất chính hay không? Tôi chỉ quan tâm vì sao chủ nhiệm Chu đột nhiên biến mất, vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Chu Hồng Cơ bỗng nhiên giống như bất lực, ngồi xổm xuống đất như một người nông dân, nói. Ngày hôm qua, sau khi nhận được thông báo từ hội nghị thường vụ, tôi đang chuẩn bị họp, bỗng nhiên lại nhận được điện thoại của Dương Ngân Hoa. Hạ Tưởng cũng không hề muốn cười nhạo Chu Hồng Cơ, hắn cũng tiện thể ngồi xuống bên cạnh Chu Hồng Cơ, cũng không nói gì, chỉ tỏ thái độ chăm chú lắng nghe. Chu Hồng Cơ cũng hoàn toàn tháo bỏ sự ngụy trang, đầu đuôi gốc ngọn chân tướng sự tình xảy ra đều nói hết cho Hạ Tưởng nghe. Trong điện thoại, Dương Ngân Hoa nói với Chu Hồng Cơ, cô có thể xử lý được lời đồn nhảm khiến nó phải lắng xuống. Chu Hồng Cơ cũng không tin vào lời của Dương Ngân Hoa, hơn nữa còn phải dự họp hội nghị thường vụ, thái độ đông cứng muốn cắt điện thoại. Không ngờ, Dương Ngân Hoa lại nói, cô nhận được điện thoại nặc danh, đối phương nói trong tay có băng hình video của cô và Chu Hồng Cơ. Nếu Chu Hồng Cơ không lập tức tới đây, vài phút sau, băng hình này sẽ được đưa lên trên mạng. Chu Hồng Cơ kinh hoàng, mặc kệ đối phương nói thật hay là giả, nếu lúc này thật sự bùng phát lên băng video gì đó như lời cô ta nói, thì dù có là nước sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan khuất này của anh ta. Bí quá hóa liều, quyết định mạo hiểm, trước vụ án phong lưu với Dương Ngân Hoa đang khiến thanh danh của anh ta bị mất sạch, Chu Hồng Cơ quyết định phải giải quyết thật nhanh. Còn nữa, bởi vì Dương Ngân Hoa đã tự mình gọi điện báo, căn cứ vào tín nhiệm của anh ta đối với Dương Ngân Hoa, Chu Hồng Cơ theo yêu cầu của đối phương, một mình lên đường. Sau khi anh ta đi qua vài con đường, liền gặp được Dương Ngân Hoa. Anh ta leo lên xe của Dương Ngân Hoa, chiếc xe đi về phía vùng ngoại thành, Chu Hồng Cơ liền hỏi thực ra là chuyện gì đã xảy ra. Dương Ngân Hoa chỉ im lặng lái xe, sau khi chạy đến công trường bỏ hoang, cô mới dừng xe lại, sau đó xuống xe, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng nói. Chủ nhiệm Chu, cầu xin anh hãy cứu tôi. Chu Hồng Cơ sửng sốt, giơ tay đỡ Dương Ngân Hoa. Có chuyện cứ từ từ nói, cô đứng lên đi. Nếu dập đầu có thể giải quyết được vấn đề, tôi cũng muốn tìm người để dập đầu. Dương Ngân Hoa lại chết sống không đứng dậy, chỉ càng khóc không ngừng, khóc mãi khiến Chu Hồng Cơ thật sự phiền lòng, đã nói. Trước tiên cô cứ nói rõ sự việc đi đã. Dương Ngân Hoa quỳ lâu cũng đã mệt mỏi, đơn giản mà ngồi trên mặt đất. Chủ nhiệm Chu, có người gửi cho tôi một tấm đĩa CD, trong đó có một nam một nữ đang. Hình ảnh không rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể thấy được chính là anh cùng tôi. Chỉ cần bị đưa lên mạng, khẳng định sẽ huyên náo tới che trời phủ đất. Tôi thì không có gì, dù sao bình vỡ cũng đã vỡ, nhưng hiện tại chủ nhiệm Chu anh lại không thể lại dính bẩn. Nếu không, thật đúng là anh phải nhảy sông Hoàng Hà. Đối phương nói, không cần tiền, chỉ muốn tôi làm một việc. Nếu tôi làm được, đĩa CD sẽ được tiêu hủy, không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Nếu tôi làm không được, chẳng những đưa lên trên mạng, còn muốn lôi ra toàn bộ những việc trước đây của tôi. Nếu vậy cả đời này của tôi tới đây là xong rồi. Chủ nhiệm Chu, nếu anh không giúp tôi sẽ chết ở trước mặt anh. Chu Hồng Cơ luôn lòng vòng trong các bộ và ủy ban trung ương, chưa từng trải qua chính trị ở địa phương. Càng không có kinh nghiệm xử lý sự việc trước mắt, nhất thời do dự và đáp ứng. Mà đã đáp ứng liền bị mắc lừa. Đây chính là điều khiến cho Chu Hồng Cơ thực sự hối tiếc cũng không kịp. Không đợi Chu Hồng Cơ nói xong, Hạ Tưởng liền mẫn cảm ý thức được điều gì. Những gì Dương Ngân Hoa đã làm quả thật là bị người khác sai khiến. Rốt cuộc người đó là ai, chỉ đành phải chờ hôm nay phát sinh sự việc gì mới có thể cho ra kết luận. Sự tình nói đến là đến. Vẻ mặt Ngô Thiên Thiếu đầy nghiêm trọng chạy bộ về phía Hạ Tưởng, trong tay giơ điện thoại lên nói. Phó Bí Thư Hạ, nhận được điện báo khẩn cấp của tỉnh ủy. Hai sự kiện lớn cùng xảy ra. Thứ nhất, nhà nội vốn định đi suốt đêm về Bắc Kinh, không ngờ đi đến nửa đường lại có người diễn trò cũ, ném đinh nhọn trên đường.
Kết quả là ô tô của nha nội bị hỏng, buộc phải dừng ven đường. Nói cũng khéo, cũng đúng ngay tại địa điểm lần trước Hà Dương bị tai nạn xe. Nha nội cũng không hoang mang, còn tưởng rằng đối phương chỉ ác ý mà hù dọa y. Không ngờ đột nhiên đúng lúc đó vô số những người đàn ông cáo lớn từ ven đường nhảy sổ ra. Ai cũng to béo, ăn mặc nông dân, đi lên đập nát xe của nha nội. Đập xe còn chưa tính, đối với nha nội mà nói, một chiếc xe là mưa bụi, nhưng đối phương hiển nhiên không cho y dễ dàng như thế, phục vụ bằng một trận những quả đấm. Dù nha nội có vệ sĩ, hơn nữa số lượng không ít chừng 4-5 người. Nhưng hổ tốt khó cắn sói đàn, đối phương có đến 14-15 người. Nha nội bị đánh gãy mấy cái xương sườn tại chỗ, mà vệ sĩ của y thảm hơn. Hai người bị trọng thương, hai người hôn mê, còn có một người thiếu chút nữa bị đánh chết tại chỗ. Đối phương ra tay rất độc, không thể nói là chiêu lấy mạng, chắc chắn là giống báo thù rửa hận thảm thiết. Hơn nữa đối phương ra tay nhanh như gió, phối hợp vô cùng ăn ý, chắc chắn không phải quân cướp bóc ven đường. Năm đó trên đường cao tốc Kinh Châu đoạn Ngưu Thành, một thời gian từng xuất hiện vụ án nông dân làm nổ lốp xe rồi cướp bóc. Liên tiếp xảy ra hơn 10 vụ, cảnh sát không thể phá án. Nha nội có một lần đi tỉnh dự hội nghị ngang qua. Vừa lúc bị đâm phải đinh, lúc xuống xe kiểm tra, vài nông dân nhảy ra đoạt đồ vật này nọ. Đáng tiếc chính là, vệ sĩ của nha nội cũng không phải là người bình thường. Ra tay như gió, tại chỗ đánh cho mấy người nông dân cướp bóc đến mức răng rơi đầy đất, khóc gọi cha mẹ. Kẻ cướp muốn chạy cũng không chạy được, mỗi người bị đập gãy một chân. Sau đó phía cảnh sát phá án, một thời gian dài sau, ven đường không còn xuất hiện các vụ án cướp bóc. Vì người nông dân bị đánh gãy chân nửa đời còn lại xem như song chuyên, là ví dụ làm kinh sợ đến phần tử phạm tội của 8 xã 10 dặm xung quanh. Cũng là trong vô ý trong cả đời nha nội đã làm một việc tốt. Cũng bởi vì có sự so đo lần trước, lúc này nha nội kết luận, đối phương không phải là nông dân cướp bóc dọc đường. Cho dù kẻ cướp của tỉnh Tề có sức mạnh hơn tỉnh Yến cũng không đến mức có tổ chức kỷ luật và đánh vệ sĩ của y đến nông nỗi thành tàn phế. Đối phương không phải là kẻ cướp, là xã hội đen. Nha nội đã bị châm lửa giận, nhìn đối thủ và địa điểm chặn xe, chắc chắn là người của Hà Giang Hải, khẳng định trả thù cho việc của Hà Dương mà ra tay tập kích. Tốt, tốt, nha nội cuối cùng chuẩn bị huyết chiến đến cùng. Nếu nói việc của nha nội rất rõ ràng là một lần cố ý ra tay vì có người e sợ thiên hạ bất loạn, thì sự kiện lớn thứ hai, không thể không khiến người ta suy đoán rốt cuộc là thiên tai hay là do con người tạo ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn dự trữ than đá thành phố Nam Minh dưới giếng phát sinh hỏa hoạn nghiêm trọng, gây tử vong về người và tổn thất lớn về kinh tế đến 30 triệu tệ. Hai chuyện, việc của nha nội là xảy ra tối hôm qua. Sự cố hỏa hoạn sáng nay đến tay tỉnh ủy hẳn là ngày hôm qua, hoặc đã xảy ra trước đó, nhưng bị chính quyền địa phương che giấu. Hiện tại sự việc đã lớn, giấu giếm không được mới chủ động báo cáo. Chẳng qua thời gian báo cáo vô cùng mẫn cảm và trùng hợp mà thôi. Sau khi hai chuyện đồng thời rơi vào tay tỉnh ủy, toàn bộ lãnh đạo cao thấp của tỉnh ủy chấn động. Hà Giang Hải mới đi, tình hình vừa mới ổn định lại liên tiếp phát sinh hai sự kiện lớn. Thời khắc thử thách của bộ máy tỉnh Tề đã tới. May mắn Chu Hồng Cơ đã tìm thấy, nếu không toàn bộ tỉnh ủy tỉnh Tề đã có thể sứt đầu mẻ trán, rối ren hết cả lên. Sau khi Hạ Tưởng biết được tin tức, cũng vô cùng khiếp sợ. Trực giác nói cho hắn biết chuyện thứ nhất có người cố ý gây ra. Chính là không muốn phái phản đối thu lay lại, không muốn khiến tình hình vững vàng của tỉnh Tề đã dịu đi lại có sự việc khơi mào, để có người từ trong đó đục nước béo cò thu lợi bất chính. Chuyện thứ hai là thiên tai hay là gì tạm thời miễn bàn. Nhưng sau ngày Hà Giang Hải bị phê chuẩn từ chức, khi tỉnh Tề đang dần ổn định, đột nhiên xảy ra bất ngờ, mưu đồ không cần nói cũng biết. Hạ Tưởng phẫn nộ, có người làm quá rồi, đã thật sự vượt qua giới hạn. Thật sự nếu không ra tay mạnh mẽ ngăn lại, tình hình tỉnh Tề sẽ rơi xuống vực sâu. Muốn gây chiến phải không? Sau khi Hạ Tưởng đến tỉnh Tề, vẫn cố gắng để mình tiến lên trong vững vàng. Phối hợp trong cân bằng, rất ít khi nghĩ đến thi thố thủ đoạn cứng rắn, mạnh mẽ đối phó với người khác. Hiện tại xem ra, có khi ám thị và nói bóng gió không có tác dụng. Có người chỉ biết thực lực. Tốt lắm, chưa thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Hoàng Hà chính là thành phố lỗ, muốn thấy Hoàng Hà rất dễ dàng. Chu Hồng Cơ sau khi nghe được tin tức, không ngờ mỉm cười vô vị, lắc đầu nói. Điên rồi,
còn muốn gây sức ép không để yên, còn muốn làm chính sự nữa hay không? Chu Hồng Cơ sau khi trải qua đau buồn lớn, hoàn toàn tỉnh ngộ mới nói ra lời này. Hạ Tưởng nghe cũng không vui mừng mà buồn bã, bởi vì thời điểm nên thu tay, Chu Hồng Cơ cũng không thu tay lại, muốn truy cứu đến cùng. Hiện tại ông ta muốn thu tay, nhưng tình hình đã thay đổi lớn, có người phát hiện thời cơ, chuẩn bị tiếp tục gây loạn tình hình, so với sự cố chấp lúc đó của Chu Hồng Cơ giống quá thể. Việc đời là như thế, khi anh muốn như thế nào, người khác không muốn. Nhưng khi anh tỉnh ngộ lại, không muốn như thế, lúc này người khác lại lún sâu trong đó và muốn như thế. Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ ngồi trên ô tô, vội vàng trở về tỉnh ủy. Trên đường Chu Hồng Cơ tiếp tục nói ra chuyện giữa y và Dương Ngân Hoa trước kia không thể nói. Nhất thời mềm lòng hơn nữa, Dương Ngân Hoa cứ khẩn cầu mãi. Chu Hồng Cơ đáp ứng Dương Ngân Hoa, bởi vì Dương Ngân Hoa chỉ nhờ Chu Hồng Cơ giúp cô rời khỏi ủy ban kỷ luật tỉnh, tốt nhất là điều ra khỏi hệ thống ủy ban kỷ luật. Sau đó lời đồn đại về chuyện giữa cô và ông ta sẽ từ từ biến mất. Suy cho cùng cũng là Chu Hồng Cơ chưa đủ kinh nghiệm. Tuy rằng Dương Ngân Hoa nói rất thành khẩn, làm như thật, nhưng vùng thôn quê hẻo lánh sao có thể là nơi nói chuyện. Mà Dương Ngân Hoa lại không biết lấy nước ấm từ chỗ nào mời Chu Hồng Cơ uống, Chu Hồng Cơ cũng không nghĩ nhiều, liền uống. Kết quả không bao lâu đã cảm thấy đầu choáng váng, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh lại, y nằm ở bên trong một đống cây cỏ. May mà quần áo trên người còn đầy đủ, cũng không thiếu cái gì. Nhìn lại không biết Dương Ngân Hoa đi đây, y không ngờ bị vứt ngủ ở công trường một đêm. Quả thực là trò cười cho thiên hạ. Nhưng sự việc thật sự đã xảy ra, Chu Hồng Cơ nghĩ đến việc gặp Dương Ngân Hoa, cảm thấy dường như quên việc gì, rồi không nhớ được. Y cũng không tức giận Dương Ngân Hoa lừa y, cũng không cảm thấy uất ức phẫn nộ. Mà là bị người khác ném ra ngoài một buổi tối, sau khi tỉnh lại, bỗng chốc đã nghĩ ra nhiều điều. Y là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, bình thường đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, uy phong 10 phần. Nhưng nếu xuống đài, giống như hiện tại, một người cô đơn không có người tâng bốc. Chẳng qua cũng giống như người bình thường, có thể ở trong một đống cây. Con người, ngoài quần sáng và quần áo trên người ra, không khác nhau lớn. Nhưng hiện tại nghe hai tin tức về nha nội và tai nạn mỏ Nam Minh, Chu Hồng Cơ giật mình cả kinh, y biết mục đích của Dương Ngân Hoa. Thứ nhất là đưa y đi một đêm, để y không kịp biết tin tức mà phản ứng. Hai là khiến y giống với nha nội, vì bị người khác tính kế, thẹn quá thành giận, do đó dưới cơn thịnh nộ, gây ra việc không có lý trí. Chẳng qua nha nội tức giận là có thể tưởng tượng, mà y không có một chút tức giận, cũng không tiếp tục truy cứu cuối cùng muốn gì. Đặc biệt sau khi nghe được tin tức về tai nạn mỏ, suy nghĩ trong đầu y chính là tỉnh tề, không cần bất cứ một sự cố hay vấn đề gì, nên yên tĩnh. Nhưng đấu tranh chính trị mãi mãi sẽ không yên tĩnh. Trên đường, Hạ Tưởng dưới sự phẫn nộ của áp lực, lại vô cùng bình tĩnh, nói một câu. Gần tới nhiệm kỳ tới, các nơi đều không yên ổn, không chỉ ở tỉnh tề, tỉnh lĩnh Nam, cũng là gió to sóng lớn. Chu Hồng Cơ thở dài. Nói như vậy, Phó Bí Thư Hạ, vì giữ gìn đoàn kết yên ổn của tỉnh tề phải ra tay. Lĩnh Nam gần đây liên tiếp phát sinh kiện an toàn, làm người ta bận tíu tít, tin tức khắp nơi đều là tai nạn xe cộ và vụ án cướp bóc. Quả thật, chỉ an ở Lĩnh Nam kém có tiếng cả nước, luôn luôn là như thế. Nhưng không lâu trước Trần Hạo Thiên mới phát biểu, nói chỉ an Lĩnh Nam kém là giới truyền thông đưa tin sai. Y vừa dứt lời, lại có không ít sự cố mất an toàn ở Lĩnh Nam trên báo và. Mục đích không cần nói. Ngay cả một vị đại tá mà Hạ Tưởng quen ở quân khu thành phố Lỗ cũng tạm thời bị điều đến Lĩnh Nam chấp hành nhiệm vụ bí mật, có thể thấy được tình hình nguy hiểm. Hy vọng chủ nhiệm Chu sẽ phối hợp. Hạ Tưởng nhìn mặt đoán lòng, chỉ ý đến tâm trạng Chu Hồng Cơ biến đổi không nhỏ, tin rằng chuyện này, lập trường của y ở tỉnh tề không thay đổi. Chu Hồng Cơ chủ động giơ tay ra. Chỉ cần Phó Bí Thư Hạ cần, tôi tất nhiên tuân lệnh. Nói khiêm tốn mà kiên định. Hạ Tưởng cầm tay Chu Hồng Cơ cười. Hy vọng chúng ta lại bắt tay, vì tình hình vững vàng của tỉnh tề, cùng cố gắng. Hội nghị khẩn cấp nhanh chóng được tổ chức. Khâu Nhân Lễ chủ trì hội nghị, đợi nửa ngày chưa thấy Hạ Tưởng đến, làm ấn Tiểu Bạch phải đi dục. Không có Hạ Tưởng không thể được. Bây giờ hội nghị thường vụ vắng một bí thư đảng ủy công an, một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thêm một phó bí thư nữa thì không ra thể thống gì. Ấn Tiểu Bạch đang muốn ra ngoài gọi điện thoại, tới cửa liền ngây cả người.
hội nghị thường vụ không ít người vì chờ Hạ Tưởng mà trong lòng oán giận, bởi vì việc quan trọng, đều không thể kiên nhẫn. Lại không nghĩ rằng Ấn Tiểu Bạch đứng ở cửa không đi ra ngoài, rồi lại chậm rãi lui vào. Chờ sau khi y tránh ra, chẳng những khiến tất cả mọi người khiếp sợ, Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân cũng bỗng chốc thất thố, cùng đứng lên. Ở cửa, Hạ Tưởng vẻ mặt mỉm cười bình tĩnh. Phía sau Hạ Tưởng một người cũng đang cười, tóc một sợi không rối, thậm chí có thể dùng nét mặt tỏa sáng để miêu tả. Không phải ai khác, đó là người biến mất gần một ngày, Chu Hồng Cơ. Không giống thời gian trước cực kỳ hỗn loạn, sứt đầu mẻ trán. Chu Hồng Cơ trước mặt sung mãn tự tin, ánh mắt kiên định, làm cho mọi người khiếp sợ rất nhiều, không hẹn mà cùng nghĩ đến một việc. Chu Hồng Cơ từng hăng hái, đã trở lại rồi. Đúng vậy, Chu Hồng Cơ đã quay trở lại rồi. Ông ta bỏ đi sự nhếch nhác, yếu ớt và bất an của một thời gian trước, lấy lại sự ung dung, tự tin và kiên định, trong giây phút theo sát Hạ Tưởng tiến vào hội nghị thường vụ, trong một thời gian rất lâu kẹt lại trong mắt những ủy viên thường vụ đang có mặt một vẻ mặt mang đầy ý vị sâu xa. Cũng biểu thị cho thế cục của tỉnh Tề, chính thức bước vào giai đoạn cuối cùng không sợ khó khăn hăng hái tiến lên. Hạ Tưởng vừa bắt đầu đã giảng hòa thay Chu Hồng Cơ. Vừa sáng nhận được điện thoại của chủ nhiệm Chu, vì đi đón đồng chí ấy nên tới muộn một chút, đã khiến các vị lãnh đạo chờ lâu rồi. Ánh mắt không lưu tâm mà rơi lên người Tần Khản, hắn thản nhiên nói tiếp. Chủ nhiệm Chu hôm qua tâm tình không được tốt nên đi uống rượu, rốt cuộc là xảy ra chút ngoài ý muốn, không kịp hội giáo với tỉnh ủy. Hạ Tưởng chỉ là mở đầu, sau đó Chu Hồng Cơ thuận thế theo lời của Hạ Tưởng nói tiếp. Đầu tiên là thành khẩn nhận sai, rồi trịnh trọng biểu thị sau này sẽ không tái phạm sai lầm tương tự. Hạ Tưởng ra mặt giảng hòa, là bởi vì có chuyện đột phát, ai còn để ý chuyện mất tích của Chu Hồng Cơ là chuyện ra sao. Khâu Nhân Lễ phất tay cho qua chuyện này, bắt đầu thảo luận hai vấn đề lớn. Hạ Tưởng chú ý đến ánh mắt chấp chấp của Tần Khản, nhìn một lượt lên người Chu Hồng Cơ nhưng không dám nhìn lâu. Trong lòng hắn không khỏi khinh thường, lạnh lùng cười. Trong cảm nhận của Hạ Tưởng lúc này, Tần Khản hoàn toàn đã bị cho vào lãnh cung. Hội nghị chỉ kéo dài nửa tiếng đồng hồ nhưng đã định ra được tinh thần cơ bản. Tần Khản dẫn đầu tổ công tác đích thân đến nơi sự việc xảy ra, xử lý vụ tai nạn mỏ. Đồng thời do Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ ra mặt giải quyết tốt hậu quả của nha nội. Tiếp tục do Hạ Lực phụ trách thành lập tổ điều tra liên hợp, điều tra chân tướng sự tình nha nội bị tập kích. Nếu nói sự kiện tai nạn mỏ vẫn có thể coi là thiên tai, thì nha nội bị tập kích tuyệt đối là do con người gây ra, muốn đạt tới mục đích gì, không cần phải bàn luận nữa. Cho nên trong suốt thời gian của hội nghị, Khâu Nhân Lễ vô cùng tức giận, đập bàn, cường điệu người có dụng tâm khác vì sợ tỉnh Tề không loạn, ông ta muốn trịnh trọng cảnh cáo một số người có lòng dạ xấu xa, hãy thu lại tâm tư, chăm chỉ làm việc, nếu không, đến cuối cùng sẽ tự vác đá ném xuống chân mình. Tần Khản thản nhiên như không, giống như Khâu Nhân Lễ đang nói về người khác vậy. Vốn tất cả đã sắp xếp xong xuôi, ai cũng có phân công của mình, Hạ Tưởng lại phát sinh vấn đề mới, muốn tranh phần việc của Hạ Lực. Vốn do đồng chí Hạ Lực phụ trách công tác tổ điều tra liên hợp, tỉnh ủy cũng rất yên tâm. Tuy nhiên tôi cẩn thận suy nghĩ lại, có lẽ tôi cùng đồng chí Hạ Lực phụ trách điều tra chân tướng sự tình, có phải hiện rõ tỉnh ủy nghiêm chỉnh trịnh trọng một chút hay không? Thêm người thêm sức mạnh, tôi muốn được gia nhập, xin tỉnh ủy phê chuẩn. Bình thường mà nói, việc mà bí thư tỉnh ủy đã định, bên dưới sẽ không có người phản đối ngay tại chỗ. Hơn nữa, tổ điều tra cũng không phải công việc tốt gì, nhiều người trốn còn không kịp, Hạ Tưởng lại chủ động xin gia nhập, không phải là tự tìm phiền toái sao? Lời Hạ Tưởng vừa nói xong, ánh mắt Tần Khản như điện bắn tới, mang vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hạ Tưởng thản nhiên như không, vẻ mặt bình tĩnh và lạnh nhạt. Hắn chính là rõ ràng không chút nhầm lẫn mà nói cho Tần Khản biết, hắn phải ra tay rồi. Khâu Nhân Lễ vốn muốn để Hạ Tưởng ra ngoài việc này, không muốn Hạ Tưởng lại nhiễm thị phi, không muốn Hạ Tưởng chủ động ra mặt. Ông ta đã biết, Hạ Tưởng thay đổi lập trường đứng giữa điều phối trước đây, muốn chủ động xuất kích rồi. Khâu Nhân Lễ hơi suy tư, rồi liền đồng ý. Sẽ do hai đồng chí Hạ Tưởng và Hạ Lực phụ trách công tác tổ điều tra. Tổ điều tra bởi vì có sự gia nhập của Hạ Tưởng, phân lượng đã tăng lên nhiều. Bởi vì Hạ Lực chỉ là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, chỉ có quyền lực phối hợp điều tra, không có quyền lực trực tiếp điều động lực lượng chuyên chính nhân dân của hệ thống công an và hệ thống chính trị pháp luật, mà Hạ Tưởng lại có.
bởi vì Hạ Tưởng là phó bí thư tỉnh ủy. Lúc này lại bởi vì bí thư đảng ủy công an và giám đốc sở công an tỉnh tạm thời ghế trống, nếu do Hạ Lực phụ trách công tác tổ điều tra, rất nhiều sự việc sẽ vô cùng rườm rà. Mà do Hạ Tưởng ra mặt sẽ đơn giản hơn nhiều, có thể trực tiếp ra lệnh với phó giám đốc thường trực sở công an tỉnh. Không ít người đều nhìn Hạ Tưởng bằng ánh mắt không hiểu và kinh ngạc. Người không hiểu là không đoán được dụng tâm của Hạ Tưởng, người kinh ngạc vì biết rõ lập trước ôn hòa ban đầu của Hạ Tưởng đã thay đổi lớn, muốn xuất ra một quyền mạnh. Sau khi tan họp, Hạ Tưởng vốn đi cùng Hạ Lực, thương nghị hành động cụ thể của tổ điều tra. Mới đi được mấy bước, phía sau lại có tiếng nói truyền tới. Giọng nói không lớn, nhưng lại vừa quen thuộc vừa xa lạ. Phó Bí Thư Hạ, xin dừng bước, tôi có vài lời muốn nói. Là Tần Khản. Hạ Lực rất có hứng thú mà hơi gật đầu. Tôi về văn phòng trước. Tần Khản đến trước mặt Hạ Tưởng, ra hiệu về phía cửa sổ ở cuối hành lang. Đi hít khí trời chút nhé. Ở cuối hành lang có một cửa sổ hướng đông, ở trước cửa sổ có một chậu thu hải đường rất xanh tốt, trên thềm cửa sổ còn đặt một gạt tàn thuốc lá. Từ khi Khâu Nhân Lễ khởi xướng không hút thuốc trong văn phòng, không ít người vào giờ giải lao đã đến cửa sổ hướng đông này hút thuốc giải cơn nghiện. Lâu dần, cửa đông trở thành khu hút thuốc của mọi người trong tỉnh ủy. Hạ Tưởng vừa đi vừa nói. Đến cửa sổ hướng đông nói chuyện, cẩn thận âm mưu bại lộ. Tần Khản cũng cười. Người xưa ở nhà bằng, bên ngoài cửa sổ hướng đông có thể có người nghe trộm. Bây giờ chúng ta đang ở tầng 5, bên ngoài cửa đông hẳn không có người đâu. Trong lúc nói, y rút ra một điếu thuốc đưa về phía trước. Không hút, tôi không khoái lắm. Từ sau khi đến đây, thực sự chưa từng tới cửa đông hút thuốc. Sau khi vài câu đối thoại nhẹ nhàng như không chút dấu tích, trên cơ bản đã chuẩn bị trước tinh thần. Tần Khản tự châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nói. Ai ai cũng biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng ai cũng không buông được điếu thuốc trong tay mình. Điều đó đã nói rõ một điều, đặc tính chung của con người chính là, biết có một số việc là chuyện tốt, nhưng không phải ai cũng đi làm. Biết một số chuyện sự tình là xấu, lại không phải ai ai cũng không làm. Hút thuốc quả thực không phải là chuyện tốt, nhưng hại chính là bản thân mình. Mà có một số chuyện xấu, cùng lúc hại mình là hại cả người. Việc hại người hại mình phải đi làm, chính là không quyền biến thay đổi cách thức làm việc cho kịp thời với sự biến chuyển mau lẹ của tình thế, rồi. Hạ Tưởng không khách khí mà nhằm vào những hành động của Tần Khản đưa ra những chỉ trích rất mạnh mẽ. Tần Khản rõ ràng sửng sốt, ngây ra trong phút chốc rồi mới nói tiếp. Con người đều có chí hướng khác nhau, không thể gò ép. Mỗi người đều cho rằng cách làm của mình là chính xác, đồng thời cho rằng bản thân nhất định có đủ thắng lợi. Phó Bí Thư Hạ, tôi rất tán thưởng lập trường công chính luôn đứng giữa của anh. Cuối cùng muốn đàm phán rồi sao? Hạ Tưởng biết rõ điều Tần Khản muốn nói chính là, hy vọng hắn vẫn mang lập trường đứng giữa, chứ không phải ở trên cái gọi là lập trường công chính. Tiền đề của đứng giữa là công chính, không có công chính, thì sẽ không có ý nghĩa của việc đứng giữa. Nhà nội vốn đã muốn quay lại Bắc Kinh, còn có người muốn ra tay với ông ta, muốn chế tạo đầu câu chuyện, khơi mào mâu thuẫn, thì sai lại càng sai rồi. Hạ Tưởng rất rõ ràng mà nói cho Tần Khản biết. Hạ Tưởng phản đối hành động đục nước thả câu nào của mọi hình thế. Tần Khản lại vô vị mà cười. Nhà nội bơm vốn vào tập đoàn đạt tài, cũng không xuất phát từ ý tốt gì, Phó Bí Thư Hạ không phải không biết lòng lang dạ sói của ông ta chứ. Hơn nữa ông ta tàn phế rồi, không phải hợp với ý của anh sao? Phó Bí Thư Hạ, tôi phát giác, càng ngày tôi càng không theo kịp suy nghĩ của anh rồi. Nguyên tắc của tôi chính là, người không có chuyện tìm chuyện, người gây chia rẽ. Người trốn ở sau lưng làm loạn, đều có khiếm khuyết về nhân cách. Đối phó với loại người này chỉ có hai cách, hoặc là kính mà chẳng dám gần, hoặc là... Hạ Tưởng quyết định chỉ nói chuyện nửa chừng, bởi vì hắn chú ý thấy vẻ mặt của Tần Khản từ đầu chí cuối vẫn nhạt nhẽo vô vị. Chính là nói, ai cũng không thuyết phục được ai. Một gậy đánh chết. Sắc mặt của Tần Khản dần biến đổi, rồi lại ha hả cười. Phó Bí Thư Hạ thực sự là tấm gương của chúng ta. Vì nước vì dân, chí công vô tư, khâm phục, khâm phục. Tôi không tin rằng bây giờ vẫn còn cán bộ lãnh đạo giống như Hải Thụy, là một vị quan nổi tiếng liêm minh, chính trực của Trung Quốc thời nhà Minh. Tần Khản sai rồi, y không nhìn rõ Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không phải là Hải Thụy bộc trực không biết quyền biến,
cũng không phải Trương Cư Chính, là một nhà chính trị và học giả Trung Quốc thời Minh, tuy là quan to nhưng lại đắc tội trên có hoàng thượng dưới có vương công quý tộc. Cái hắn muốn làm chính là căn cứ trên công chính cơ bản nhất, nhưng đồng thời vừa phải có được sự tán thưởng của Trung ương, vừa giành được lời truyền tụng của dân chúng. Khó thì khó một chút, nhưng Hạ Tưởng rất tin rằng hắn có thể đi ra được con đường lớn trước nay chưa từng có. Trong nước, quan trường có ba kiểu người, một là làm quan chỉ vì của cải, hai là làm quan vì thăng quan, ba là một lòng vì dân. Kiểu thứ nhất, một lòng chỉ lo kiếm tiền, vì nước vì dân đối với họ mà nói chỉ là lời nói suông. Kiểu thứ hai, làm quan chỉ vì chính thích, không từ thủ đoạn để lên chức, trong mắt không có sự khổ ải của dân chúng. Kiểu thứ ba, miệt mài làm việc vất vả, chịu thương chịu khó, nhưng nếu không có thủ đoạn hai bên đều gặp nguồn nước, trong tay không có quyền, chẳng qua cũng chỉ bận rộn vô ích, cuối cùng cũng chẳng được lợi ích gì. Hạ Tưởng muốn làm kiểu người thứ ba, nhưng lại là kiểu người thứ ba thuộc loại khác. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Tần Khản, Hạ Tưởng ngay lúc đó đã vùi mình vào công việc, lập tức triệu tập các bộ ngành liên quan, tổ chức hội nghị đầu tiên ngay sau khi tổ điều tra liên hợp được thành lập. Hạ Tưởng yêu cầu, Hạn Kỳ phá án, không chỉ phải bắt được hung thủ, còn phải vạch mặt kẻ chủ khiến phía sau màn, phải điều tra đến cùng, không được khoan dung vô lối. Mặc kệ là liên quan đến ai, đều phải báo cáo. Sau đó, Sở Công an tỉnh điều ra lực lượng giỏi giang, sẽ cùng với Cục Công an thành phố đi điều tra. Hạ Tưởng lại để cho Hạ Lực và Chu Vũ Huyên gặp nhau, điều tra từ nơi bắt nguồn, trực tiếp xâm nhập từ nội bộ của thế lực địa phương tỉnh Tề, nhất thiết trong 3 ngày phải bắt hết hung thủ. Sau khi bố trí xong mọi thứ, còn chưa ngồi xuống uống một ngụm nước, thì điện thoại của Hà Giang Hải gọi tới. Phó Bí Thư Hạ, người đó cũng quá đáng lắm rồi. Ngữ khí của Hà Giang Hải có chút hoảng hốt cuống cuồng. Sự tình cũng tại tôi đã giới thiệu vài nhân vật làm quen với y, kết quả bị y lợi dụng. Tôi sẽ điều tra ra ai đã làm việc này, xin Phó Bí Thư Hạ yên tâm. Ngoài ra xin Phó Bí Thư Hạ thay tôi nói rõ một chút, tôi bây giờ chỉ muốn yên bình mà hưởng tuổi già. Hà Giang Hải gọi tới, một là muốn thanh minh bản thân, không hy vọng để nha nội hiểu sai mình. Hai là biểu hiện rõ lập trường, đồng thời tích cực ra mặt, hy vọng về vườn có thể về một cách yên ổn. Hà Giang Hải bây giờ vô cùng tức giận, mới biết sai lầm lớn nhất của ông ta là khinh suất mà tin tưởng Tần Khản, không ngờ Tần Khản lật mặt như không quen biết, vì cá nhân, không tiếc dùng thủ pháp bị ổi hãm hại ông ta để đạt được mục đích không thể cho người khác biết. Hạ Tưởng buông điện thoại của Hà Giang Hải xuống, chuẩn bị đến bệnh viện đích thân thăm nha nội, bởi vì nếu phái phản đối vì thế mà nổi trận lôi đình, lại bắt đầu trận chiến, vậy thì sự ra tay của Ngô Tài Dương, cùng với hàng loạt nỗ lực mà hắn đã làm trước đây để duy trì cục diện chính trị yên ổn đoàn kết của tỉnh Tề, đều sắp phó cho dòng nước cuốn trôi. Vừa định ra khỏi cửa, điện thoại bất ngờ vang lên. Kỳ thực cũng không nói là bất ngờ, bởi vì điện thoại cũng gần như liên tục, nhưng sở dĩ nói là bất ngờ, là bởi vì người gọi điện thoại đến, là một nhân vật hết sức quan trọng luôn duy trì mối quan hệ không gần không xa với Hạ Tưởng Quan Viễn Khúc. Điện thoại của Quan Viễn Khúc đã mang thêm gió đông cho tỉnh Tề. Khi Hạ Tưởng xin nhận nhiệm vụ nặng nề, đảm nhiệm tổ trưởng tổ điều tra liên hợp, cũng đã quyết định chính thức, toàn diện đồng thời tham dự vào mọi tình hình của tỉnh Tề. Trước kia, tuy rằng cũng vẫn phối hợp, cố gắng duy trì tình hình ổn định của tỉnh Tề, không đến mức không khống chế được, nhưng phía sau đó là thủ đoạn ôn hòa, không biểu hiện mạnh mẽ, cứng rắn và cường lực ra ngoài. Nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi lớn. Đã không phải do Hạ Tưởng tiếp tục phối hợp nhẹ nhàng nữa, mà trực tiếp ra tay ngăn lại, đánh vỡ một số bẫy do người khác thiết lập, khiến cho âm mưu quỷ kế của người nào đó thất bại. Tin rằng người nào đó không ngờ chính là, hắn lợi dụng Dương Ngân Hoa giữ Chu Hồng Cơ một đêm, cũng khiến Chu Hồng Cơ dưới tiền đề vẫn chưa giải quyết chuyện xấu với Dương Ngân Hoa, lại gặp một đòn đả kích. Nhưng việc đời khó liệu, có lẽ trước kia không vượt qua được rào cản về tâm lý. Bị một lời đồn đại nhảm nhí tấn công không biết làm thế nào. Nhưng sự tình lần này của Dương Ngân Hoa, Chu Hồng Cơ lại đứng lên từ trong đống hoang tàn, ngoan cường, vượt qua rào cản tâm lý. Còn giữa Chu Hồng Cơ và Dương Ngân Hoa rốt cuộc là trong sạch hay là có việc gì, Hạ Tưởng không hiếu kỳ cũng không có ý truy cứu. Hắn chỉ cần biết chính là, so với tìm tòi nghiên cứu chân tướng Chu Hồng Cơ có vấn đề về tác phong sinh hoạt hay không, nhanh chóng ra tay ngăn người nào đó sai lầm đi càng xa. Đó mới là vấn đề khó bức thiết cần giải quyết lúc này. Lại không nghĩ rằng, lúc khẩn cấp này,
Quan Viễn Khúc lại gọi điện thoại đến. Quan hệ giữa Hạ Tưởng và Quan Viễn Khúc không xa không gần. Coi như là duy trì khoảng cách coi như hài hòa, đồng thời có thể tiến có thể lùi. Là người nối nghiệp của Hạ Nhạn, Quan Viễn Khúc đối nhân xử thế rất có trọng điểm. Bản thân là nhân vật đại diện cho thế lực gia tộc, lại phải duy trì một loại cân bằng tinh tế của các bên, có phân tích dư luận. Sau khi Quan Viễn Khúc nhậm chức, sẽ nắm chắc đại cục trong tay nhanh hơn Tổng Bí Thư. Quan trọng chính là, Hạ Tưởng cũng nhận được tin tức từ chỗ lão cổ. Quan Viễn Khúc được hưởng ứng ở giới quân đội, tương đương với ngoài dự đoán của mọi người. Ngay cả Hạ Tưởng cũng nhận định, Quan Viễn Khúc sau khi sang năm tiếp nhận chức vụ, sẽ nhanh chóng tháo gỡ cục diện. Cũng là vì Hạ Tưởng lần gần đây về Bắc Kinh cũng không có nhiều cơ hội. Nếu không, hắn đã sẵn sàng đến gần Quan Viễn Khúc nhiều hơn. Hạ Tưởng cũng không biết Quan Viễn Khúc gọi điện, bởi vì với cấp bậc của Quan Viễn Khúc sẽ không tự mình gọi điện thoại, đều là thư ký gọi trước. Cho nên hắn thuận miệng nói. Chào ngài, tôi là Hạ Tưởng. Sau đó truyền đến giọng ấm áp của Quan Viễn Khúc. Phó Bí Thư Hạ, tôi là Quan Viễn Khúc. Hạ Tưởng liền cảm thấy kinh ngạc, thiếu chút nữa thất thần một lát, cũng may nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chủ tịch Quan, chào ngài. Hy vọng không có ảnh hưởng đến công việc của cậu. Quan Viễn Khúc rất khách khí, cũng rất trực tiếp. Gần đây tỉnh tề rất nhiều vấn đề, tuy nhiên cũng may, vẫn duy trì được cục diện ổn định. Cậu có nhiều giải pháp hiệu quả rõ ràng, tôi rất hài lòng. Cảm ơn Chủ tịch Quan. Hạ Tưởng khách khí nói, hắn hiểu, Quan Viễn Khúc chắc chắn sẽ không gọi điện thoại tới chỉ để khen hắn. Nếu hắn đoán không nhầm, có liên quan đến bước tiếp theo của tình hình tỉnh tề. Quả nhiên, Quan Viễn Khúc tiếp tục nói. Trung ương hy vọng tỉnh tề tiếp tục duy trì ổn định, đảm bảo kinh tế phát triển liên tục. Cho dù hàng trăm vấn đề vẫn phải vì ổn định và phát triển kinh tế. Lãnh đạo Trung ương đã đạt được nhất trí cao về điều này, Phó Bí Thư Hạ, cậu làm rất tốt. Ngày hôm qua tôi và Lão Ngô gặp mặt còn nói, tỉnh tề có Hạ Tưởng, là Trung ương sáng suốt, là phúc của tỉnh tề. Lão Ngô hoàn toàn đồng ý với quan điểm của tôi, ha ha. Khi nói chuyện phiếm với Lão Ngô còn nói đến Tần Khản. Nói đến Tần Khản tôi thật sự có mấy câu muốn nói. Hạ Tưởng trong lòng nhảy dựng lên, hắn nghĩ Quan Viễn Khúc chỉ nói một chút về tình hình tỉnh tề, không nghĩ tới bất ngờ trực tiếp liền nói đến Tần Khản. Cũng thật sự ngoài sức tưởng tượng. Ngẫm lại cũng là, Tần Khản làm rất ầm ĩ, ở Trung ương, chỉ cần chú ý đến tình hình của tỉnh tề, chỉ sợ đều nhìn ra là ai đứng sau lưng tiếp tục gây ra sóng gió. Nhìn ra cũng không chắc sẽ chỉ ra, một là Tần Khản ở Trung ương chắc chắn có hậu trường. Hai là không có bằng chứng, như thế Trung ương sẽ xen vào việc của người khác. Cho nên, Quan Viễn Khúc trực tiếp nói đến Tần Khản, khiến Hạ Tưởng không hiểu có chút căng thẳng. Nói ra, Tần Khản còn là bà con thân thích của một lãnh đạo của tôi. Khi lãnh đạo còn sống, có giao cho tôi quan tâm đến Tần Khản. Tôi cũng cố gắng hết sức, không phụ lòng lãnh đạo dặn dò. Tuy nhiên, từ sau khi cậu đến tỉnh tề, Tần Khản cũng dần nhạt khỏi tầm mắt. Cũng là ngày hôm qua Lão Ngô nhắc tới Tần Khản, nói là Tần Khản là người đáng thương, trên đường đi thăm nha nội. Hạ Tưởng luôn nghĩ chú ý đến thâm ý ấp hàm trong điện thoại của Quan Viễn Khúc, bởi vì ông ta luôn nhắc đến Lão Ngô. Quan Viễn Khúc gọi điện thoại, chỉ ít lộ ra ý nghĩa quan trọng. Tần Khản từng là người Quan Viễn Khúc quan tâm, nhưng đã lãng đi. Ý là Quan Viễn Khúc nợ lãnh đạo ân tình, giúp Tần Khản làm phó chủ tịch thường trực tỉnh, đã trả hết nợ. Ông cụ Ngô cũng quen Tần Khản, ông cụ có lẽ cũng có giao tình với lãnh đạo nhưng giao tình không sâu. Ông cũng là bạn cũ của Tần Khản, chỉ là quan tâm mà thôi. Thứ ba, ông cụ Ngô cố ý chỉ ra Tần Khản là người đáng thương. Về phần người nào đáng thương Hạ Tưởng không có hứng thú đoán. Nhưng hắn biết, hiện tại lời ông cụ ngầm ý chính là người đáng thương nhất tất có chỗ hận. Đối với sự việc Tần Khản gây sức ép, Quan Viễn Khúc rất là bất mãn. Chủ tịch Quan bất mãn là đúng rồi. Sang nắm ông thượng vị, không e sợ bất cứ kẻ nào, ông càng kỳ vọng một tình hình yên ổn. Không hy vọng có bất cứ kẻ nào, dựa vào chức vụ khơi mào một việc gì. Nếu không phải nể mặt lãnh đạo cũ. Không chừng ông đã sớm trực tiếp thể hiện sự bất mãn đối với Tần Khản. Hạ Tưởng phân tích xong cho ra kết luận, trong lòng càng kiên định phải gióng một tiếng trống để tinh thần hăng hái thêm, giải quyết vấn đề khó khăn đến cùng. Tới phòng bệnh của nha nội so với lần nằm viện trước là nằm cùng một gian. Cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý khiến trong lòng Hạ Tưởng cười thầm.
có đôi khi giả bệnh cũng không phải là cách giải quyết tốt. Nhìn xem, mới xuất viện đã lại bị thương. Chẳng lẽ ứng với một câu tục ngữ, càng giả bệnh, càng có bệnh. Nhà ội bị thương so với lần trước nặng hơn, mặt mũi bầm dập không nói, chân còn phải bó bột, mặt cũng băng kín, chỉ lộ ra có nửa khuôn mặt và đôi mắt. Vừa thấy Hạ Tưởng, nhà nội liền kích động không hiểu, mở miệng đã nói. Phó Bí Thư Hạ, anh cần phải bắt lấy thủ phạm, thay tôi báo thù. Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ đều ở đây, nhìn tình thế, hai người chắc chắn đã khuyên nhà nội đến nửa ngày, nếu không, nhà nội hiện tại hẳn càng kích động vô cùng. Tôi biết thế, tôi không ngốc, sẽ không bị người ta coi là kẻ dễ tiêu thụ, xin Phó Bí Thư Hạ yên tâm. Nhà nội cũng không quan tâm đến vết thương đang đau, kể khổ nói. Vừa rồi Hà Giang Hải cũng gọi điện thoại, tôi tin y. Hà Giang Hải tốt xấu cũng là một nhân vật, sẽ không làm việc này. Những việc khác tôi sẽ không nói nhiều, chỉ nói một câu, Phó Bí Thư Hạ yên tâm dũng cảm đi điều tra, tôi hiện tại an tâm chữa bệnh, không gây sức ép, không làm ầm ĩ, sẽ chờ tin tốt của Phó Bí Thư. Nói nghe nhẹ nhàng khéo léo, dường như nha nội thật sự thấu tình đạt lý. Tuy nhiên, từ vẻ mặt cười bất đắc dĩ của Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ có thể thấy, chỉ sợ trước khi Hạ Tưởng đến, hai người van nài khuyên bảo nha nội nửa ngày mới làm nha nội tin rằng không phải Hà Giang Hải đã làm. Nhưng mặc kệ thế nào, nha nội cuối cùng cũng không ngốc, hiểu rõ những phức tạp trong đó. Nha nội không mắc mưu, sẽ lại là một nhân tố hành động có lợi. Phải nói nha nội sở dĩ không nổi trận lôi đình, muốn tìm Hà Giang Hải liều mạng, nhận ra sau lưng có tay chân của người khác. Chu Hồng Cơ công lao không thể không có. Cũng là lúc này bên trong một loạt sự kiện, để cho Hạ Tưởng cảm thấy vui mừng một điểm, bởi vì Chu Hồng Cơ cũng không giống như người nào đó nổi trận lôi đình và mất đi lý trí. Quả thực tệ như thế, Chu Hồng Cơ điên cuồng mất đi khả năng phán đoán, cổ động Nha Khánh báo thù, Tôn Tập Dân cũng không khuyên được nha nội, bởi vì y tin tưởng Chu Hồng Cơ hơn. Chu Hồng Cơ không ngờ mở lòng, không vì Dương Ngân Hoa mà lo lắng. Lại khôi phục tự tin và tinh thần như trước, chỉ sợ cũng là sai lầm khiến người nào đó thật không ngờ. Cũng không thể nói là sai lầm, đời người cũng có rất nhiều việc ngoài tầm kiểm soát. Cải cách vẫn là mò đá qua sông, tính kế người khác, lại không thể mọi chuyện như ý. Nếu hại người đều có thể làm mọi chuyện thuận lợi, thì y chính là thần. Nếu nha nội cũng không nổi điên nữa, không hề liều lĩnh đi trả thù Hà Giang Hải. Tình hình vốn không mất khống chế, Tần Khản nhân cơ hội tuyên bố việc che giấu cuộc chiến của phái phản đối và thế lực bản thổ tỉnh Tề thất bại hoàn toàn. Bởi vậy, Hạ Tưởng liền quyết định trong lòng, hoàn toàn có thể ra tay. Từ người tập kích nha nội, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, không tin không tìm ra nhân vật đứng phía sau. Đến lúc đó chỉ cần chứng cứ xác thực, không cần hắn ra tay, sẽ có người chủ động lấy Tần Khản khai đao. Tạm biệt nha nội, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ đồng thời tiễn ra ngoài cửa. Hiện tại Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ đều vô cùng cảm kích Hạ Tưởng. Tôn Tập Dân cảm kích chính là Hạ Tưởng hai lần giải vây thay y. Không bàn về công về tư, đều có ý nghĩa quan trọng đối với y. Chu Hồng Cơ cảm tạ Hạ Tưởng là người cấp trên sáng suốt, nếu không có Hạ Tưởng, y có khả năng lấn thân trong chuyện xấu không tự thoát ra, cuối cùng gây ra việc ngốc, thậm chí có thể chôn vùi tiền đồ chính trị của mình. Hạ Tưởng nói hai câu. Chủ tịch Tỉnh Tôn, vấn đề tai nạn mỏ hẳn là không lớn, có thể giải quyết bình ổn. Chủ nhiệm Chu, qua đề nghị của trưởng ban thư ký Ôn, tôi cho rằng đồng chí Dương Ngân Hoa điều nhiệm sang phó trưởng ban thư ký thành ủy Ngũ Nhạc là hợp lý. Hạ Tưởng cũng đủ thú vị, một gậy đưa Dương Ngân Hoa đến Ngũ Nhạc. Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ nhìn nhau, trong lòng kính nể Hạ Tưởng, không thể sánh kịp. Trở lại tỉnh ủy, còn có ba chuyện xảy ra, khiến Hạ Tưởng ý thức được lãnh đạo cấp cao đã lo lắng cho tình hình tỉnh Tề, chuẩn bị ra tay rồi. Chuyện thứ nhất là tin tức từ Trung ương truyền đến. Bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề trước tiên phải hoàn thành nhiệm kỳ mới. Chuyện thứ hai là từ ủy ban kỷ luật Trung ương truyền đến. Phan Bảo Hoa khi giải thích mọi chuyện, khai ra Tần Khản. Chuyện thứ ba là, sự kiện video mà Dương Ngân Hoa nói, bị người ta tung lên mạng. Ba chuyện, nhìn như không liên quan nhau, nhưng đều có mối liên hệ ở bên trong. Tỉnh Tề sớm định ra thời gian nhiệm kỳ mới là tháng 11 năm nay, hiện tại vừa mới bước vào tháng 9. Thì đã chính thức đề ra lịch trình, và lộ ra tin tức ám chỉ, trước tháng 10, bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề mới sẽ sinh ra. Dưới sự phỏng đoán của Hạ Tưởng, cái gọi là bộ máy tỉnh ủy mới,
ngoại trừ quyết định ứng cử viên tiếp nhận chức vụ Hà Giang Hải, thì không có gì thay đổi lớn, Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân đều vẫn giữ lại. Tôn Tập Dân là vừa nhậm chức, mà Khâu Nhân Lễ vẫn giữ lại một năm, là vì lót đệm cho việc sang năm vào bộ. Liên tưởng đến hai nhiệm kỳ bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề. Một người đảm nhiệm ủy viên thường vụ, người còn lại đảm nhiệm ủy viên bộ chính trị kiêm bí thư thành ủy thành phố trực thuộc Trung ương, có thể đoán được Khâu Nhân Lễ triển vọng hẳn là không tồi. Điều kiện quyết định đầu tiên chính là, tỉnh Tề không xảy ra đại loạn. Phong thanh truyền ra trước khi tỉnh Tề bước sang nhiệm kỳ mới, là Trung ương truyền lại một tín hiệu chính trị, chính là bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề sẽ không đại động, một số người có ý tưởng thì tốt nhất nên đoạn tuyệt ý niệm trong đầu đi. Nhưng bởi vì vậy nên dẫn phát chuyện không tốt, hậu quả cũng có thể khiến một ít người càng thêm điên cuồng mà được ăn cả ngã về không. Nếu nói chuyện thứ nhất vẫn là ám chỉ, như vậy chuyện thứ hai, chính là cảnh cáo trực tiếp mà mạnh mẽ. Nhúng tay từ vụ Phan Bảo Hoa, để kéo Tần Khản xuống nước, thủ đoạn không thể không cao minh, ý tứ cảnh cáo hàm xúc không thể không mãnh liệt. Nhưng cũng không phải không có điều kiện tiên quyết, giống như đã nói lúc trước, Ủy ban Kỷ luật Trung ương muốn bắt ai, thì trên người người đó khẳng định phải có chuyện mới được. Nếu chẳng may Tần Khản trên người quả thật sạch sẽ, không đủ để khiến Ủy ban Kỷ luật Trung ương định tội, chẳng lẽ Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ hãm hại Tần Khản? Khẳng định là không thể. Trên quan trường, vẫn phải chú ý quy tắc tuần hoàn một chút. Cho nên so sánh với nhau, Ngô Tài Dương vẫn là quyền lực cực lớn. Như thời điểm kiểm tra đánh giá, Ban Tổ chức Trung ương đã cho Tần Khản một số điểm thấp, Tần Khản cũng đành phải nhận. Nhưng có một chút vấn đề chính là tuổi của Tần Khản đang trong giai đoạn nửa vời, nói cách khác, chính là khó lên khó xuống. Bay lên một bước rất khó, nhưng muốn cho gã ta xuống, cũng khó. Dù sao bên trong chính trị trong nước, luôn chú ý kinh nghiệm lý lịch và tư cách. Còn nữa, Ngô Tài Dương không thể thay phái phản đối, nhất định phải lột mũ quan của Tần Khản, ai biết sau lưng Tần Khản còn có ai. Chuyện thứ ba cũng rất phiền toái, hai người trước. Một là sách lược mà Trung ương xuất phát từ duy trì ổn định cần có, hai là cảnh cáo phe phản đối, mà chuyện thứ ba, cho thấy Tần Khản tiếp tục tinh thần đập nồi dìm thuyền, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Hạ Tưởng vừa mới về tỉnh ủy, đã bị tin tức của ba sự kiện lúc này đánh trúng, ngồi xuống trầm tư sau một lúc lâu mới nghĩ thông được, theo sau liền mở trang web ra, xem qua cái gọi là sự kiện video. Đối phương rất thông minh, vẫn chưa nói rõ hai người trong video là ai. Chỉ nói là cấu kết giữa một vị quan lớn tỉnh ủy tỉnh Tề và nữ cấp dưới. Bị người quay được phóng lên trên mạng, hình ảnh rất mơ hồ, động tác rất bạo lực. Thanh âm rất hạ lưu, nhìn toàn bộ sự kiện mà nói, thủ pháp rất bị ổi. Đồng chí Hạ Tưởng ôm ánh mắt phê phán và phát hiện vấn đề để xem video, đều không phải là xuất phát từ tò mò hoặc là phương diện nhu cầu nào đó, bởi vậy sau khi hắn nhìn từ đầu đến cuối, thậm chí còn mở âm thanh. Ngô Thiên Tiếu ở bên ngoài nghe được, cũng không nghĩ rằng Phó Bí Thư Hạ là người háo sắc. Hạ Tưởng chính mình thưởng thức còn chưa đủ, còn cố ý gọi Ngô Thiên Tiếu tới. Thiên Tiếu, anh xem qua cái này chưa? Ngô Thiên Tiếu hơi ngượng ngùng gật đầu. Có xem qua một chút? Cái gì gọi là xem qua một chút? Bây giờ anh ngồi đây xem một lần từ đầu tới cuối, không thể bỏ sót một chi tiết nào. Đối với chỉ thị tinh thần của Phó Bí Thư Hạ, Ngô Thiên Tiếu tỏ vẻ không muốn tiếp nhận. Phó Bí Thư Hạ, hình ảnh rất không rõ ràng, động tác cũng không hay ho, thật sự là không có giá trị thưởng thức, từ góc độ nghệ thuật động tác thân thể mà nói, quả thật rất thất bại. Hạ Tưởng cười mắng. Anh nghĩ đi đâu thế? Tôi muốn đá anh rồi. Cẩn thận nghiên cứu một chút động tác và vẻ mặt của nhân vật. Nhìn đôi nam nữ đó rốt cuộc là ai? Hạ Tưởng cũng thừa nhận, mới liếc mắt nhìn một cái. Nữ có thể nhìn ra là Dương Ngân Hoa, bởi vì quay chính diện khuôn mặt người nữ. Người nam chỉ có bóng dáng và mặt bên, mơ hồ rất giống Chu Hồng Cơ. Chẳng những hình thể giống mà ngay cả âm thanh cũng giống. Nhưng cũng chỉ là giống mà thôi. Không thể xác định là Chu Hồng Cơ. Tuy nhiên, sân mạng lại chỉ theo đuổi điểm giống nhau mà không theo đuổi sự thật. Ở trên, không gió liền dậy sóng, huống chi còn có người châm ngòi thổi gió. Ngô Thiên Tiếu trở lại chỗ ngồi. Tỉ mỉ nhìn ba lần, rốt cục nhìn ra manh mối, cợt nhả đi tới trước mặt Hạ Tưởng. Vẫn là lãnh đạo lợi hại, mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề. Tôi còn phải học tập nhiều ở lãnh đạo. Hạ Tưởng tâm tình tốt nói. Cái gọi là kẻ mưu trí gặp kẻ mưu trí, người háo sắc gặp người háo sắc, chính là đạo lý này.
Ngô Thiên Tiếu còn oan uổng. Lãnh đạo, tôi thực không có xem thêm, lúc xem cũng không nghĩ lung tung lộn xộn gì cả. Hạ Tưởng phất tay. Được rồi, không cần tôi nhiều lời, anh biết nên làm gì rồi đó. Biết, biết. Ngô Thiên Tiếu xoay người bước đi, đi vài bước lại trở về. Dương Ngân Hoa, phải hy sinh rồi. Hạ Tưởng không nói gì. Ngô Thiên Tiếu biết ý tứ lãnh đạo, xoay người đi gọi điện thoại. Sự kiện video này chấn động trụ sở tỉnh ủy sớm nhất, mà trên cũng không có nhiều người chú ý. Đợi đến khi có người muốn cố ý dẫn đường, thì phát hiện sự kiện video này đã thay đổi mùi vị, bị người khác cố ý dẫn dắt theo hướng khác. Liền sinh ra hiệu quả hoàn toàn tương phản, nằm ra ngoài dữ liệu của người khởi xướng. Mà video mang đến ảnh hưởng cuối cùng, thì lại là một chuyện tình yêu trai gái khác nữa. Hạ Tưởng cũng không có nhiều thời gian quan tâm đến kết cục chuyện tình yêu trai gái này, sau khi hắn bước đầu lĩnh hội được ý đồ của Trung ương, liền bắt đầu điều chỉnh một chút kế hoạch của hắn. Hai ngày sau, sự kiện video kết thúc, có người mưu đồ đem kẻ gây tai họa dẫn hướng Chu Hồng Cơ, đáng tiếc ý đồ này hoàn toàn bị phá sản, mà chuyện phong lưu của Dương Ngân Hoa trước kia thì bị người ta vạch trần toàn bộ, cái gọi là dáng người đàn ông hì hụt giống với Chu Hồng Cơ, theo chứng cứ điều tra. Đó chính là trưởng phòng Niu đáng chết. Đúng là kết cục, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, nghĩa là, trong hoàn cảnh khốn khó gặp được lối thoát khiến người ta kinh ngạc. Chu Hồng Cơ bởi vậy hoàn toàn trong sạch, cũng khiến tất cả cán bộ lãnh đạo thông qua chuyện này mà rút được kinh nghiệm xương máu, ngàn lần vạn lần không nên có một cấp dưới có hình dáng giống mình và thích chơi tự quay video. Mà thanh danh Dương Ngân Hoa được đem ra quét rác, chật vật rời khỏi ủy ban kỷ luật tỉnh. Đến Ngũ Nhạc đảm nhiệm một phó trưởng ban thư ký. Càng đáng thương hơn chính là chồng của Dương Ngân Hoa, bỏ ra thời gian một ngày tập kích quan lớn tỉnh ủy, bị phán lao động giáo dục một năm. Nghe nói ở trong sở giáo dục lao động, thường xuyên bị người cười nhạo vì bị vợ cho đội mũ xanh tức bị cắm sừng. Chiếc mũ xanh được đổi đi đổi lại nhiều lần, kết quả cuối cùng phát hiện ra, hóa ra vẫn là chiếc mũ ban đầu. Thật đúng là một khi bị đội mũ xanh cắm sừng thì đến đâu cũng bị cười là đồ ngốc. Gần đây trên mạng mặc dù đang thịnh hành tin tức thị phi giữa Chu Hồng Cơ và Dương Ngân Hoa, nhưng ở bên trong tỉnh ủy, lại lặng yên lưu truyền truyền thuyết động lòng người, đó là Dương Ngân Hoa trong phòng thay nội y, Chu Hồng Cơ trên giường nhảy giếng. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, giới hạn lưu truyền bên trong cái vòng nhỏ hẹp, đã mất đi không gian rộng lớn. Là thật là giả, đã cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là, truyền thuyết chỉ cần không thể lay động được địa vị lãnh đạo, cũng không phải là truyền thuyết hữu dụng. Lại một ngày sau, dưới sự ra tay của Hà Giang Hải, dưới sự điều tra tỉ mỉ của Hạ Lực và Chu Du Uyên, cùng với Sở Công an tỉnh sắp xếp điều tra, bắt được vài tên hung thủ tập kích nha. Theo lời khai của hung thủ, bọn họ quả thật là bị người khác sai khiến, cụ thể người nào, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Dù sao bọn họ chỉ để ý cầm tiền của người ta thì phải làm việc cho người đó. Lại hai ngày sau, lại bắt được tên hung thủ đầu sỏ, vụ án liền đạt được tiến triển đột phá. Mắt thấy hết thảy đều ở trong tầm khống chế, thế tấn công của Tần Khản đều bị hóa giải, và rất rõ ràng, gã ta đã hết kế mà làm rồi, lại có một trận cháy một bệnh dịch, đã đẩy Tôn Tập Dân đổ lên trên nơi đầu sóng ngọn gió. Đồng thời, vấn đề Ngũ Đóa Kim Hoa cũng lại bắt đầu gợn sóng. Mà vấn đề một lửa một nước hai tai ương lớn, cùng với tình hình bệnh dịch nhanh chóng lan rộng nghiêm trọng trên toàn cục diện, khó có thể khống chế nổi, lại khiến con đường của Chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân nhấp nhô, gai mọc thành bụi. Cách phát sinh sự cố hỏa hoạn trong giếng của công ty hữu hạn dự trữ mỏ khoáng sản thành phố Nam Minh chỉ sau 3 ngày, lại xảy ra sự cố rò rỉ nước trong mỏ của công ty hữu hạn khai thác mỏ Đông Chính thành phố Phong Chanh, tạo thành 50 người chết, tổn thất kinh tế trực tiếp lên đến 30 triệu nhân dân tệ. Nước lửa vô tình, nước sôi lửa bỏng, có thể nói một nước một lửa hai đại thiên tai nhân tạo, khiến Tôn Tập Dân sứt đầu mẻ trán, gần như bi thương khắp nơi. Tại sao ông ta cứ gặp xui xẻo như thế, vận đen không ngừng? Trước kia, ông ta cũng không tin vận làm quan, cho rằng người kiên định theo chủ nghĩa cộng sản, ông ta kiên trì với chủ nghĩa duy vật thuyết vô thần, thậm chí khịt mũi khinh bỉ đối với quan niệm bái thần cầu Phật xem phong thủy trong quan trường. Nhưng hiện tại, ông ta tuy rằng vẫn không tin, lại dao động, bởi vì một người không có khả năng đi đến đâu, thì gây tai họa đến đó. Chẳng lẽ nói, hiện tại trong giới giải trí có một minh tinh điện ảnh là độc dược phòng bán vé, và ông ta lại là độc dược trốn quan trường ư?
Nếu chỉ là hai đại tai nạn một nước một lửa ở khu mỏ như đã nói ở trên thì cũng không đến mức khiến Tôn Tập Dân phải bi thương không đè xuống nổi, đau thương không ngừng, mà còn bởi vì thành phố Phẩm Đô đột nhiên bùng phát dịch sốt xuất huyết, hơn 200 người bị nhiễm bệnh, hơn 20 người tử vong, dẫn phát khủng hoảng thật lớn cho xã hội. Sốt xuất huyết là một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cao, lưu hành rộng, bệnh tình nguy cấp, tỷ lệ tử vong cao, nguy hại thật lớn. So với tai nạn của những người dân bình thường ở nơi vùng mỏ xa xôi, thì bệnh dịch sốt xuất huyết phát sinh, càng dễ dàng làm cho xã hội khủng hoảng, thậm chí sẽ dẫn phát các vấn đề xã hội nghiêm trọng. Bởi vì người trong nước bị bệnh truyền nhiễm cấp tính dọa cho sợ, trước đây từng có vết xe đổ, cũng từng dẫn phát khủng hoảng khắp cả nước, bởi vậy, so với hai tai nạn mỏ, làm thế nào để ngăn chặn nghiêm ngặt tình hình bệnh dịch lan rộng, làm sao để khống chế tình hình bệnh dịch, mới là việc cấp bách khiến cho Tôn Tập Dân vò đầu bứt tai. Hai mỏ khoáng sản gặp tai nạn, một chỗ thì bị bệnh dịch hoành hành, đều có thể miễn cưỡng quy tội cho thiên tai. Lúc sóng gió này, công trình ngũ đoá kim hoa lại xuất hiện trên tờ báo kinh tế, đầu mâu lại chỉ thẳng vào thành công vĩ đại của Tôn Tập Dân, chiến tích xe khách năng lượng mới hại chết học sinh, chiến tích công trình ngũ đoá kim hoa hại chết ngân hàng, chính là mối họa do con người tạo ra. Đây là cửa ải ác liệt nhất mà Tôn Tập Dân gặp phải từ lúc đảm nhiệm chủ tịch tỉnh Tề Tỉnh tới nay. Thậm chí nói không chút khoa trương là, địa vị chủ tịch tỉnh của Tôn Tập Dân đang có nguy cơ lung lay. Chính vào lúc này, có người từ Trung ương tới, hơn nữa người tới còn là người từ ban tổ chức Trung ương. Theo ý nghĩa nào đó, chiến tích công trình ngũ đoá kim hoa không thể hoàn toàn đổ lỗi lên đầu một mình Tôn Tập Dân được, bởi vì trước khi Tôn Tập Dân còn chưa tới đảm nhiệm chức. Công trình ngũ đoá kim hoa cũng đã đạt thành nhận thức chung của tỉnh, hướng suy nghĩ và kế hoạch cụ thể đều là thành quả của cấp lãnh đạo ở khóa trước. Thậm chí hạng mục xe khách sử dụng nguồn năng lượng mới, cũng là vấn đề lưu lại từ chính phủ cấp tỉnh khóa trước. Vấn đề không ở thế ai khởi xướng, mà là vấn đề nằm ở chỗ xuất hiện trong tay ai. Giống như mỗi một hoàng đế cuối cùng, đều có một người cha đem tài sản tiêu hao hết. Để lại cho ông ta chính là một cục diện rối rắm vỡ nát hàng ngàn lỗ mà ông ta may vá như thế nào cũng không che chắn được gì, hơn nữa vận số đã hết, bất lực xoay chuyển trời đất. Nhưng tất cả nguyên nhân khách quan đều không thay đổi được một sự thật chính là, thân là hoàng đế cuối cùng, thì phải gánh vác bị bêu danh thiên cổ, phải gánh vác tất cả tội lỗi cho vương quốc. Tôn Tập Dân hiện tại còn có một loại cảm giác là hoàng đế cuối cùng vô lực và thất bại, ông ta cũng hiểu. Toàn bộ vấn đề ngũ đoá kim hoa đều quy tội về cho ông ta, quả thật không hợp lý, nhưng lại có thể như thế nào nữa. Dù sao sau khi ông ta nhậm chức, không có áp chế, mà là lại phát huy làm vinh quang nó, nói cho cùng, do ông ta không có tầm nhìn, khai thác quyết đoán không đủ, cho rằng có thể dùng chủ nghĩa, đem thành tích của khóa trước làm của riêng. Nếu không phải ông ta có ý nghĩ vừa muốn không phải gánh mạo hiểm vừa muốn có thành tích, ông ta không chủ động nắm bắt công trình xe khách sử dụng nguồn năng lượng mới và công trình ngũ đoá kim hoa, làm sao trở thành nhược điểm để hiện tại bị người ta mượn cớ công kích. Nói đi nói lại, vẫn là ý nghĩ tư lợi, vẫn là vừa muốn có thành tích lại muốn có thể diện, hơn nữa còn muốn nhẹ nhàng có được, là tất cả mọi người đều có tâm tư tư lợi. Chỉ tiếc rằng một chút sơ ý, tất cả đều sụp đổ. Tôn Tập Dân không khỏi nhớ tới việc đã gặp phải tại tỉnh Yến, mà dâng trào bi thương. Lại là bi thương và bất đắc dĩ, dù sao cũng phải hoàn thành công việc trong tay rồi hãy nói, hiện tại mỏ quặng ở Nam Minh do Tần Khản phụ trách, mỏ quặng ở thành phố Phong Tranh cũng cần một phó chủ tịch tỉnh ra mặt, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là Lý Đinh Sơn. Không ngờ Lý Đinh Sơn lại đề cử Chu Du Uyên đến xử lý vấn đề mỏ quặng, còn ông ta lại chủ động xin đi đến Phẩm Đô ổn định lòng dân, đối diện với tình hình bệnh dịch. Chủ tịch tỉnh Tôn, tôi và bí thư Lý chơi khá thân. Còn nữa bí thư Lý dù sao cũng là một thường ủy phó chủ tịch tỉnh được tỉnh ủy cắt cử đến, cũng biểu lộ thành ý của lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh đối với tình hình bệnh dịch là rất coi trọng. Lý Đinh Sơn vô cùng thành khẩn nói. Tôn Tập Dân cảm kích vạn lần. Bình thường ở trong bộ máy chính phủ, tất cả mọi người đều quá quen biết, nói chuyện làm việc bình thường cũng sẽ không bắt tay. Hôm nay Tôn Tập Dân từ sau bàn làm việc đi ra, gắt gao cầm tay Lý Đinh Sơn nói. Đinh Sơn. Đồng chí thật là người có tâm. Có rất nhiều lý do khiến Tôn Tập Dân cảm động, bởi vì ông ta thấy được một tấm chân thành và phẩm chất ở trên người Lý Đinh Sơn. Hiện tại ông ta mới chính thức thấy rõ Lý Đinh Sơn là một cán bộ lãnh đạo chính trực vô tư chân chính vì nước vì dân. So với thủ đoạn hạ tưởng còn có điểm bất đồng chính là, Lý Đinh Sơn đều xuất phát từ sự thật, hết thảy đối nhân xử thế đều lấy lợi ích của dân làm cơ sở,
lòng ngay dạ thẳng, tuyệt không thỏa hiệp. Mặc dù có khi người như Lý Đình Sơn không được lãnh đạo thích thú cho lắm, nhưng thời điểm đại sự xuất hiện, Lý Đình Sơn vẫn là nơi đáng tin cậy, không giả tạo, không ngụy trang, không thoái thác, dũng cảm tiến tới, trong mắt chỉ có quốc kế dân sinh, không có ân oán và tư lợi cá nhân. Kỳ thật, Tôn Tập Dân làm sao không biết để một thường ủy phó chủ tịch tỉnh đến Phẩm Đô xử lý tình hình bệnh dịch càng thể hiện tính trịnh trọng. Chẳng qua tình hình bệnh dịch không khó xử lý bằng tai nạn tại mỏ quặng, tại vấn đề mỏ quặng thật khó xác thực kết luận, đơn giản là vấn đề truy cứu trách nhiệm lớn nhỏ phân chia cho ai là xong chuyện, công việc rất nhẹ nhàng, không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm gì. Nhưng xử lý tình hình bệnh dịch thì hoàn toàn không giống, bởi vì tình hình bệnh dịch có thể khó khống chế. Nếu vừa đi đã có thể đem tình hình bệnh dịch khống chế trong phạm vi hợp lý, thì là công lớn nhất. Nếu chẳng may sau khi đi, tình hình bệnh dịch tiếp tục lan tràn, thân là chủ quản phó chủ tịch tỉnh, nhất định phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Nói cách khác, xử lý vấn đề mỏ quặng khó, nhưng là một việc có thể nắm 9 phần thắng trong tay. Xử lý tình hình bệnh dịch lại là một mạo hiểm cực lớn. Chẳng những mạo hiểm cực lớn, cá nhân cũng sợ bị lây bệnh nguy hiểm. Cho nên Tôn Tập Dân đối với việc Lý Đình Sơn chủ động xin đi giết giặc, vô cùng cảm động. Sau khi phát sinh bệnh dịch, trong bộ máy chính phủ tỉnh, Lý Đình Sơn là một phó chủ tịch tỉnh muốn tiên phong đi tới tuyến đầu, còn là thường ủy phó chủ tịch tỉnh. Nhớ lại trước kia giữa Lý Đình Sơn và ông ta có đủ chuyện không vui, ngay cả khi hạng mục đầu tư của tập đoàn Đạt Tài rơi xuống đây, đã nảy sinh ra vài lần mâu thuẫn, ông ta lúc này hoàn toàn nhận ra được Lý Đình Sơn đối nhân xử thế như thế nào. Hạ Tưởng và Lý Đình Sơn, có lẽ giữa hai người có rất nhiều điểm bất đồng, ví dụ như Hạ Tưởng dũng cảm tiến tới mà thủ đoạn cao siêu, mà thủ pháp chu toàn, trí tuệ tài trí chính trị hơn người, và vì đạt tới mục đích, cũng sẽ sử dụng các loại thủ đoạn. Nhưng Lý Đình Sơn từ trước đến nay, không nhìn trước ngó sau, chỉ một lòng vì nước vì dân, không hỏi tiền đồ, không hỏi đường lui. Xét theo sự nhiệt tình chân thành và một lòng vì công việc, thì Hạ Tưởng và Lý Đình Sơn đều khiến Tôn Tập Dân kính nể. Đó là sự tán thưởng phát ra từ con tim. Nhưng từ góc độ khác mà nói, Tôn Tập Dân vẫn là nguyện ý làm bạn với Hạ Tưởng, bởi vì Hạ Tưởng chu toàn mà thức thời, có thể đi được lâu dài. Lý Đình Sơn cũng là gặp ông ta, ít nhất trong lòng ông ta vẫn có chính nghĩa và lương tri, nếu không, thay vào đó là tâm tư đen tối của một chủ tịch tỉnh khác, nếu Lý Đình Sơn chẳng may xử trí không tốt đối với tình hình bệnh dịch, thì giống như mình tự chuốc lấy xui xẻo. Hơn nữa, chủ động xin đi giết giặc đi chịu tiếng xấu thay cho người khác, đúng là cấp dưới mà tất cả lãnh đạo cấp trên trốn tránh trách nhiệm cầu còn không được. Nếu theo góc độ khác suy xét, giữa Lý Đình Sơn và Hạ Tưởng là quan hệ thầy trò, mà Hạ Tưởng là đồ đệ được Lý Đình Sơn tiến cử, đã thể hiện ra thanh xuất phu lam nhi thắng thiên lam, tức là màu xanh sinh ra từ màu lam mà còn hơn cả màu lam trò giỏi hơn thầy. Tôn Tập Dân cảm động lắm, lại không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn có Lý Đình Sơn và Chu Du Uyên thay ông ta phân chia ưu phiền, vì Lý Đình Sơn và Chu Du Uyên đều là đồng minh của Hạ Tưởng, đâu dễ để ông ta một lòng ra tay ứng phó sự kiện ngũ đoá kim hoa, không thể lại để Tần Khản khiêu khích và gây chuyện không dứt nữa, không tin Tần Khản ở tỉnh Tề nhiều năm, lại trong sạch như tờ giấy trắng. Ông ta phải phân ra tinh lực đến đối phó Tần Khản, tấn công, mới là cách phòng thủ tốt nhất. Chẳng qua khiến Tôn Tập Dân thật không ngờ chính là, ông ta còn chưa có ra tay, Trung ương đã ra tay trước. Kỳ thật nếu để Hạ Tưởng nói, Tôn Tập Dân quả thật không phải một người giỏi về tiến công, bị Tần Khản công kích rất nhiều lần và trong thời gian rất lâu, chẳng những không nghĩ ra một kế phản kích, ngoại trừ vẫn mệt mỏi ứng phó ở ngoài, ngay cả một tia phản kích của không hề có, làm chủ tịch tỉnh, quả thật quá yếu thế. May mắn thay, có lẽ là Trung ương thông cảm được thế yếu của Tôn Tập Dân, cũng hy vọng tỉnh Tề có một chủ tịch tỉnh bình thản ôn hòa. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Tạ Tín Tài lại đến thành phố Lỗ, mang đến một tin tức làm phấn chấn lòng người, Trung ương sắp điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề, sắp tới sẽ hoàn thành nhiệm kỳ trước thời hạn. Hành động trọng đại này có ý nghĩa ở chỗ, Trung ương cho bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề ăn một viên thuốc an thần, bởi vì Tạ Tín Tài ở bên trong hội nghị tiết lộ, trên cơ bản bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề sẽ không điều chỉnh trên diện rộng, nhân vật số 1, số 2 vẫn giữ nguyên. Còn lại đại bộ phận thường ủy cũng bất động, đồng thời, còn mang đến một người mới nhậm chức thường ủy tỉnh ủy, để danh ứng cử viên bí thư hệ thống chính trị pháp luật, Phùng Nhân Long. Phùng Nhân Long là bí thư hệ thống chính trị pháp luật thành ủy Tân Thành, điều đến nhậm chức tại tỉnh Tề, xem như điều chuyển ngang,
vốn đều nghĩ đến chính là nhân mã phe phản đối, nhưng Phùng Nhân Long hiển nhiên không phải phe phản đối, cũng không phải hệ bình dân, nếu nói y không có phe phái nào bên mình, thì y và thế lực gia tộc ít nhiều sẽ có quan hệ. Nhưng trên thực tế, y cũng không phải lực lượng trung kiên của thế lực gia tộc, và có quan hệ với gia tộc thế lực, nhưng cũng không chặt chẽ, nếu muốn khiến y có một thân phận xác thực, người khác có lẽ đoán không ra sau lưng Phùng Nhân Long rốt cuộc là ai, nhưng Hạ Tưởng lại biết. Không phải người khác, chính là Quan Viễn Khúc. Không sai, Quan Viễn Khúc diễn thử trước khi nhậm chức, chỗ nhúng tay sự vụ đầu tiên và sắp xếp người của mình, liền chọn đúng tỉnh tề. Cũng chính ông ta mấy ngày trước cố ý gọi điện ám chỉ nguyên nhân căn bản với Hạ Tưởng. Tạ Tín Tài chỉ ở thành phố Lỗ có một ngày, nhưng tin tức y mang đến cùng với tin tức có ý nghĩa chính trị ẩn sau lưng, khiến lãnh đạo cao thấp tỉnh tề rất chấn động, đều hiểu rõ Trung ương đối với cục diện tỉnh tề đã rất bất mãn. Vì thế, ánh mắt mỗi người đều hướng về phía Tần Khản, nghĩ thầm rằng Phó Chủ tịch tỉnh Tần rốt cuộc muốn kiếm chuyện đến khi nào mới bằng lòng thu tay về. Chẳng lẽ không sợ Trung ương giận dữ điều tra cách chức y sao? Nếu nói Tần Khản có ý đồ muốn ngồi vào vị trí Chủ tịch tỉnh của Tôn Tập Dân, nhưng vấn đề là, hiện tại Trung ương đã thể hiện rất rõ rằng vị trí Chủ tịch tỉnh của Tôn Tập Dân sẽ không bị lung lay, y cũng đừng có vọng tưởng. Hiện tại tỉnh tề như một mớ hỗn độn, thời điểm càng nóng mà tuyên bố thì càng biểu lộ sự khẳng định của Trung ương đối với bộ máy tỉnh ủy tỉnh tề, chính là rõ ràng biểu lộ thái độ của Trung ương. Lúc này đối với hai tai nạn tại mỏ quặng và tình hình bệnh dịch, sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng của Tôn Tập Dân ở Trung ương sẽ không bởi vì tai nạn tại mỏ quặng và tình hình bệnh dịch mà truy cứu trách nhiệm đối với Tôn Tập Dân, cũng sẽ không bởi vì cái gọi là chiến tích mà hỏi tội Tôn Tập Dân. Tạ Tín Tài cứ việc đến rồi đi vội vàng, nhưng y xuất hiện, quả thật có tác dụng ổn định lòng người, tương đương với việc trực tiếp cảnh cáo đối với Tần Khản. Nếu Tần Khản vẫn khăng khăng một mực như vậy, chỉ sợ ban kỷ luật Trung ương sẽ mượn vụ án Phan Bảo Hoa thả ra phong thanh, cũng có khả năng trở thành sự thật. Không mạnh mẽ thúc đẩy lập án đối với Hà Giang Hải, lại muốn đẩy động lập án đối với Tần Khản, thật sự là phong thủy luân chuyển, tình thế mạnh hơn người, trong nháy mắt, đối thủ đã đổi người. Đều cho rằng ban tổ chức Trung ương chính thức ra mặt, Tần Khản khẳng định sẽ phải kiềm chế vài phần, bởi vì muốn lên chức, nhất định không lách qua được ban tổ chức Trung ương. Người nào ở tỉnh bộ nếu bị ban tổ chức Trung ương xem không vừa mắt, làm sao có thể lăn lộn được nữa? Không ngờ Tần Khản vẫn như cũ, dường như không có việc gì, dường như nhắc nhở cũng được, ám chỉ cũng được, đều là nói người khác. Lại dường như sự kiện nha nội bị đánh, sự kiện công trình chiến tích của Tôn Tập Dân, đều là do người khác ở sau lưng thúc đẩy, thật sự không quan hệ với y vậy. Tần Khản bất động thanh âm khiến cho tỉnh ủy không ít người âm thầm lấy làm lạ. Trong lòng nhận định hay là Tần Khản sau lưng còn có người che chở, cho nên không sợ hãi, hoặc là chính Tần Khản làm việc rất cẩn thận, cuối cùng cho dù sự việc xảy ra, cũng tra không ra y ở trong đó có tay chân gì hay không. Còn có một loại khả năng chính là, Tần Khản nhận định y có thể lật đổ Tôn Tập Dân, chẳng lẽ y còn có chuẩn bị lợi hại ở sau gì đó mà chưa có thực thi. Nhưng vấn đề là, cho dù y có năng lực lật đổ Tôn Tập Dân thì thế nào, Trung ương sẽ cho y tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh. Đừng có mà nằm mơ. Cho nên vấn đề liền quay lại điểm xuất phát, Tôn Tập Dân làm thế nào chỉ được Tần Khản. Tôn Tập Dân và Tần Khản vừa không có mối hận đoạt thê, lại không có thủ giết cha, Tần Khản cần gì phải đấu với Tôn Tập Dân. Nếu nói Tôn Tập Dân bị lật đổ xuống đài, Tần Khản có thể lên đài, vậy còn được đi. Hiện tại ban tổ chức Trung ương tỏ thái độ rõ ràng, tương đương với việc đã ra tay ngăn chặn Tần Khản, như vậy Tần Khản hiện tại còn có hành động bất thường, đều khiến cho người ta không thể hiểu nổi. Rất nhanh, Tần Khản dùng hành động trả lời mọi nghi vấn. Giống như tất cả mọi người trong lòng đều đang còn nghi vấn, Hạ Tưởng cũng rất khó lý giải quyết tâm và dũng khí của Tần Khản, biết khó mà vẫn làm, cũng không biết y rốt cuộc muốn đạt tới mục đích gì. Cứ nói Tần Khản vài lần đã sử dụng thủ đoạn không quang minh chính đại, ví dụ như mượn tay Hà Giang Hải thành công đánh vào thế lực địa phương trong tỉnh tề. Lợi dụng quan hệ của Hà Giang Hải để hãm hại Hà Giang Hải, ý đồ lại khơi mào chiến tranh giữa thế lực địa phương và phe phản đối, từ đó khiến y đạt tới ý đồ mưu lợi bất chính, lại ví dụ như y vẫn âm thầm lợi dụng hai chiến tích công trình, tận hết sức lực thúc đẩy thế tấn công Tôn Tập Dân. Nhưng tổng thể mà nói, Tần Khản đến tột cùng là có dụng tâm gì, lại muốn đạt tới hiệu quả gì, thì ngay cả Hạ Tưởng trong lòng cũng không chắc chắn. Ngay cả ấn tượng lúc ban đầu của hắn đối với Tần Khản vẫn mơ hồ và xem ra chẳng phân biệt được,
hiện tại Tần Khản trong mắt hắn, tuy rằng rõ ràng hơn, nhưng vẫn là xa xa gần gần, không phải vừa xem là hiểu ngay và thấm nhuần được. Tần Khản hiện tại và Chu Hồng Cơ lúc trước có điểm gì tương tự, cũng là giống nhau không biết lui về phía sau, muốn quyết thắng bại, lại giống nhau bốn bề thọ địch. Điểm bất đồng chính là, Chu Hồng Cơ lúc ấy là bị ép, thậm chí sau lại bốn bề thọ địch cũng là bị người hãm hại, mà Tần Khản là tự làm tự chịu, là chủ động khơi mào chiến hỏa. Một người không có khả năng dưới áp lực ủy ban kỷ luật trung ương và ban tổ chức trung ương đè xuống, vẫn như cũ làm theo ý mình, đừng nói chỉ là áp lực khiến cho người thở không được, ngẫm lại hậu quả, cũng sẽ khiến người bình thường chùn bước. Tần Khản một người cô độc đi lại, còn có thể kiên trì bao lâu? Cũng phải thừa nhận, Tần Khản là người cố chấp nhất mà Hạ Tưởng gặp được từ trước tới nay, người cố chấp nhưng cũng là người có chủ kiến nhất, ít nhất y luôn có tinh thần chiến đấu với khó khăn. So với Diệp Thiên Nam nghị lực càng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Hạ Tưởng thật muốn tận mắt nhìn xem, Tần Khản cuối cùng sẽ như thế nào. Hạ Tưởng trong quan trường lịch lãm nhiều năm, lần đầu tiên hắn chẳng những nhìn không thấu cách đối nhân xử thế và suy nghĩ Tần Khản, cũng là lần đầu tiên nhìn không rõ kết cục cuối cùng chính là như thế nào. Có ý tứ, rất có ý tứ. Phụ trách xử lý tai nạn tại hai mỏ quặng là Phó Chủ tịch tỉnh Tần Khản và Chu Vũ Uyên, Tần Khản không nói làm gì. Dù sao cũng là phó chủ tịch thường trực tỉnh, vẫn vui vẻ hơn cả chính là Chu Vũ Uyên, y vừa mới đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh, đã tham dự xử lý vài sự kiện trọng đại, biểu hiện thái độ coi trọng của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đối với y. Cũng bởi vậy đã nói rõ, Chu Vũ Uyên là người được lợi lớn nhất trong một loạt sự cố xảy ra ở tỉnh Tề. Đương nhiên, mỗi người đều biết rằng Chu Vũ Uyên là người của phó bí thư Hạ, không ít người đều suy nghĩ, không ý thức được. Phó Bí Thư Hạ lại thong thả mà kiên định mở ra cửa chính của thế lực địa phương tỉnh Tề, Chu Vũ Uyên chính là quân tiên phong mà Lý Đồng, Hạ Lực đều là trợ lực lớn nhất của Phó Bí Thư Hạ. Ở sau lưng không ai biết, kỳ thật ở thành ủy thành phố Lỗ, Hạ Tưởng lôi kéo thế lực địa phương tỉnh Tề cũng không ít, lại càng không cần nhắc đến hiện tại, Hà Giang Hải đang liên tục cùng hắn giao tiếp một số thế lực địa phương được giấu giếm vô cùng sâu. Nói không chút khoa trương. Hạ Tưởng mới chính là người được lợi lớn nhất bên trong đại loạn tỉnh Tề. Tần Khản ở Nam Minh xử lý tai nạn mỏ, vừa tới đã được 3 ngày, mỗi ngày đều có mặt ở mỏ, thể hiện gã là một phó chủ tịch tỉnh có trách nhiệm. Phải nói, những gì Tần Khản đã làm khiến thành ủy Nam Minh vô cùng tán thưởng, cũng khiến tỉnh ủy tỏ vẻ tán thành đối với tinh thần công tác thật sự nghiêm túc của Tần Khản. Vừa ra là vừa ra, ít nhất Tần Khản với thái độ xử lý sự cố đã làm cho người ta không thể soi mói. Mà Chu Vũ Uyên xử lý tai nạn sự cố mỏ ở Phong Tranh tiến triển cũng vô cùng thuận lợi, các mặt đều được chú ý tới, công tác làm được vô cùng cẩn thận, cũng được lãnh đạo nhất trí tán thưởng. So sánh với tai nạn mỏ ở hai nơi đó, Lý Đình Sơn công tác ở Phẩm Đô tiến triển rất chậm, tình hình bệnh dịch tạm thời không có được khống chế hữu hiệu, chẳng những Lý Đình Sơn vô cùng lo lắng, Lý Vinh Thăng cũng vô cùng lo âu, xin Bộ Y tế phái chuyên gia đến Phẩm Đô để chỉ đạo công tác. Xin Quốc vụ viện cử tổ y tế đến chữa bệnh, VV, áp dụng một loạt các phương pháp. Lựa chọn của Lý Đình Sơn là tiền tuyến nhất khó khăn nhất, ông ta tự mình đi vào giữa người bệnh, mạo hiểm nguy cơ bị lây bệnh, thăm hỏi bệnh tình, đối mặt tâm sự với người bệnh, thân là ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, thái độ thân dân này đã được các cấp lãnh đạo ở thành ủy Phẩm Đô bao gồm Lý Vinh Thăng vô cùng khen ngợi, cũng khiến Lý Đình Sơn ở trong thâm tâm người bệnh tạo hình tượng tốt đẹp. Có thể nói, đúng là Lý Đình Sơn không ngại cực khổ, tuy rằng không hoàn toàn khống chế được tình hình bệnh dịch ở Phẩm Đô, nhưng có tác dụng ổn định lòng dân rất lớn. Có 3 người này giúp đỡ, Hạ Tưởng tạm thời lại có thời gian rỗi rãi. Buổi tối khi tan tầm, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ lần lượt đến mời, muốn mời hắn ăn cơm, lấy lý do cảm tạ, đến ngay cả nha nội cũng truyền lời nói phải cảm tạ hắn. Hạ Tưởng khéo léo từ chối từng người một, không phải hắn không muốn cùng Tôn Tập Dân, Chu Hồng Cơ ngồi với nhau. Nhà nội thì khỏi nói, mang danh là bệnh nhân, ai muốn cùng y ngồi chung chứ, mà là hắn còn có chút việc nhỏ quấn thân. Việc nhỏ có thể quấn thân, nói rõ một chút, việc là nhỏ thật, Hạ Tưởng cũng cần phải tự mình ra mặt. Bởi vì có 2 người bạn cũ tới thành phố Lỗ, tuy là bạn cũ, nhưng cũng là đường xa mà đến, cũng không thể nói là đặc biệt trở về thăm hắn, nhưng người ta đã mở miệng mời, Hạ Tưởng đành phải lộ diện. Nhưng có thể khiến Hạ Tưởng cự tuyệt lời mời của Chủ tịch tỉnh và chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, không là người buôn bán gì lớn, cũng không phải quý nhân trong giới chính trị, mà chỉ là một đôi chị em hoa nhài vàng, bạc. Đúng vậy,
Hoa Nhài Vàng, Bạc luôn học tại Thụy Sĩ giờ đã về nước. Vốn hai cô gái này chỉ định ở Bắc Kinh gặp Nga Ni Trần xong sẽ trở về Thụy Sĩ, Hoa Nhài Vàng lại đề nghị muốn tới thành phố Lỗ gặp Hạ Tưởng. Hoa Nhài Bạc không thích thú cho lắm. Gặp hắn làm gì, hắn làm sao còn nhớ rõ chị em mình nữa. Hoa Nhài Vàng cảm thấy nói như vậy cũng có lý, nhưng từ trước đến nay đều là, si tình nữ tử phụ tâm hán, gái trung thủy trai phụ bạc gặp hắn một lần, mới chịu bỏ cuộc. Chị đã sớm hết hy vọng. Hoa Nhài Bạc ngoài miệng nói được cứng rắn, mạnh mẽ, tuy nhiên tâm tư cũng là lơ lửng. Hơn nữa, chúng ta từ xa tới, nếu hắn từ chối có việc không tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Không đâu, Phó Bí Thư Hạ không phải người như vậy. Con người anh ta, có tính kiên nhẫn, có tính nhẫn nại, hơn nữa có phẩm hạnh. Hoa Nhài Vàng nói được chắc chắc, kỳ thật trong lòng cũng thiếu tự tin. Tuy nhiên nói lại, Phó Bí Thư Hạ cũng không nợ chị em mình cái gì, lần trước ở khách sạn, hắn lại Hừ, đó là hắn giả vờ thôi, có lẽ bây giờ đã sớm hối hận vì lúc ấy không có động tay động chân. Hoa Nhài Bạc tiếp tục đúng công kích Hạ Tưởng. Được rồi, em gái, em đừng nói hắn nữa, hắn cho dù làm cái gì, vẫn là không nợ chúng ta. Là chúng ta đều nợ hắn rất nhiều, được chưa? Hoa Nhài Bạc rốt cục nổi giận. Vì sao hắn chỉ khiến chúng ta nợ hắn, hắn không cần trở về, chẳng sợ cần nhiều hơn một ít, khiến hắn nợ chúng ta, như vậy tốt hơn. Hắn nợ chúng ta, mới có thể đặt chúng ta ở trong lòng. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, hai cô gái này vẫn bay tới thành phố Lỗ. Đáp máy bay xuống cũng không dám thông báo Hạ Tưởng tới đón, mà sau khi lén lút ở lại, mới báo cho Hạ Tưởng biết. Thời điểm gọi điện thoại, còn e sợ Hạ Tưởng không tiếp, lại gửi một tin nhắn trước. Sau khi được Hạ Tưởng sảng khoái đáp ứng, Hoa Nhài Vàng Bạc mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức thả lỏng cơn giận. Hai cô gái này cũng rất thông minh, không có ở lại khách sạn, mà là ở lại bên trong trang viên vô cùng yên tĩnh ở vùng ngoại ô. Mặc dù cách nội thành hơi xa, nhưng thắng cảnh an nhàn mà yên ả, và lại khiến hành tung Hạ Tưởng không dễ dàng bị người khác phát hiện. Là chủ ý của Hoa Nhài Bạc. Hạ Tưởng một đường lái xe, rẽ trái rẽ phải ước chừng đi hơn một giờ đồng hồ mới đến chỗ ở của Hoa Nhài Vàng, Bạc, ngẩng đầu nhìn lên trang viên thấy tên gọi là Lệ Viện, không khỏi bật cười, thật đúng là trùng hợp, dường như là nó được sinh ra là để nghênh đón Hoa Nhài Vàng, Bạc. Quả thật có một thời gian không gặp Hoa Nhài Vàng Bạc, hẳn là lần trước sau cuộc họp hội nghị tổ chức thành viên kinh tế tại thành phố Yến, thì không có bất kỳ hình thức liên lạc nào với họ, điện thoại cũng không gọi. Lần này hai cô gái đột nhiên đến thành phố Lỗ, ít nhiều đã khiến Hạ Tưởng bất ngờ. Dựa theo thời gian, Hoa Nhài Vàng Bạc tốt nghiệp còn có một năm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau tốt nghiệp, các cô sẽ về nước tiếp nhận việc kinh doanh của Nga Ni Trần, mà Nga Ni Trần cũng chuẩn bị về hưu. Đem toàn bộ gia nghiệp dần dần chuyển đến trong tay hai cô gái này. Về phần Hoa Nhài Vàng Bạc có tài năng kinh doanh hay không, bây giờ nói e còn quá sớm. Nhưng hai cô gái lại tươi đẹp như ánh bình minh, lại bởi vì hai chị em sinh đôi, khẳng định cũng không thích hợp thường xuyên xuất đầu lộ diện. Hồng nhan là nguồn gốc của tai họa, kỳ thật kẻ gây tai họa không phải hồng nhan, mà là trái tim tham lam và ý muốn chiếm giữ của đàn ông. Hạ Tưởng chỉ biết, chuyện của Hoa Nhài Vàng Bạc từ nay về sau, cũng sẽ là một trong số các vấn đề nan giải của hắn. Hắn không thể ngồi yên không để ý đến, càng không thể để chuyện thiếu giai tái diễn trên người các cô. Dựa vào trình độ đối nhân xử thế và thủ đoạn của các cô, tuyệt đối ứng phó không nổi những kẻ phóng đãng muôn hình muôn vẻ hoặc là bọn đàn ông mộng tưởng tài sắc tiền tài. Hôm nay, phải vì cuộc sống của các cô về sau mà sắp xếp lót đường một chút. Hoa Nhài Vàng Bạc dung nhan vẫn như xưa. Tư sắc vẫn như cũ, cách ăn mặc trang điểm của hai người vẫn là một vàng một bạc, bởi vì mùa thu đã tới, đều mặc váy dài, tóc xóa, duyên dáng yêu kiều, vừa đứng trước mặt, tuyệt đối là đẹp không sao tả xiết, giống như hoa sen nở rộ. Nếu nhìn kỹ, Hoa Nhài Bạc hơi gầy một chút ít. Hạ Tưởng hiện tại kỳ thật cũng có thể nhận ra hai người, cho dù các cô mặc quần áo giống nhau như đúc, hắn cũng có thể từ chi tiết nhỏ bé, liếc mắt một cái nhìn ra ai là chị là ai em. Cho dù không nhìn kỹ, chỉ bằng mùi thơm khác nhau trên cơ thể hai người cũng có thể ngửi mùi mà biết phụ nữ. Đàn ông tới cảnh giới nhất định, nói không chút khoa trương, tuyệt đối có thể lấy mùi hương phân rõ tính cách nữ nhân. Hạ Tưởng dừng xe, Hoa Nhài Vàng nhẹ nhàng khéo léo mở cửa xe, vẻ mặt cười yếu ớt. Phó Bí Thư Hạ,
Hoa Nhài Bạc vốn cho rằng cô có thể kiêu ngạo vài phần ở trước mặt Hạ Tưởng, nhưng vừa thấy Hạ Tưởng liền có chút tâm hoảng ý loạn, thậm chí chân tay còn luống cuống, lời nói ban đầu nghĩ để nói giờ đây một từ cũng quên sạch, chỉ nói một câu. Phó Bí Thư Hạ, chào anh. Hạ Tưởng bắt tay từng người một, sau đó cùng hai cô đến căn phòng đã đặt sẵn, đương nhiên không phải phòng ngủ, mà là đi tới phòng ăn cơm. Sau khi ngồi xuống, Hoa Nhài Bạc tự mình chủ động nói. Phó Bí Thư Hạ, tôi đã gọi đồ ăn, anh muốn xem lại một chút hay không? Hạ Tưởng cười, vừa lúc trả lời, lại một chút ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nghe được bên ngoài hành lang truyền đến thanh âm nói chuyện. Bởi vì đều là cửa gỗ theo phong cách xưa, hiệu quả cách âm không tốt lắm, chủ yếu là thanh âm bên ngoài truyền đến nghe rất quen thuộc. Hai nơi tai nạn mỏ một chỗ bệnh dịch, động tĩnh là không nhỏ, trên thực tế tuy nhiên chỉ là đòn gió. Hạ Tưởng ngừng hô hấp lại một chút, không ngờ là Tần Khản. Hoa Nhài Vàng Bạc nhận ra Hạ Tưởng khác thường, Hoa Nhài Vàng định mở lời, nhưng vẫn Hoa Nhài Bạc vẫn lanh lợi hơn, đã kịp đưa tay bịt kín miệng Hoa Nhài Vàng. Tay trắng ngần, môi đỏ mọng mê người, lại có vẻ mặt giống nhau như đúc, quả nhiên là một bức tranh sống động đẹp đẽ. Nhưng Hạ Tưởng lại không có lòng dạ nào để ý đến vẻ đẹp như ngọc trước mặt, mà chỉ để ý đến âm thanh bên ngoài. Không phải Tần Khản còn ở Nam Minh sao, từ khi nào đã quay về thành phố Lỗ? Tai nạn hầm mỏ ở Nam Minh vẫn chưa xử lý xong hậu quả, đương nhiên, hiện tại Tần Khản muốn về cũng không hề gì, nhưng điều quan trọng là phải thông báo, không được tự do đi lại. Tuy Hạ Tưởng không phải chủ tịch tỉnh, nhưng nếu Tần Khản sau khi xử lý xong các công việc ở Nam Minh và muốn quay về tỉnh ủy, thì hắn cũng biết được tin tức liên quan, bởi vì sự việc ở Nam Minh khá lớn, không những ủy ban nhân dân tỉnh toàn lực giải quyết, tỉnh ủy cũng phải để ý. Đặc biệt giai đoạn hiện tại chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân đang nằm ở thế yếu, quyền lực của một nhân vật đứng thứ ba trong tỉnh như Hạ Tưởng được thể hiện ra, sẽ có nhiều người chủ động báo cáo nhiều loại công việc lớn nhỏ. Chứng minh một điểm rằng, Tần Khản im lặng quay về thành phố Lỗ, không thật sự chỉ quay về để giải quyết việc chung. Hạ Tưởng tự nhận làm việc dù không quang minh chính đại, nhưng không có thói quen để ý người khác đàm tiếu. Chẳng qua hắn không cố ý nghe, âm thanh vẫn xuyên thấu qua từng khe cửa, không có một chút khách khí nào bay tới tai hắn. Nếu nói Tần Khản đột nhiên xuất hiện ở vườn lê ngoại ô thành phố Lỗ khiến hắn giật mình, vậy sau khi hắn nghe đến âm thanh của người đang nói chuyện với Tần Khản thì quả thật bị chấn động lớn. Bởi vì điều khiến hắn không thể ngờ đến là, người cùng đi với Tần Khản, lại là Phó Chủ tịch tỉnh Tần, chuyện đến nước này, chắc chắn không quay lại được nữa, tôi vẫn tin tưởng sẽ có một kết cục quang minh, chỉ lo Phó Bí Thư Hạ. Đối với Hạ Tường mà nói, âm thanh đó không thể nói là thân thuộc, nhưng tuyệt đối không xa lạ, rõ ràng là Bí Thư Đảng ủy kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố Lỗ Lục Gia Thành. Lục Gia Thành sao lại đi cùng Tần Khản? Cũng không trách Hạ Tường kinh ngạc, Tần Khản không những im lặng quay về, mà còn có quan hệ mật thiết với Lục Gia Thành đến như vậy. Chẳng trách vụ việc người thân các nạn nhân trong vụ xe khách năng lượng mới, cho đến việc nha nội gặp chuyện, còn chuyện Hoa Nhất Đại và Chu Hồng Cơ. Thậm chí vụ, v.v. bên trong một loạt các sự kiện đó, một phó chủ tịch thường trực như Tần Khản lại một tay điều khiển, sắp xếp mọi việc không thể chê vào đâu được, hóa ra đứng đằng sau là sự ủng hộ đắc lực của Lục Gia Thành, chẳng trách. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Lục Gia Thành trong con mắt của tỉnh ủy cũng không phải nhân vật quan trọng, nhưng y đã nhiều năm trong hệ thống công an và pháp luật ở thành phố Lỗ. Thế lực phức tạp khó gỡ, nhất là thao túng các mạng lưới quan hệ trong thành phố Lỗ, không ai có thể sánh được với y. Vốn dĩ, trong vấn đề của Triệu Mẫu Đơn và Chu Trấn Ba, Lục Gia Thành vẫn duy trì sự thống nhất cao độ với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng thông qua Ngô Thiên Tiếu và Vương Trạch Nhân, bày tỏ thiện ý với Lục Gia Thành. Nhưng sau đó cùng với việc vụ án của Triệu Mẫu Đơn chấm dứt, và việc Chu Trấn Ba đột nhiên tự tử, hắn và Lục Gia Thành càng lúc càng xa nhau. Thực ra cũng không nói là càng lúc càng xa, bởi vì giữa Hạ Tưởng và Lục Gia Thành, vốn dĩ là đồng minh tạm thời có hạn chế, thậm chí hắn và Lục Gia Thành chưa có lần nào ngồi đối mặt nói chuyện với nhau, phần lớn dựa vào người trung gian chuyển lời. Cũng có thể nói giữa hắn và Lục Gia Thành, không qua lại cũng chẳng có tình bạn, càng không có thỏa thuận giao kèo. Nói một cách khác Lục Gia Thành thích đến gần với ai thì đến, là tự do của lão, Hạ Tưởng hoàn toàn không có quyền can thiệp. Điều khiến Hạ Tưởng ngạc nhiên là, dựa vào biểu hiện trước đây của Lục Gia Thành,
sau khi hiểu một cách đầy đủ về những phức tạp trong việc làm cục trưởng cục công an thành phố Lỗ, sau vụ việc khai sai tuổi tác mà đã kiềm chế được không ít, tại sao lại lần nữa đi vào con đường mạo hiểm, bắt tay với Tần Khản mà chơi với lửa rồi? Tần Khản có ma lực gì mà Lục Gia Thành tình nguyện đi theo vậy? Tần Khản so với Hạ Tưởng và lại hiểu nhiều hơn, bởi vì gã biết rõ con người Lục Gia Thành, khéo đưa đẩy lại giả dối, rất khó tin người khác, lại có thể tùy ý để Tần Khản điều khiển, nguyên nhân trong đó rất sâu xa. Tuy nhiên điều không nghĩ tới chính là, Vô Hình Dung nghe được cuộc nói chuyện, trong đó lại còn nhắc đến hắn. Hạ Tưởng lại càng không thể không lắng nghe cho cẩn thận. Quả thật, Phó Bí Thư Hạ là phiền toái tiềm ẩn lớn nhất, nhưng cậu yên tâm, tôi tìm được điểm yếu của hắn rồi. Chỉ cần kế hoạch của tôi thực hiện được, hắn không xen thì được, còn nếu cứ xen vào, thì hắn còn thảm hơn Chu Hồng Cơ. Âm thanh theo từng bước chân đi xa dần, cuối cùng không nghe rõ nữa, Hạ Tưởng mới thu được tâm tư về, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Thực ra hắn cũng đã sớm nghĩ đến Tần Khản sẽ không ngồi yên nhìn hắn hành động, không chừng cũng chuẩn bị một bữa tiệc lớn chờ để đãi hắn. Nhưng thì nghĩ, rốt cuộc không là sự thật. Bây giờ tận tai nghe thấy Tần Khản quả thật vì hắn mà chuẩn bị bữa tiệc lớn, vẫn có một chút không vui. Tần Khản nói lớn tiếng quá, có phần quá coi bản thân là một nhân vật rồi. Hạ Tưởng bình thường không tự ái, cũng rất ít keo kiệt, hôm nay lại càng không biết sao, quả nhiên lại tức giận vì lời nói của Tần Khản. Lẽ nào là vì có hai cô gái đang ngồi cạnh, ánh mắt của Hạ Tưởng chuyển hướng nhìn sang Hoa Nhài Vàng Bạc, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Bởi vì biểu hiện của Hoa Nhài Vàng Bạc giống nhau như đúc. Đều là mở to mắt, há hai cái miệng nhỏ, kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, chắc hẳn chưa bao giờ nhìn thấy cái dáng của hắn tập trung nghe trộm người khác nói chuyện như vậy. Hạ Tưởng cười hỏi. Sao thế, đáng cười vậy sao? Rất buồn cười, chưa từng thấy cái biểu hiện khoa trương như vừa rồi của Phó Bí Thư Hạ, khá thú vị, đáng yêu quá đi. Hoa Nhài Vàng tí nữa thì vỗ tay, nhưng đột nhiên thấy có gì đó không đúng. Vừa lúc thấy Hoa Nhài Bạc trừng mắt nhìn cô, vội bịt miệng, ngượng ngùng nói. Xin lỗi Phó Bí Thư Hạ, tôi nói sai rồi. Cái vẻ Hoa Nhài Vàng nhận sai không thể nói là không thành tâm, nhưng cô ta thật sự trời sinh thật là đẹp, không ai có thể nghiêm khắc được với cô. Hạ Tưởng cũng không ngoại lệ, đành phải cười nói. Trước mặt các cô tôi cũng chẳng là Phó Bí Thư tỉnh ủy gì cả, các cô cứ xem tôi như một người bạn mà các cô có thể tin tưởng cũng được. Hơn nữa, tôi vốn dĩ là bạn tốt của các cô mà. Hoa Nhài Bạc nháy mặt tinh nghịch dò hỏi. Có thật chỉ là bạn tốt thôi không? Vẻ tuyệt đẹp của Hoa Nhài Vàng Bạc không chỉ ở hai cô có dáng vẻ giống nhau như đúc, hai chị em có một vẻ đẹp quyến rũ tinh tế hiếm có như hoa, mà còn bởi vì đôi mắt to tròn lạ thường long lanh quyến rũ lòng người. Không giống như đôi mắt to tròn vô hồn của các ngôi sao màn ảnh, đôi mắt của Hoa Nhài Vàng Bạc giống như làn nước mùa thu trong vắt. Khiến cho con người ta nhìn một lần mà đắm chìm trong đó vậy. Vốn dĩ Hoa Nhài Bạc muốn mượn cơ hội này hỏi Hạ Tưởng vài vấn đề, không ngờ Hoa Nhài Vàng không biết thời thế mà cướp lời mất, dập tắt ý định của cô. Bởi vì cô nghĩ đến vừa nãy người bên ngoài có nói đến Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, lúc nãy bên ngoài có người nhắc đến Phó Bí Thư Hạ, có phải là anh không? Hoa Nhài Bạc hơi tức giận trừng mắt lườm Hoa Nhài Vàng một cái, trách Hoa Nhài Vàng không hiểu tình thế. Hiện tại là thời cơ tốt vậy mà hỏi những vấn đề chẳng liên quan. Nhưng Hoa Nhài Vàng lại hỏi đúng vấn đề rồi, hiện tại tâm trí của Hạ Tưởng đều để ở vấn ở chỗ Tần Khản và Lục Gia Thành, bởi vì trực giác nói với hắn, hôm nay Tần Khản và Lục Gia Thành gặp nhau không đơn giản chỉ có hai người họ. Nếu có cách biết được hôm nay Tần Khản bí mật gặp mặt với ai thì có thể giảm bớt được thế tấn công tiếp theo của gã, thậm chí có thể ngăn chặn được trước. Đương nhiên Hạ Tưởng chỉ nghĩ vậy thôi. Với thân phận của hắn thì không thể đường đường chính chính đi theo dõi Tần Khản. Chị em Hoa Nhài Vàng Bạc là một cặp chị em xinh tươi như hoa, tuy không phải là những bông hoa hồn nhiên, nhưng cũng nên tránh xa trốn quan trường đáng ghê tởm này. Hạ Tưởng liền nói. Ai biết được nói đến ai, tỉnh ủy có biết bao phó bí thư, thành ủy cũng vậy, chắc chắn không phải chỉ có mình tôi họ Hạ. Hoa Nhài Vàng Bạc không có hứng thú với chính trị, Hạ Tưởng chỉ nói tới là họ đã không hỏi rồi. Vậy nói đến vấn đề khác vậy. Đồ ăn được bưng lên, ăn uống, nói chuyện, tán phét, không khí không tồi. Trong bữa cơm, Hạ Tưởng nhắc tới tiền đồ sau này của Hoa Nhài Vàng Bạc, sau khi tiếp nhận sự nghiệp kinh doanh của Nga Ni Trần, mở rộng kinh doanh thế nào, làm thế nào để đứng sau điều hành, làm thế nào để tìm được người phát ngôn tin tưởng, v.v. Mọi chuyện Hạ Tưởng đều hỏi rất cẩn thận,
có vẻ còn chu đáo hơn cả Nga Ni Trần. Hoa nhài vàng bạc dần dần đỏ dần, ánh mắt nhìn Hạ Tưởng, có chút mơ màng rồi. Đương nhiên không phải bởi vì Hạ Tưởng có khí phách chỉ đạo khiến hoa nhài vàng bạc bị khuất phục, hoa nhài vàng bạc không còn là thiếu nữ nữa. Cũng không phải bởi vì Hạ Tưởng khôi ngô tuấn tú mê người, khiến hai người đẹp chết mê chết mệt, các cô cũng không phải mắc bệnh mê trai. Mà là bởi vì hoa nhài vàng bạc đã uống nhiều quá. Hạ Tưởng không biết ai đã gọi rượu vang, vừa nói chuyện bên nhấp một ngụm rượu, không để ý uống hơi quá. Rượu vang ngấm từ từ, bình thường Hạ Tưởng uống khá ít, đến lúc hắn để ý đến ánh mắt hoa nhài vàng bạc nhìn hắn hơi khác biệt, thì hắn cũng đã hơi say rồi. Ăn xong thì cũng hơn 8 giờ, Hạ Tưởng thấy hoa nhài vàng bạc có vẻ liêu siêu, mặc dù hắn cũng hơi chóng mặt, nhưng vẫn không yên tâm liền đưa hai cô về phòng. Vườn Lê là một trang viên có kiến trúc hình tròn gần hồ nước, sắc đêm trong như nước, đêm thu về như trong mộng, Hạ Tưởng cùng hai người đẹp đi dạo hai bên đường nhỏ, bốn bề yên ắng, chỉ có tiếng côn trùng cùng tiếng ếch kêu, ánh đèn đường vàng, thấy dáng kiểu diễm của hai cô, váy dài thướt tha, gió nhẹ nhẹ. Nhất thời, không ngờ lại say rồi. Căn phòng của hoa nhài vàng bạc là khá rộng, gian ngoài là một cái giường ba người có thể ngủ vừa, gian trong là một cái giường nhỏ hai người có thể ngủ vừa. Tức là, một căn nhà có thể đủ 5 người ngủ, huống chi chỉ có 3 người. Hoa nhài bạc mơ màng, cũng không biết lấy gan dạ ở đâu ra, đôi mắt mê hoặc tiến lại gần tóm lấy cổ áo của Hạ Tưởng. Đêm nay, anh có dám ở lại đây không? Hạ Tưởng trả lời trung thực. Không dám. Hoa nhài bạc chút nữa thì kiệt sức. Thật không ra gì. Hạ Tưởng cũng không giải thích, bèn khuyên hai cô đi nghỉ sớm, sau đó liền đứng dậy. Giống như sợ nếu ở lại lâu thêm một lúc nữa sẽ có nhiều chuyện xảy ra vậy. Thấy bộ dạng nhếch nhác của Hạ Tưởng ra về, hoa nhài bạc nở nụ cười chiến thắng, trong nụ cười đó còn chứa dòng lệ. Trong lòng cô đã không vui mà cũng chẳng buồn nữa, chỉ nghĩ, oan gia, ai thèm quấn lấy anh chứ. Không ngờ chuông cửa lại reo, Hạ Tưởng mới ra khỏi cửa được nửa phút lại quay vào rồi, mặt hăm hở cười. Đêm nay, tôi sẽ không về nữa. Hoa nhài bạc còn chưa lầm bầm phản ứng, hoa nhài vàng liền đỏ cả mặt. À, anh thật sự muốn ở lại sao? Đúng, ở một đêm, dù sao thì giường cũng đủ to, không chật. Chấm, nụ cười trên mặt Hạ Tưởng có hơi hưng phấn, hơi thần bí, lại hơi có chút bức thiết không thể kiềm nén. Hoa nhài vàng càng xấu hổ vô cùng. Em vẫn chưa nghĩ xong. Nói xong liền cong người chạy vào trong phòng, đóng chặt cửa lại. Không lâu sau, lại vang ra tiếng nước ào ào, hóa ra là đi tắm. Hoa nhài vàng bình thường có vẻ e thẹn lại không mấy thẳng thắn, không ngờ đến lúc làm thật, cô lại rất dứt khoát, đi tắm ngay để tiếp đãi anh hùng. Ngược lại hoa nhài bạc luống cuống a lên một tiếng. Anh thật muốn ở lại. Trong lúc luống cuống, hỏi câu giống hệt hoa nhài vàng. Chỉ có điều không giống hoa nhài vàng vô cùng thẹn thùng, trong sự thẹn thùng của cô. Còn có chút kiên quyết dứt khoát có thể đoạn tuyệt, dường như hiến thân cho Hạ Tưởng giống như một sứ mệnh thần thánh vậy. Vậy em đi tắm đã. Hoa nhài bạc cũng chạy vào phòng tắm, trong lòng vẫn đang nghĩ Hạ Tưởng bình thường là người rất đàng hoàng, sao uống chút rượu vô lại trở nên điên cuồng như vậy. Không chỉ thật sự muốn có được hai chị em cô, rõ ràng còn muốn cùng ngủ chung. Đàn ông, có là người đàn ông ở trên cao đi nữa cũng vẫn chung một tính cách, đều không qua khỏi cửa mỹ nhân. Nhất là mỹ nhân song sinh. Hoa nhài bạc trong lòng vừa vui vừa đau, cũng không biết là nghĩ ngợi lung tung cái gì, đột nhiên cúi đầu đi vào phòng tắm, vừa đến cửa, lại không chú ý đụng ngay ngực một người. Người đó đương nhiên không ai khác, chính là Hạ Tưởng. Đừng nhìn Hạ Tưởng vóc người không phải cao lắm, người cũng không mập, nhưng phần ngực của hắn lại rất rộng lớn. Hoa nhài bạc đụng phải người hắn, cảm nhận được mùi hương đàn ông toát ra toàn thân Hạ Tưởng. Lại cộng thêm cô đã thầm ngưỡng mộ Hạ Tưởng từ lâu, lại đã uống ít rượu, làm sao còn đứng vững được, hừ nhẹ một tiếng rồi ngã ngay vào lòng Hạ Tưởng. Theo suy nghĩ thông thường, Hạ Tưởng lúc này phải mạnh mẽ oai hùng, cong lưng ôm lấy hoa nhài bạc đã mềm nhũn cả người vào phòng tắm, sau đó làm một cuộc tắm huyên ương mà ai cũng đều mong muốn. Khi tắm chung, bất luận là người có dã tâm hay giỏi chiến trận, là người phong lưu, thì chỉ xem một mình Hạ Tưởng xử trí thôi. Chỉ có điều Hạ Tưởng dường như say rồi, lại có vẻ chưa say, nhẹ nhàng đẩy hoa nhài bạc ra, nói. Đừng vội, anh tắm trước. Sức của Hạ Tưởng không hề lớn, hoa nhài bạc lại cho rằng Hạ Tưởng sẽ ôm cô vào lòng,
không nghĩ rằng đó chỉ là đẩy nhẹ một cái, cô liền lùi về sau 8 bước, nằm ngửa mặt trên giường, chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng. Cũng không biết là lòng đầy mong đợi, hay là vui mừng, dù sao cũng cảm thấy đê mê không thể cựa quậy. Hạ Tưởng lại không quan tâm nổi nhìn Hoa Nhài Bạc một cái, vội vã đẩy cửa đi vào phòng tắm. Không biết bao lâu sau, Hoa Nhài Vàng từ trong phòng bước ra, người mặc áo tắm, tóc ướt, phong thái sau khi tắm trông thật đẹp, đừng nói Hạ Tưởng thấy rồi sẽ đánh trống ngực, ngay đến Hoa Nhài Bạc sớm chiều ở cùng trông thấy, cũng bị vẻ đẹp của Hoa Nhài Vàng làm kinh ngạc. Cũng phải, giống như nhìn thấy một con người khác của mình, trong sự thương yêu, ít nhiều là kiểu nhìn rồi và cảm thấy đáng yêu. Hoa Nhài Vàng không thấy Hạ Tưởng, không khỏi ngạc nhiên, Hoa Nhài Bạc không nói gì, chỉ về phía phòng tắm, Hoa Nhài Vàng liền nhỏ giọng hỏi. Chị đã tắm hơn 1 tiếng rồi, anh ấy tắm bao lâu rồi? Người mà tắm, làm sao có chuyện tắm hơn nửa tiếng chứ? Hoa Nhài Bạc cười nói. Chị làm sao biết đàn ông tắm nhanh? Chị lại chưa từng tắm cùng đàn ông. Hoa Nhài Vàng xấu hổ. Em sao mà chỉ giỏi sửa chị thế? Em quên mất lúc ở Bắc Kinh, chúng ta đã ở cùng với anh ấy 1 đêm, lúc anh ấy đi tắm, chị đã canh thời gian, là 19 phút. Hạ Tưởng mà nghe thấy còn không xấu hổ sao? Chỉ tiếc, hắn bây giờ mắt điếc tai ngơ, bởi vì hắn ở trong phòng tắm cơ bản là không có tắm. Bên ngoài, Hoa Nhài Vàng đã cảm thấy không đúng, rốt cuộc là cô cẩn thận hơn Hoa Nhài Bạc một chút, ngạc nhiên hỏi. Sao không nghe tiếng? Hoa Nhài Bạc lúc này mới giật mình tỉnh ra. Nghĩ kỹ, đúng vậy, sau khi Hạ Tưởng đi vào, không có chút âm thanh truyền ra, lẽ nào anh căn bản không mở nước tắm? Vậy anh ấy vào phòng tắm làm gì? Hai người nhìn nhau, cùng lúc kinh ngạc, lẽ nào Hạ Tưởng xảy ra chuyện gì, say ngã bên trong rồi? Việc này không thể coi thường được. Hai cô gái cùng bước vào nhà tắm, rồi cùng sợ ngây người. Phó bí thư Hạ Tưởng ngồi trên nắp bồn cầu, tay cầm điện thoại. Không biết là đọc tiểu thuyết điện tử hay là chơi trò chơi, tóm lại là cứ không ngừng chỉ trỏ trỏ trên máy, chơi rất say mê. Đừng nói tắm, đến cả giày cũng không tháo ra, càng không hưng phấn và chờ đợi sắp được ngủ chung, trái lại giống như một đứa trẻ ham chơi lén chơi vậy, chăm chú nhìn vào điện thoại không rời mắt. Thế này, Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc nhìn nhau, gần như giận không nói nên lời. Phụ nữ, nhất là người đẹp, vừa khao khát sự yêu thích và xem trọng của đàn ông. Vừa phải e dè mấy phần. Trước mặt đàn ông tỏ thái độ đắn đo, nhưng lúc các cô đã đầu hàng và thần phục thật sự, lại phát hiện đàn ông lại hoàn toàn không coi trọng mình, khác biệt tâm lý to lớn đủ khiến các cô phát điên. Tâm lý phụ nữ yếu đuối và mẫn cảm hơn đàn ông nhiều. Cho nên, khi hai chị em đang tràn đầy khát vọng và cố lấy dũng khí chuẩn bị hiến thân, chuẩn bị mọi thứ, lại phát hiện người đàn ông mà các cô thích đang ngồi ngây ngô trong phòng tắm chơi điện thoại liền khiến các cô nổi giận. Lúc này Hạ Tưởng trong mắt bọn họ đã là một kẻ lừa đảo và tên ngốc rõ đầu rõ đuôi. Này, đồ ngốc! Ê, tên lừa đảo! Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc gần như đồng thanh, muốn tiến hành sự hoán trả tàn ác vô nhân đạo với Hạ Tưởng, không ngờ lời mới nói ra khỏi miệng, Hạ Tưởng liền lập tức giơ ngón tay ra, làm động tác suỵt, chớ có lên tiếng. Suỵt, nhỏ giọng một chút, bên cạnh có chuyện. Ý gì? Lúc này Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc đã hoàn toàn mất đi sức phán đoán, không thể nào hiểu được hành động kỳ cục của Hạ Tưởng rốt cuộc là dựa trên suy nghĩ quái đản gì. Tuy nhiên bọn họ đúng là nghe lời, Hạ Tưởng bảo họ im lặng, họ lập tức không nói nữa, sau đó. Ngỏng tai nghe, quả nhiên, nghe cẩn thận, có thể nghe thấy tiếng nói ong ong từ tường bên cạnh truyền lại, nhưng mơ hồ nghe thấy tên của mấy người hoặc là địa điểm gì đó, tuy không thành câu, không hiểu là ý gì, nhưng nếu là người có ý. Vẫn có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác từ tên người và địa danh. Hạ Tưởng, chính là nghe được mấy tên người và địa danh quan trọng từ trong đó. Từ lúc Hạ Tưởng bước ra khỏi phòng Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc, thực ra trong lòng hắn không hề có chút suy nghĩ không an phận. Hắn là đàn ông bình thường, trước hai chị em như hoa như ngọc trước mắt, ai cũng đều muốn giơ tay hái. Nhưng rất tiếc là, thời cơ không đúng, bởi vì chuyện của Tần Khản là cái họa lớn của cả tỉnh Tề. Đã tình cờ gặp Tần Khản ở đây, nếu Hạ Tưởng không suy nghĩ thâm sâu về sự phức tạp trong đó, thì hắn đã không phải là Hạ Tưởng. Lại thêm cuộc đối thoại giữa Tần Khản và Lục Gia Thành cũng nhắc nhở Hạ Tưởng, hiện tại không phải là lúc làm bậy, huống hồ Tần Khản cũng đang ở trong trang viên, hắn và Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc ngủ chung, quả thực là thời khắc nguy hiểm. Hạ Tưởng không phải là không thể phạm sai lầm,
là tuyệt đối không thể vào lúc này phạm sai lầm trước mặt Tần Khản. Ai dám bảo đảm ở lỵ viên này không có tai mắt của Tần Khản. Cho nên Hạ Tưởng vội vàng đi ra, chính là không muốn vì phút kích động mà phạm phải lỗi lầm. Đối với ngôi sao ca nhạc mà nói, sau khi kích động có thể hát một bài để an ủi mình. Đối với người trong quan trường mà nói, một lần kích động sẽ chôn vùi cả tiền đồ. Chỉ có điều Hạ Tưởng vừa ra khỏi cửa, vừa đúng lúc đi sau hai người, một người là Tần Khản, người còn lại không phải là Lục Gia Thành, mà là Chu Duệ. Dưới sự ngạc nhiên, cộng thêm Hạ Tưởng hơi có cảm giác lâng lâng, suýt nữa đã kêu ra tiếng. Cũng khiến hắn ý thức được một điểm, sau này, tuyệt đối không được uống nhiều rượu, uống rượu hỏng việc. Cho nên mới nói, rượu ngon và người đẹp, một cái là thuốc độc xuyên ruột, một cái là dao thép gọt xương. Kỳ thực mà nói Hạ Tưởng không mấy quen Chu Duệ, nếu không vì y là thư ký của Chu Hồng Cơ, thì đến Chu Duệ là ai hắn cũng không thể biết. Cũng chính vì giữa hắn và Chu Hồng Cơ từng có sự hợp tác chặt chẽ, mới khiến hắn có ấn tượng sâu sắc về Chu Duệ, nếu không đổi là thư ký của lãnh đạo tỉnh ủy khác, chỉ riêng dáng lưng đi đứng, Hạ Tưởng sao nhận ra được ai là ai. Thư ký của Chu Hồng Cơ và Tần Khản đi cùng nhau, tuyệt đối càng làm Hạ Tưởng kinh ngạc hơn so với việc Lục Gia Thành và Tần Khản đi cùng, bởi vì Lục Gia Thành suy cho cùng là người ngoài, bất luận Lục Gia Thành nghiêng về ai, Hạ Tưởng đều có thể chấp nhận, nhưng Chu Duệ lại là thư ký của Chu Hồng Cơ. Thân là cán bộ lãnh đạo, điều lo lắng nhất chính là sự phản bội của thư ký, bởi vì thư ký là cấp dưới gần gũi nhất bên cạnh lãnh đạo, hầu như mỗi lãnh đạo đều không đề phòng thư ký, khiến thư ký nắm giữ phần lớn bí mật riêng tư của lãnh đạo. Sự riêng tư đối với người trong quan trường mà nói, chính là bom hẹn giờ. Bên cạnh Chu Hồng Cơ có một quả bom hẹn giờ nắm giữ vô số bí mật và nhất cử nhất động của y, không bị động ở mọi nơi mới lạ. Liên tưởng đến một khoảng thời gian trước Chu Hồng Cơ hầu như bị người ta sắp đặt xung quanh, phải nói rằng trong đó chắc chắn có công lao của Chu Duệ. Chu Hồng Cơ sao lại sơ suất thế này? Thân là lãnh đạo cấp cao, bị ai bán đứng chứ không thể bị thư ký và lái xe bán đứng. Một lãnh đạo không thể khiến thư ký hết lòng một mực đi theo, không phải là lãnh đạo giỏi. May mà Tần Khản và Chu Hồng Cơ đang thảo luận gì ở phía trước, không quay đầu lại nhìn, nếu không, phó bí thư Hạ Tưởng đã bị bại lộ rồi. Mắt nhìn thấy Tần Khản và Chu Duệ rẽ phải ở cuối hành lang, sau đó truyền lại tiếng mở cửa, rõ ràng đối phương đã vào phòng. Hạ Tưởng xuất thân từ chuyên ngành kiến trúc, chỉ nhìn cấu tạo hành lang là có thể biết, căn phòng lúc nãy Tần Khản bước vào, nằm ngay cạnh phòng hoa nhài vàng hoa nhài bạc, lại căn cứ phán đoán cơ bản từ vật liệu gỗ xây dựng hiệu quả cách âm không tốt, Hạ Tưởng lúc này đưa ra một quyết định kinh người, quay lại phòng hoa nhài vàng hoa nhài bạc. Nghe lén, phó bí thư Hạ trước giờ không cho rằng mình là tiểu nhân, nhưng cũng không phải ngụy quân tử, tuy nhiên Tần Khản lại có thể xúi dục thư ký của Chu Hồng Cơ, cũng có thể đào hố cho hắn, hắn sao không thể vô tình nghe lén đối phương nói những gì, để dễ nắm thế chủ động. Bởi vậy Hạ Tưởng không chút do dự quay về phòng, đề xuất muốn ở qua đêm. Kết quả không ngờ rằng, khiến hai chị em suy nghĩ viển vông, làm Hạ Tưởng không ngờ tới. Tuy nhiên, điều khiến Hạ Tưởng càng không ngờ tới không phải là tinh thần sẵn sàng hiến thân của hai chị em, mà là trong khi hắn ngồi trong phòng vệ sinh, nghe được cuộc nói chuyện bí mật giữa Tần Khản, Lục Gia Thành và Chu Duệ. Tuy không hoàn toàn nghe rõ ràng, nhưng từ mấy tên người và địa danh lại có được một kết luận khiến hắn kinh ngạc. Tần Khản không những không định rút tay, ngược lại còn chuẩn bị chơi ván cờ lớn hơn nữa. Đêm đã sâu. Hoa nhài vàng hoa nhài bạc đã lặng yên đi vào giấc mộng, nếu cứ muốn dùng từ mình ngọc hình dung cũng được, dù sao khi bất kỳ một người đàn ông bình thường nào thấy được một đôi người đẹp như hoa như ngọc nằm trên chiếc giường to, ý nghĩ đầu tiên chắc chắn không phải là ngâm một bài thơ ca tụng vẻ đẹp đêm trăng, nhị thập tứ kiều, mà sẽ theo bản năng nghĩ đến một thành ngữ. Cái phúc của người Tề câu thành ngữ cổ chỉ người xưa có vợ và thiếp chung sống hòa hợp. Hạ Tưởng không phải là người Tề, là người Yến, nhưng không hề ngăn cản việc hắn hưởng thụ hạnh phúc như của người Tề. Chỉ tiếc, một chiếc giường lớn đủ để chứa nhiều người chỉ có hai chị em ngủ, từ tư thế ngủ và dáng vẻ ngủ ngon lành của hai chị em để phán đoán trước đó có trải qua vận động mãnh liệt trên giường gì không, rõ ràng rất khó đưa ra kết luận phù hợp với hiện thực. Cho dù phân tích từ vẻ mặt vẫn còn hưng phấn không hề có ý muốn ngủ của Hạ Tưởng, lúc nãy hắn rốt cuộc có làm việc gì đó trên giường không muốn người khác biết hay không, cũng không tiện nói. Dù sao có rất nhiều điều duy trì sự hưng phấn của một người đàn ông, nhất là đối với Hạ Tưởng mà nói. Đêm thu, trời thu hơi mát mẻ,
hoa nhài vàng hoa nhài bạc đã ngủ say, khó tránh khỏi trở mình lăn lộn, để lộ cặp đùi trắng nõn. Hạ Tưởng ngồi dậy giúp họ đắp chăn, đến trước cửa sổ, nhìn màn đêm khuya khoắt phía bên ngoài cửa sổ. Là lúc nên đưa ra quyết định rồi. Tần Khản đùa với lửa quá trớn rồi, đã nguy hiểm nghiêm trọng đến an nguy tỉnh Tề, thậm chí còn mang đến xung kích đối với việc đại sự thay đổi nhiệm kỳ của tỉnh Tề, mà mục đích thật sự của Tần Khản là gì, Hạ Tưởng vẫn chưa nhìn rõ ràng, suy cho cùng hắn không đích thân ngồi gần bên cạnh Tần Khản, nghe mưu đồ bí mật của Tần Khản. Rốt cuộc Tần Khản là thế lực bên nào đã không quan trọng nữa, quan trọng là, bất luận y thuộc phe cánh nào, y đã hoàn toàn quá giới hạn, Hạ Tưởng tuyệt đối không thể khoan nhượng cho hành vi phá rối trắng trợn của Tần Khản. Nếu nói ngay từ đầu y chỉ xuất phát từ suy nghĩ giữ gìn đại cục tỉnh Tề, bây giờ lại thêm một mục đích quan trọng, vì để Quan Viễn Khúc thuận lợi lên chức, tỉnh Tề cũng không thể đại loạn. Mà trong mục đích của Tần Khản, có phải cũng có ý đồ vì để Quan Viễn Khúc lên chức mà tạo ra phiền phức, bây giờ vẫn chưa thể biết. Hạ Tưởng cũng sẽ không đưa ra kết luận, nhưng có một điểm có thể chắc chắn, không thể ngồi đợi thêm nữa, phải chủ động xuất kích. Trời dần sáng, Hạ Tưởng lặng lẽ rời Lỵ Viên. Lúc lái xe rời đi, bình minh ở đây im ắng, hoa nhài vàng hoa nhài bạc chưa tỉnh, mà mấy người Tần Khản có lẽ vẫn còn ở đây. Thành phố Lỗ cách Nam Minh hơn 200 cây số, Tần Khản đã im lặng về thành phố Lỗ, thì tất phải thầm lặng trở về Nam Minh, chắc chắn không muốn bị người khác phát hiện ra hành tung của y, trên đường đi Hạ Tưởng liền điện thoại cho Ngô Thiên Tiếu. Thiên Tiếu, sắp xếp một chút, buổi chiều tôi gặp mặt chủ nhiệm Chu họp hội ý, ngoài ra cậu hôm nay để ý Chu Duệ nhiều một chút. Ngô Thiên Tiếu tuy không hiểu Phó Bí Thư Hạ vì sao muốn gặp mặt Chu Hồng Cơ đồng thời lại đề phòng Chu Duệ, nhưng anh ta chắc chắn sẽ không nói nhiều, lập tức làm theo. Tuy nhiên anh ít nhiều cũng cẩn thận, Phó Bí Thư Hạ chỉ dặn dò lưu ý Chu Duệ, anh liền điều tra cẩn thận chiều hướng gần đây của Chu Duệ. Bởi vì anh ta rất rõ, Bí Thư Hạ làm việc tuyệt đối sẽ không có nguyên do. Sau khi Hạ Tưởng dặn dò Ngô Thiên Tiếu, lại âm thầm gọi một cuộc điện thoại. Đến tỉnh ủy. Hạ Tưởng đã khôi phục vẻ ung dung và trấn tĩnh, về cơ bản mấy thủ đoạn phản kích đã sắp xếp thỏa đáng, hắn muốn chủ động ra tay hóa giải nguy cơ của tỉnh Tề. Trước lúc gặp Chu Hồng Cơ, Hạ Tưởng gặp mặt Ôn Tử Tuyền trước. Ôn Tử Tuyền có mấy chuyện không lớn không nhỏ muốn báo cáo, sau khi báo cáo xong, cô dường như nhận ra sự khác thường, nói. Phó Bí Thư Hạ chú ý nghỉ ngơi, công việc cách mạng vĩnh viễn làm không hết, sức khỏe mới là tiền vốn của cách mạng. Thực ra đặt vào lúc bình thường chẳng qua chỉ là một câu nói thuận miệng, nghe vào lúc Hạ Tưởng suy nghĩ mẫn cảm như hiện tại, giống như có ý nghĩ sâu sắc, hắn cười ha ha. Gần đây nhiều việc quá, phải xong việc mới thoải mái được. Cảm ơn trưởng ban thư ký quan tâm, có một nữ trưởng ban thư ký cũng là cái phúc của lãnh đạo. Kết quả lời của Hạ Tưởng lại làm Ôn Tử Tuyền nghĩ nhiều. Hơn 10 giờ sáng, Khâu Nhân Lễ có việc điện thoại đến thành ủy Nam Minh tìm Tần Khản không được. Bên thành ủy Nam Minh cũng rất kinh ngạc, không biết phó chủ tịch tỉnh Tần đi đâu. Tầm 11 giờ truyền đến tin, Tần Khản trên đường cao tốc từ thành phố Lỗ về Nam Minh, bị một chiếc xe khác va quẹt phải, kết quả lái xe xử lý không kịp đâm vào hàng rào bảo vệ. Tần Khản bị thương nhẹ, vấn đề không lớn, lái xe bị ngất tại chỗ, đưa vào bệnh viện địa phương. Lại do điều kiện chữa trị của bệnh viện địa phương hơi kém, hiện tại đang gấp rút đưa về thành phố Lỗ. Tần Khản cũng cùng theo về thành phố Lỗ. Tòa nhà tỉnh ủy lập tức ồn ào bàn tán, phó chủ tịch tỉnh Tần không phải ở Nam Minh xử lý sự cố mỏ, sao mới sáng sớm đã gặp tai nạn trên đường cao tốc. Hơn nữa còn là hướng từ thành phố Lỗ đi về phía Nam Minh. Rất rõ ràng, chủ tịch tỉnh Tần là đang từ thành phố Lỗ về lại Nam Minh, vốn muốn im lặng che giấu hành tung, chỉ tiếc, một tai nạn không lớn đã làm lộ hành trình. Người tính không bằng trời tính. Khâu Nhân Lễ còn chưa phát biểu suy nghĩ về sự việc, Tôn Tập Dân lại rất tức giận, đợi Tần Khản về lại tỉnh ủy sẽ liền phê bình Tần Khản mấy câu, chỉ trích y vô tổ chức vô kỷ luật, không quan tâm đến phó thác của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân, tự mình quyết định, tùy tiện làm bậy mới dẫn đến xảy ra sự cố. Yêu cầu Tần Khản đưa ra giải thích chính thức với ủy ban nhân dân tỉnh. Tần Khản không biện bạch gì, im lặng tiếp nhận sự phê bình của Tôn Tập Dân. Chỉ có điều thần sắc nhiều ảm đạm và nghi vấn, ánh mắt cũng lạnh lẽo hơn. Lúc tan tầm, Hạ Tưởng hẹn Chu Hồng Cơ ăn cơm cùng nhau, cố ý đề xuất để Ngô Thiên Tiếu và Chu Duệ đi cùng, Chu Hồng Cơ không hiểu ý lắm, cũng không phản đối gì. Đang lúc đi ra, vừa hay không hẹn mà gặp Tần Khản ngay tại cổng.
Tần Khản bị thương ở mũi, trên mũi còn dán băng gạc nên nhìn y hơi buồn cười. Vừa đúng lúc y mặt đối mặt với Hạ Tưởng, mà cổng thì chỉ mở có một bên cánh cổng, chỉ vừa một người đi. Theo quy định thông thường, Tần Khản chắc chắn phải nhường cho Hạ Tưởng qua trước, suy cho cùng Hạ Tưởng xếp danh đứng trước, nhưng Tần Khản giống như không phát hiện ra Hạ Tưởng, đứng một chỗ trước cổng, còn đứng im không đi làm cổng bị chặn kín. Hạ Tưởng dừng bước, mặt cười nhạt nhìn Tần Khản, chủ động nói. Thật khéo, Phó Chủ tịch tỉnh Tần. Tần Khản giống như mới phát hiện ra Hạ Tưởng, bình tĩnh nói. Đúng vậy, thật là khéo, Phó Bí Thư Hạ muốn ra ngoài ăn cơm à? Hạ Tưởng khẽ gật đầu, thân thiết hỏi han. Chủ tịch tỉnh Tần bị thương nặng không? Phải chú ý sức khỏe nghỉ ngơi hơn nữa. Cảm ơn Phó Bí Thư Hạ quan tâm, vết thương nhỏ, không sao, thân thể tôi cứng cáp lắm. Phải nói là cường tráng lắm, cứng cáp thường là dùng cho người già. Hạ Tưởng nói câu đầy thâm ý, sau đó dừng mắt ở cổng. Phó Chủ tịch tỉnh Tần, anh chặn mất đường rồi, nếu không tránh ra, thức ăn của tôi và chủ nhiệm Chu đều nguội hết mất. Tần Khản dường như mới chú ý đến, vội cười gượng tránh qua một bên. Ngại quá, người già rồi nên phản ứng hơi chậm. Sau khi chào hỏi mấy câu xen ngang không để lại dấu vết, Hạ Tưởng lên xe của Chu Hồng Cơ mới hỏi. Đi ăn ở đâu? Hạ Tưởng tỏ vẻ không có việc gì nhìn Chu Duệ đang ngồi bên ghế phụ lái, cười nói. Thư ký Chu, nghe nói có một trang viên mới mở, bên trong khá đặc sắc, gọi là gì nhỉ? Lị viên, đúng không? Ánh mắt Chu Duệ rõ ràng thoáng lên chút bối rối, y cố gắng cười. Hình như là có một chỗ như vậy, tôi cũng chưa nghe qua mấy. Phó Bí Thư Hạ quả là tin tức nhanh nhạy. Hạ Tưởng không quan trọng khoát khoát tay. Tôi cũng là nghe Thiên Tiếu nói thôi. Sau đó lại nói. Thôi, không đi lý viên nữa, xa quá, lãng phí thời gian lại hẻo lánh, thôi tìm đại chỗ nào giải quyết bao tử đói được rồi. Lúc ăn cơm, Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ ngồi chỗ chính, cấp dưới có Ngô Thiên Tiếu và Chu Duệ ngồi cùng, cũng là lần đầu Hạ Tưởng ngồi cùng Chu Duệ. Trong bữa ăn, biểu hiện của Chu Duệ có thể coi như bình thường, có nói có cười, phù hợp với thân phận một người thư ký, cũng không để lộ ra thêm bối rối với thất thố gì. Sau khi tiếp xúc qua, Hạ Tưởng đã có một nhận biết đại khái bước đầu về Chu Duệ. Đối với vấn đề Chu Duệ, hắn lại không thể trực tiếp nhắc nhở Chu Hồng Cơ, chỉ có thể âm thầm ra tay, tùy cơ ứng biến, từng bước hóa giải. Hai lần tiếp xúc hôm nay coi như là một lần cảnh cáo kín đáo, ngụ ý chính là lần sau không được như thế nữa. Bất luận là Tần Khản cũng vậy, Chu Duệ cũng vậy, nếu biết điều thì dừng lại tại đây còn có thể toàn thân rút lui, nếu cứ cố chấp không tỉnh ngộ, xin lỗi, bắt buộc xử lý nghiêm khắc. Còn Tần Khản có dừng lại ở đây hay không, Chu Duệ có tỉnh ngộ hay không thì không dễ nói, Hạ Tưởng cũng không trông chờ Chu Duệ có thể tỉnh ngộ quay đầu, càng không trông chờ Tần Khản có thể dừng lại kịp thời, trả lại sự sáng sủa cho tỉnh tề. Có đôi lúc một người quá mức cố chấp một việc thì sẽ phán đoán sai lầm. Hơn nữa sẽ mắc thêm lỗi lầm, lãnh tụ vĩ đại cũng khó tránh khỏi phạm phải sai lầm thấp kém, huống chi là người thường. Ngày hôm sau, tai nạn mỏ ở thành phố Phong Tranh qua xử lý chu đáo của Chu Vũ Huyên được giải quyết êm đẹp. Sau khi định ra thỏa thuận bồi thường và ý kiến xử lý đối với người phụ trách liên quan, Chu Vũ Huyên trở về thành phố Lỗ. Cùng ngày, tai nạn mỏ Nam Minh mà Tần Khản phụ trách cũng tuyên bố giải quyết thuận lợi, đệ trình phương án giải quyết lên tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Mà tình hình bệnh dịch ở thành phố Phẩm Đô do Lý Đinh Sơn phụ trách vẫn chưa được khống chế hiệu quả, tuy không lan tràn thêm nữa, nhưng số người lây bệnh vẫn đang tăng đều đều, số người chết cũng nhiều hơn lúc trước mấy người. Áp lực lên người Lý Đinh Sơn và Lý Vinh Thăng càng tăng. Hai ngày sau, từ Phẩm Đô truyền đến tin, tình hình bệnh dịch có nguy cơ lan rộng thêm, toàn thành phố Phẩm Đô như đối mặt với đại địch, không khí lo lắng ngập tràn, mà trong cùng ngày, xảy ra việc ngoài dự đoán của mọi người là Tần Khản chủ động xin đến Thẩm Đô phụ trách xử lý sự việc lây lan bệnh dịch. Hành động này của Tần Khản khiến Tôn Tập Dân ngạc nhiên vô cùng, bởi vì y đang chuẩn bị đề nghị với tỉnh ủy, để Tần Khản đi Thẩm Đô thay cho Lý Đinh Sơn, nếu sự việc lan ra càng lớn, liên tưởng đến thân phận xuất thân từ đoàn hệ của Bí Thư Thành ủy Thẩm Đô là Lý Vinh Thăng, Lý Đinh Sơn chịu tiếng xấu chắc rồi. Xuất phát từ suy nghĩ bảo vệ Lý Đinh Sơn, lại căn cứ vào xuất phát điểm không để Tần Khản dễ sống. Đẩy tiếng xấu sang Tần Khản là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tinh thần chủ động chịu tiếng xấu của Tần Khản, thật sự khiến Tôn Tập Dân suy nghĩ mãi không ra. Nhưng nếu Tần Khản đã tự nguyện chịu,
Đương nhiên Tôn Tập Dân vui vẻ làm ơn mà không tốn công sức, liền đồng ý không hề khách sáo. Lý Ninh Sơn quay về tỉnh ủy, Tần Khản không sợ hy sinh lại đi Thẩm Đô, người không biết còn thêm phần ca ngợi tinh thần cách mạng không hề sợ hãi của y, người biết lại đều đang nghĩ, hai nơi tai nạn mỏ một nơi bệnh dịch, tai nạn mỏ đã bình ổn rồi, lẽ nào Tần Khản vừa ra mặt, tình hình bệnh dịch liền tuyên bố được khống chế, từ đó khiến cho danh tiếng của y được tăng cao. Mưu đồ của Tần Khản, không ai có thể đoán được, nhưng sự chú ý của Trung ương đối với tỉnh Tề lại là sự thật mà tất cả mọi người đều biết. Ngay vào hôm Tần Khản đến Phẩm Đô, tỉnh ủy tỉnh Tề nhận được tin tức liên quan đến đại sự thay đổi nhiệm kỳ mới của bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề. Chính là nói, muộn nhất trong vòng một tuần, bộ máy mới của tỉnh ủy tỉnh Tề sẽ được xác lập, nói cách khác, cho dù Tần Khản có suy nghĩ và mưu đồ gì cũng rất khó thực hiện. Một khi nhiệm kỳ mới lấy lại được uy thế, vị trí bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh trừ khi xuất hiện biến cố trọng đại, nếu không khả năng đổi người sẽ là cực kỳ nhỏ. Lúc này, tin đồn liên quan đến việc đổi nhiệm kỳ mới của tỉnh Tề đã truyền khắp tỉnh ủy, mọi người đều suy đoán, rốt cuộc bí thư đảng ủy công an kiêm giám đốc Sở Phùng Nhân Long sau khi lên nhận chức sẽ đứng về bên nào. Càng làm cho không ít người mong đợi đó là, sau khi bộ máy tỉnh ủy mới được thành lập, theo thường lệ, phía ủy ban nhân dân tỉnh sẽ một lần nữa phân chia phó phân công công tác của phó chủ tịch tỉnh, căn cứ vào những hành động gần đây của Tần Khản và Chu Vũ Huyên. Không thể tránh khỏi suy đoán, e rằng những đôi giày quan trọng mà Tần Khản quản lý cũng bị phân công một lần nữa. Nhưng nếu như Tần Khản có thể giải quyết khủng hoảng của Phẩm Đô, thì không những Tôn Tập Dân không thể làm gì Tần Khản mà e rằng ngay cả Trung ương cũng không thể không khen ngợi y, bởi vì Bí thư Thành ủy Phẩm Đô Lý Vinh Thăng là người của Tổng Bí thư, Tần Khản ra mặt giải vây cho Lý Vinh Thăng nhất định sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt Tổng Bí thư. Chỉ nói theo phương diện này thì tính toán của Tần Khản tự nhiên sẽ khôn khéo. Nhưng vấn đề là tình hình bệnh dịch không phải là điều con người có thể khống chế. Sự tình, Tần Khản dựa vào cái gì mà nghĩ y vừa đến Phẩm Đô liền có thể mã đáo thành công? Cũng vào lúc Tần Khản nhìn với ánh mắt để ý, sự phát sinh của một việc ngoài ý muốn, tạm thời chuyển dịch ánh mắt của mọi người. Lấy việc đó nói rộng ra, rất nhiều người không biết rõ là do ai gợi ra và muốn đạt mục đích gì, nhưng xem xét bản thân vấn đề mà nói, đại đa số mọi người đều có thái độ xem náo nhiệt. Ngồi xem chuyện cười. Sự kiện bất ngờ, phát sinh ở tỉnh ủy, nói một cách chính xác là phát sinh ở Cục Công an thành phố, xảy ra trên người nhân vật số 1 Cục Công an thành phố Lục Gia Thành. Bản thân sự việc cũng không lớn, hoặc là nói, nếu không phải có người cố ý truyền bá, mọi người sẽ không chú ý đến sự thực che giấu tuổi tác của Lục Gia Thành. Trốn quan trường có một câu nói y tuổi là một bảo vật y không sai, kém 2-3 tuổi có lúc sẽ khác nhau cả một cấp. Chính là sự khác biệt một trời một vực, vì vậy, người trốn quan trường, trừ khi có người đặc biệt yêu thích, tuổi tác đều sẽ nói nhỏ bớt đi. Lục Gia Thành che giấu 3 tuổi hay 5 tuổi không phải là nội dung quan trọng của tin tức truyền bá, tiêu điểm của cả sự kiện là một việc khác dẫn phát từ việc Lục Gia Thành che giấu tuổi tác. Vốn dĩ là một sự kiện độ ma sát nhỏ không hề dẫn đến sự chú ý chuyện kể rằng lúc một đôi nam nữ trẻ tuổi lái xe trong sân trường đại học tỉnh Tề, nói là có hành động thân mật khi lái xe, đã phát sinh xung đột với một vị giáo sư. Nguyên nhân cụ thể phát sinh xung đột và quá trình xảy ra không thể kiểm tra, cũng không quan trọng. Quan trọng là, người thanh niên xoay tròn cánh tay rồi đánh ngã vị giáo sư xuống đất, diễn một vở kịch sống động có thể dùng võ chế văn. Học giả gặp chiến sĩ, lý thuyết không rõ ràng. Đó là cổ đại, ở hiện đại, giáo sư gặp con nhà giàu mới nổi, càng chỉ có thể nén giận chịu đựng. Nam thanh niên là con nhà giàu mới nổi, bố là thương nhân nổi danh, mẹ là nghệ nhân nổi tiếng, muốn tiền có tiền, muốn quan hệ có quan hệ, muốn cái gì có cái đó, đương nhiên là ngoại trừ không có giáo dục. Người con gái chỉ là một người vô danh tiểu tốt, không phải con nhà giàu mới nổi nhưng không thiếu sự xinh đẹp như hoa, yểu điệu nhiều vẻ. Chỉ đáng tiếc không phải người con gái đẹp nào cũng có một tâm hồn cao đẹp. Thực ra nếu chỉ người con trai đánh ngã ông giáo sư xuống đất thì cũng không có gì, không ngờ trong tình cảnh mọi người xúm lại xem và khuyên người con trai dừng tay, người con gái bước xuống xe, nghe nói lúc đó người con gái còn có một cái cúc áo chưa đóng, trên cổ còn có dấu hồng hồng, dùng đôi giày cao gót nhọn mà mảnh, cao đến mấy phân dẫm mạnh lên tay của vị giáo sư đang ngã dưới đất. Sau khi hét thảm một tiếng, ông giáo sư máu chảy đầm đìa. Rốt cục liền làm cho rất nhiều người giận dữ, các học sinh tuy rằng bình thường cũng chẳng tôn trọng giáo sư của mình bao nhiêu, còn nói xấu sau lưng họ, nhưng mắt thấy thầy giáo bị bọn cẩu nam nữ đánh,
cũng xuất phát từ trong lòng, sự phẫn nộ bùng lên, mỗi người đều xoa tay, cùng lên một lúc, đánh cho đôi cẩu nam nữ một trận. Thời khắc nguy cấp, người con gái lúng túng, sợ, hai tay ôm đầu, tuy rằng cô xinh đẹp như hoa nhưng các học sinh tuyệt đối không có một chút suy nghĩ an phận đối với cô ta, bởi vì một người con gái chỉ xinh đẹp là không đủ, sau đó lấy sức ngẩng lên trời hô to một tiếng. Các người ai dám đánh ta? Bố ta là cục trưởng cục công an. Các học sinh lập tức như bị thi triển định thân pháp vừa sợ vừa mệt, những nắm đấm giơ lên cao bất động, bị dọa sợ đến mức thành một pho tượng. Không phải bọn họ bị tên tuổi của cục trưởng cục công an dọa chết đứng, mà bị chấn kinh bởi thanh âm cao vút của mỹ nữ trước mặt, không ai ngờ rằng dưới vẻ đẹp bên ngoài, bên trong thân hình nhu nhược ấm áp lại chứa đựng năng lượng kinh người như vậy, quả thật là ca sĩ có thể được mời tham dự buổi biểu diễn dành riêng cho các ca sĩ chuyên nghiệp ở nhà hát lớn quốc gia. Ngoài việc phần lớn mọi người quá kinh động trước thanh âm quá mức to của người con gái, cũng có bộ phận nhỏ có bộ óc chính trị đã ngay lập tức phân tích. Nếu như cục trưởng cục công an thành phố Lỗ Lục Gia Thành nếu như là bố của cô gái trước mắt, xét về tuổi tác cũng thích hợp, nhưng vấn đề là cục trưởng Lục chỉ có một con trai, làm gì có đứa con gái nào chứ, nhưng cũng phải thừa nhận, trong số sinh viên, cũng có nhân tài, càng có nhân vật có chính trị, liền có người hô to một tiếng. Đừng có gạt người, cục trưởng nào là bố cô? Cha ta là Lục Gia Thành. Người con gái tiếp tục che mặt hô lớn. Mọi người đều nói ngực to thì ngốc nghếch. Thực lòng mà nói ngực của người con gái trước mắt cũng không nhỏ, nhưng so với chỉ số thông minh thấp kém của cô ta thì hiển nhiên không đủ độ to, hơn nữa cảnh cô ta từ đầu đến cuối luôn che lấy ngực, vừa mờ ám lại vừa say mê, rất mang hình tượng của một đứa bé nhi đồng. Lại căn cứ vào chỉ số thông minh của cô ta khi trước mặt mọi người hô to tên Lục Gia Thành để phán đoán, về cơ bản, chỉ số thông minh của cô ta đã hình thành từ trung học cơ sở, sau đó thì không có một chút tiến triển nào. Đều nói con cái lớn lên trong gia đình mồ côi cha hoặc mẹ thì thông minh, như vậy xem ra cũng không hẳn vậy, ít nhất Lục Mỹ Mỹ cũng là một ví dụ. Sự việc cuối cùng giải quyết thế nào thì đã không có ai quan tâm đến, bởi vì sự ảnh hưởng của sự việc đã vượt qua khỏi bản thân nó. Cái gì mà con nhà giàu mới nổi giơ nắm đấm đánh giáo sư, cái gì mà con trai minh tinh chân đá phần tử trí thức. Vi vi, đều bị một tiếng hò hét của Lục Mỹ Mỹ chuyển đi. Tất cả những tài tử cũng không còn quan tâm tên họ của vị giáo sư bị đánh là gì, cũng không để ý người con trai là người ra sao, đều đang đoán, Lục Mỹ Mỹ trước mặt hét to bố cô ta là Lục Gia Thành, mà Lục Gia Thành rõ ràng chỉ có một đứa con trai, Lục Mỹ Mỹ là con riêng của Lục Gia Thành. Cũng là cuộc sống của sinh viên giàu có bây giờ, mỗi người đều có điện thoại chụp ảnh, kết quả là hiện trường bị chụp ảnh và quay video, liền bị người nào đó tung lên mạng. Dẫn đến việc vô số người chú ý chặt chẽ đến cuộc sống cá nhân của đồng chí ủy viên chính trị thành ủy thành phố Lỗ, bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng cục công an Lục Gia Thành. Còn có người có cả ảnh của đồng chí Lục Gia Thành và gia đình, cuối cùng ngay cả ảnh của vợ và con trai y cũng tìm thấy, có người post cả sơ yếu lý lịch của đồng chí Lục Gia Thành lên mạng, và phân tích từng câu từng chữ một, cuối cùng phát hiện, trước lúc Lục Gia Thành và vợ cả kết hôn, có một thời gian trống. Có lẽ là thời kỳ tốt nhất Lục Gia Thành che giấu lệch ra khỏi quỹ đạo, chẳng lẽ lúc đó Lục Gia Thành sinh ra Lục Mỹ Mỹ? Cũng không đúng, lúc đó Lục Gia Thành không một xu dính túi, không quyền không thế, làm sao có thể bổ bịch. Theo độ tuổi 26 của Lục Mỹ Mỹ mà suy tính, Lục Gia Thành lúc đó mới là cấp phòng, còn bây giờ, một cán bộ cấp phòng có tình nhân cũng là chuyện bình thường, thế nhưng nếu quay lại 26 năm trước, thì lại là chuyện không bình thường. Lục Gia Thành cũng không phải con nhà quan, cho dù y có gan dạ cũng không dám vào thời điểm con đường làm quan vừa mới khởi sắc mà làm bậy. Trên nguyên tắc tinh thần kính nghiệp đánh vỡ nồi hỏi đến cùng, không ít người vận dụng đủ loại kiến thức suy tính xem Lục Gia Thành vào ngày nào, tháng nào đảm nhiệm chức gì thì quen mẹ của Lục Mỹ Mỹ, tại sao mẹ của Lục Mỹ Mỹ lại cam tâm tình nguyện đóng vai phụ, vào thời đại miệng lưỡi con người rất đáng sợ, một người phụ nữ độc thân dắt một đứa trẻ. Làm sao vượt qua năm tháng gian nan đầy gió bấc và hoa tuyết, mới được hưởng hạnh phúc hiện tại. Kết quả, điều tra đi điều tra lại đã điều tra ra vấn đề, tuổi tác của Lục Gia Thành dường như không đúng, có một khoảng thời gian vô cùng ly kỳ, lại tính kỹ một chút, trong đó thời gian 3 đến 5 năm không cánh mà bay. Thời gian sẽ không bay đi, đối với mỗi người mà nói thời gian là công bằng nhất, vậy tại sao đồng chí Lục Gia Thành lại ít được chào đón so với người khác 3, 5 năm? Lại nghĩ sâu thêm một chút, không ít người chợt bừng tỉnh ngộ, đồng chí Lục Gia Thành che giấu tuổi tác. Nếu như đem khoảng thời gian 3, 5 năm trả lại cho đồng chí Lục Gia Thành,
lúc đồng chí Lục Gia Thành đổi nhiệm kỳ mới ở thành ủy, cũng là lúc nên về nhà an hưởng tuổi già. Nhưng vì thiếu 3-5 năm nên còn có thể đảm nhiệm một kỳ. Chấm, vòng vèo một vòng lớn, từ sự việc nam nữ thanh niên tình tứ trong xe và ẩu đả với giáo sư dẫn phát đến, lại thêm việc con riêng của đồng chí Lục Gia Thành tiếp tục kéo dài, cuối cùng thành công mà đưa ra vấn đề chính trị đồng chí Lục Gia Thành giấu giếm tuổi tác. Nếu như sự kiện con riêng chỉ là vấn đề tác phong cuộc sống, đối với Lục Gia Thành cũng không tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng gì, nhưng che giấu tuổi tác lại là việc đại sự, bay tới mức độ cao của chính trị, Lục Gia Thành phải giải thích vấn đề cho thành ủy và tỉnh ủy. Một ngày sau, đối với việc con riêng, Lục Gia Thành công khai tỏ rõ thái độ đó chỉ là phỉ báng, y cũng không hề quen biết Lục Mỹ Mỹ nào cả, càng không quen mẹ của Lục Mỹ Mỹ là nam là nữ, điều này khẳng định là nói bậy. Lục Mỹ Mỹ ăn nói lung tung, chẳng qua là muốn dọa người, y phải tiếp tục giữ quyền lợi truy cứu tội phỉ báng của cô ta. Lục Gia Thành vừa nói dứt lời, liền có một ông cụ ở tỉnh Tề tên là Lục Du chạy đến tòa báo, tự xưng là bố ruột của Lục Mỹ Mỹ, còn nói Lục Mỹ Mỹ từ nhỏ đã thích hư vinh, không những thích hàng hiệu, còn thích nhận bừa cha nuôi, có lẽ cha nuôi nhận có vẻ nhiều rồi, quen miệng, vì vậy mới nói hưu nói vượn là con gái của Lục Gia Thành, thật đúng là vở kịch lộn xộn như quỷ xà thần đều thi nhau lên báo. Nhưng lúc việc bố ruột bố nuôi vẫn chưa tra ra manh mối, Phẩm Đô lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Điều ngoài ý muốn của Phẩm Đô còn chưa giải quyết, thậm chí vào lúc ngay cả một giải pháp cũng chưa được công bố ra ngoài, ban tổ chức trung ương lại không thể đợi mà phái người đến, không chỉ đưa người mới đến nhận chức bí thư đảng ủy công an, cũng mang đến quyết định cuối cùng của trung ương. Ngoài thành phố Lỗ, Phẩm Đô là một thành phố cấp phó tỉnh của tỉnh Tề, cũng là bởi vì vị trí chiến lược trọng yếu, luôn là thành phố cảng quan trọng trong nước, không những chính trị trong tỉnh ngang hàng với thành phố Lỗ, ở trong nước cũng là một thành phố mạnh về kinh tế có tiếng. Cho nên từ trước đến nay bí thư thành ủy Phẩm Đô đều là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, là cán bộ trung ương quản lý trực tiếp, đồng thời cũng là ứng cử viên rất đáng tin cậy trong mắt lãnh đạo trung ương. Nếu muốn loại suy, vị trí của Phẩm Đô ở tỉnh Tề, cùng loại với Thần Châm và Động Ngoạn của tỉnh Lĩnh Nam, nhưng từ góc độ ý nghĩa chính trị và độ cao chiến lược mà nói, lại còn cao hơn cả Thần Châm và Động Ngoạn, bởi vì hạm đội Đông Hải là một trong ba hạm đội lớn nhất của hải quân trong nước chính là ở Phẩm Đô. Bởi vậy bí thư thành ủy Phẩm Đô Lý Vinh Thăng, mặc dù đang ở trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tề, vô cùng khiêm tốn, hơn nữa xếp hạng cũng không cao lắm, nhưng đều rõ ràng là Lý Vinh Thăng có triển vọng chính trị rất lớn, trách nhiệm nặng nề của một bí thư thành ủy Phẩm Đô đổ lên vai y, là sự thể hiện của việc tổng bí thư vô cùng tín nhiệm y. Nhưng một trận dịch bệnh, quả thực làm cho Lý Vinh Thăng có chút mệt mỏi phải ứng phó. Tình hình dịch bệnh không bằng tình hình thiên tai bình thường đều là đột ngột xảy ra và rất ngắn ngủi, có thể khống chế. Còn tình hình dịch bệnh cũng đột ngột xảy ra nhưng thời gian bất định, không thể khống chế. Mặc dù hiện tại trách nhiệm về bệnh dịch không hoàn toàn đổ lên đầu y, nhưng nếu không khống chế được, cuối cùng tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, y cũng khó chối được sai lầm này, cho dù không bị mất chức, cũng lưu lại vết nhơ chính trị không thể gột sạch, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến việc thăng tiến sau này. Tuổi của Lý Vinh Thăng vẫn có đủ không gian để thăng chức, y chắc chắn sẽ không dừng lại ở cấp phó tỉnh. Việc phát sinh bệnh dịch làm cho Lý Vinh Thăng quả thật vô cùng đau đầu, trước sau đã đến hai phó chủ tịch tỉnh cũng chưa thể hiệu quả khống chế, dịch bệnh lại truyền đi thêm một bước, quả thực có chút bất ngờ và làm cho người khác không tài nào hiểu nổi. Theo lý sốt xuất huyết là một loại bệnh truyền nhiễm, cũng không được coi là bệnh truyền nhiễm có độ nguy hiểm cao, gần như là toàn thành phố đều huy động, sao lại không thể khống chế được tốc độ lan truyền? Rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào? Đợi sau khi Tần Khản thay Lý Đình Sơn, sự lan rộng của bệnh dịch vẫn chưa có biến chuyển tốt, thế nhưng, lại xảy ra một biến cố mà người ta không thể tưởng tượng nổi, làm cho Lý Vinh Thăng gần như đã hiểu được cái gì đó. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Nhưng việc càng thu hút sự chú ý của mọi người so với tình hình bệnh dịch ở Phẩm Đô, ngoài việc con riêng của Lục Gia Thành, còn có đại sư người của ban tổ chức trung ương tới. Lý Vinh Thăng liền biết, sự việc, cuối cùng cũng gặp bước chuyển ngoặt to lớn. Ban tổ chức trung ương cho người đến, trước là trong quá trình tiếp xúc với lãnh đạo bộ phận tỉnh ủy, trước lúc tin tức tỉnh ủy thay nhiệm kỳ mới chưa được công bố ra ngoài, sự kiện con riêng của Lục Gia Thành vẫn tiếp tục lên men. Nên nói, sự việc đã thành một vở kịch khôi hài. Ông lão Lục Du mặc dù cùng họ cùng âm,
không cùng tên theo nghĩa của tên, với nhà thơ Lục Du, nhưng bất luận là diện mạo hay lời nói đều thua xa nhà thơ. Ông ta nói tiếng địa phương tỉnh Tề, với ai cũng nói Lục Mỹ Mỹ là con gái của mình, không phải con gái của người khác, đừng nghe con gái của ông ta nói bậy, nó thích nhận bừa. Ai nghe rồi cũng cười, ai sau khi cười xong, cũng đều nghĩ dưới sự ngụy trang dáng vẻ trung hậu, thật ra còn có một trái tim nói năng ngọt xớt. Hơn nữa còn có thể đưa ra một kết luận rõ ràng, Lục Mỹ Mỹ có phải là con của Lục Du hay không tạm thời không nói, cho dù Lục Du vỗ ngực nói nguyện ý làm người thân, không, dám định cha con, nhưng tất cả mọi người đều rõ một điểm, đó là Lục Du chịu sự sai khiến của người khác. Quả thật, có một người con gái nhận cha linh tinh hiển nhiên không phải việc rạng rỡ tổ tông gì, nhưng lúc Lục Du đề cập đến việc cha nuôi của con gái có khá nhiều, một chút xấu hổ cũng không có, trái lại, dường như lại rất vinh quang, thậm chí còn có vẻ như học thuộc mà liệt kê ra trong nước mấy nữ minh tinh nào có nhiều cha nuôi, ngụ ý con gái ông ta giống về cấp bậc với những nữ minh tinh kia, có thân phận. Tất cả mọi người đều chú ý đến một hiện tượng lạ, đó là, Lục Du làm ầm ĩ khá vui vẻ, chính chủ Lục Mỹ Mỹ lại biến mất như không khí, không hề lộ diện nữa. Mà mẹ của Lục Mỹ Mỹ một người thần bí nhất luôn đứng đằng sau, càng không ai biết gì. Nói thật, cho dù tin lời nói của Lục Du là thật, cũng phải đưa mẹ của Lục Mỹ Mỹ ra chứng minh mới được. Từ bản thân của cha thì không thể nhìn ra được gen của con gái, nhưng bắt buộc phải nói, phía sau một người con gái vô cùng xinh đẹp, nhất định phải có một người mẹ tùy mị thướt tha. Đến cuối cùng, lúc Lục Du lại một lần nữa nói với giới truyền thông ông ta là bố đẻ của Lục Mỹ Mỹ, và khuyên con gái nên can đảm đứng ra nhận sai với công chúng, có một phóng viên to gan hỏi, làm cho tất cả nỗ lực mà Lục Du bỏ ra để biểu diễn, phó mặc cho dòng nước cuốn trôi. Xin hỏi ông Lục, ông hơn Lục Mỹ Mỹ rất nhiều tuổi, liệu có phải lúc sinh Lục Mỹ Mỹ, tuổi có vẻ hơi lớn? Tôi là kết hôn muộn sinh con muộn, hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia. Có người nói Lục Gia Thành che giấu tuổi tác, mời ông nói suy nghĩ của mình. Cục trưởng Lục nhìn trẻ hơn tôi rất nhiều, ông ấy làm sao có thể che giấu tuổi tác? Tôi thấy đều là người khác nói bừa. Ông quen cục trưởng Lục không? Không quen. Không quen cục trưởng Lục, sao lại nói ông ta không che giấu tuổi tác? Lục Dâu không phải là kẻ lõi đời, bị phóng viên cho vào chồng, nói quanh con nửa ngày rồi nói một câu. Tôi đoán thế. Sau đó, liên quan đến việc Lục Gia Thành lợi dụng Lục Du chuyển dịch ánh mắt mọi người về chuyện che giấu tuổi tác, dựa vào cách nói đạt tới mức nghe nhìn lẫn lộn, thì giống như bắt đầu mọc cánh, ở trong thành ủy và tỉnh ủy bắt đầu lưu truyền rộng rãi. Cách nói cùng nhau, không chỉ ông lão Lục Du ngay lập tức biến mất không dấu vết, ngay cả Lục Mỹ Mỹ và nam thanh niên cũng đều không thấy, hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Đương nhiên, bọn họ có xuất hiện hay không không hề quan trọng, cũng không liên quan đến thời cuộc, bởi vì Lục Gia Thành đã hãm sâu trong đó. Sau đó, thành ủy và Lục Gia Thành nói chuyện. Sau nữa, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và Lục Gia Thành nói chuyện. Lại sau nữa, tỉnh ủy và Lục Gia Thành nói chuyện. Người ở tỉnh ủy ra mặt và nói chuyện với Lục Gia Thành, chính là Hạ Tường. Hạ Tường ngồi một cách tùy ý, cố gắng tạo ra một bầu không khí thoải mái, nói một cách bình tĩnh. Đồng chí Lục Gia Thành, anh không cần có gánh nặng tâm lý, cho dù nói thật với tỉnh ủy cũng sẽ không vì chuyện một đứa con riêng mà làm gì một cán bộ giám đốc sở. Còn về vấn đề tuổi tác, cũng phải nói thật với tỉnh ủy trước nay luôn vô cùng trân trọng mỗi vị cán bộ đảng viên. Còn nữa, đồng chí của ban tổ chức trung ương trước mắt vẫn ở tỉnh ủy, ngay lập tức phải tuyên bố một quyết định trọng đại, bây giờ anh thẳng thắn nói với tỉnh ủy còn có thể tận dụng mọi khả năng cứu vãn ảnh hưởng, nếu không, đợi các đồng chí của ban tổ chức trung ương đều biết chân tướng sự thật, anh ghi tên ở ban tổ chức trung ương, nhất định là mất nhiều hơn được. Lục Gia Thành nắm chặt hai tay, hiển nhiên là đang đấu tranh tư tưởng một cách kịch liệt. Ông ta thực ra đã đoán được nhân tố chính trị đằng sau sự kiện, mặc dù không dám nhận định phó bí thư Hạ Tường trước mặt đây chính là kẻ đứng sau màn, nhưng ít nhiều cũng có nghi ngờ. Nghi ngờ thì nghi ngờ, những lời nói bất mãn vô lễ cũng không thể nói ra. Bởi vì Hạ Tưởng là lãnh đạo cấp trên. Phó Bí Thư Hạ, Lục Mỹ Mỹ quả thật không phải là con riêng của tôi có thể lấy tính đảng ra cam đoan với tổ chức, tôi và Lục Mỹ Mỹ không có một chút quan hệ nào, vì chứng minh sự trong sạch của bản thân, tôi cũng nguyện ý làm giám định cha con. Lục Gia Thành còn ôm tia hy vọng cuối cùng không bỏ, bởi vì ông ta nhận định, tỉnh ủy sẽ không bắt ông ta làm giám định cha con thật sự,
bởi vì quả thật như trò đùa trẻ con. Tỉnh ủy tin tưởng anh là một đồng chí tốt. Hạ Tường khẽ mỉm cười, dường như thái độ của Lục Gia Thành đều nằm trong dự kiến. Nhưng nghĩ đến tình thế bây giờ có chút phức tạp, tỉnh ủy sắp đổi nhiệm kỳ mới, lãnh đạo của ban tổ chức trung ương cũng ở tỉnh ủy, nếu nghe được việc của anh, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt. Tôi kiến nghị, anh có nên suy nghĩ việc nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Đợi sau khi đồng chí của ban tổ chức trung ương quay về, sự tình dần dần làm rõ. Biến thành để đó không dùng, Lục Gia Thành không ngờ Hạ Tưởng dám hạ độc thủ, trong lòng rất phẫn nộ nhưng cũng không dám biểu lộ. Chủ yếu là vì ông ta cũng có vấn đề, bị trở thành đối tượng phê phán của giấy bút, bây giờ tránh khỏi tầm mắt công chúng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng sợ thì sợ, một khi nghỉ ngơi thì không thể nào trở lại. Phó Bí Thư Hạ, tôi. Lục Gia Thành dường như quyết tâm, cắn răng một cái. Tôi chấp nhận sự sắp đặt của tỉnh ủy. Sau khi Lục Gia Thành đi rồi, Hạ Tưởng trầm mặc rất lâu, không ngờ Lục Gia Thành cũng thật kiên quyết. Hắn còn muốn xúi dục Lục Gia Thành, muốn Lục Gia Thành thật tâm quy phục, quay giáo phản Tần Khản một kích, không ngờ sự quyết đoán của Tần Khản cũng không nhỏ, Lục Gia Thành tình nguyện cách chức một thời gian, cũng không thỏa hiệp, rốt cuộc Tần Khản có quân bài gì chưa lật có thể khiến Lục Gia Thành bám gót như vậy. Chỉ có một tên Tần Khản, vẫn chưa đủ sức để thao túng Lục Gia Thành và xúi dục Chu Duệ, vấn đề rốt cuộc là ở đâu? Phía sau Tần Khản ở Bắc Kinh rốt cuộc là ai? Nếu như theo như lời Quan Viễn Khúc, Tần Khản ở Bắc Kinh căn bản đã không vững, không có hậu đài vững vàng, vậy thì những hành động trước mắt của Tần Khản, hoàn toàn không phù hợp với cách làm của một người ở chốn quan trường không có chỗ dựa. Đừng nói, vấn đề khó khăn của Tần Khản, thật đúng là làm khó Hạ Tưởng, bởi vì sự việc khẳng định vẫn còn một nút thắt chưa được cởi bỏ, không đúng với bình thường, làm cho suy đoán của Hạ Tưởng luôn có chỗ không thông. Có điều càng làm cho Hạ Tưởng ngạc nhiên chính là quyết định của Trung ương. Bởi vì lần này tỉnh ủy tỉnh Tề thay nhiệm kỳ, lúc bắt đầu nói sẽ không có biến động lớn, nhưng lại có sự điều chỉnh nhân sự mấu chốt, làm cho hắn vô cùng không hiểu. Lý Vinh Thăng không còn đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Phẩm Đô, chuyển sang đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, còn Lý Đinh Sơn lại đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Phẩm Đô. Đây tuyệt đối là một quyết định bất ngờ, bởi vì theo xếp hạng, Lý Vinh Thăng thấp hơn Lý Đinh Sơn, đối với Lý Vinh Thăng mà nói. Từ bí thư thành ủy chuyển sang phó chủ tịch tỉnh, không lên không xuống, xem như đi ngang. Mà đối với Lý Đinh Sơn, cũng coi là sự chuyển ngang, lại có ý tứ ngầm rồi. Đương nhiên, xếp hạng là chuyện nhỏ, xếp hạng trong hội nghị thường vụ cũng không phải là vĩnh viễn không đổi, cũng có thể tùy người mà tiến hành đổi. Chính là nói, Lý Đinh Sơn sẽ không vì việc đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Phẩm Đô mà hạ xếp hạng, vẫn xếp hạng trước Lý Vinh Thăng đã đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh. Vấn đề không nằm ở chỗ xếp hạng trước sau, mà ở trong sự sắp xếp của Trung ương, rốt cuộc chứa đựng thâm ý như thế nào. Nếu nói Lý Đinh Sơn chuyển ngang ám chỉ bị hạ chức, cũng không hẳn vậy, bởi vì chức bí thư thành ủy Phẩm Đô cũng là một vị trí vô cùng quan trọng, nếu không phải người tổng bí thư duyệt thì không được đảm nhiệm. Trái lại, lúc này Lý Vinh Thăng chuyển từ chức bí thư thành ủy Phẩm Đô lên chức phó chủ tịch tỉnh lại không phải phó chủ tịch thường trực tỉnh dường như thời cơ không đúng. Lúc Hạ Tưởng vẫn chưa hiểu rõ những mắt xích bên trong, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tạ Tín Tài lại tìm hắn nói chuyện riêng, muốn trưng cầu ý kiến hắn. Chính là việc bất ngờ ngoài dự đoán của Hạ Tưởng, sự nghiệp của hắn ở tỉnh Tề còn chưa cạnh tranh, chẳng lẽ phải rời tỉnh Tề rồi. Nói một cách công bằng, Hạ Tưởng vẫn không tài nào lý giải được việc điều chỉnh trọng đại trao đổi nhau của Lý Đinh Sơn và Lý Vinh Thăng, rốt cuộc có ý nghĩa chính trị gì, hoặc là vì bố cục dài lâu gì. Dù sao vị trí của Hạ Tưởng cũng không đủ cao, không thể đứng trên cao mà nhìn khắp mọi việc trong thiên hạ. Hậu quả của vấn đề tuổi tác so với việc Lục Gia Thành có con riêng, và vấn đề Lục Gia Thành bởi vậy mà tạm thời dừng làm việc một thời gian, còn có bất ngờ phát sinh ở Phẩm Đô sau khi Tần Khản rời đi không lâu, hàng loạt vấn đề, làm trước mắt Hạ Tưởng không nhìn thấy gì, bởi vì, tất cả mọi việc đều không quan trọng bằng việc nước sôi lửa bỏng trước mắt thay nhiệm kỳ, và phía sau việc điều chỉnh nhân sự bất ngờ. Rốt cuộc có sự sắp xếp chính trị lâu dài gì? Ý nghĩ của Tổng Bí Thư là gì, hoặc là bố cục của Ngô Tài Dương là thế nào? Hắn mở miệng ra hỏi, không đúng với quy tắc trốn quan trường, và cũng hiên rõ có vẻ hắn rụt rè và ánh mắt hạn hẹp. Đừng nói Tổng Bí Thư hiện tại và hắn vẫn chưa đạt đến mối quan hệ thân mật khăng khít, cho dù giữa hắn và Tổng Bí Thư có mối quan hệ thân mật như với Tống Chiêu Độ, có một số việc hắn cũng không thể mở miệng là hỏi. Người trong quan trường,
bắt buộc lúc nào cũng phải cảnh giác và cẩn thận. Chỉ là càng ngoài dự đoán của Hạ Tưởng là, Tạ Tín Tài tìm hắn nói chuyện riêng, lại mang đến ý đồ sắp xếp bước tiếp theo của ban tổ chức trung ương đối với há mặc dù chỉ là ý đồ, nhưng khả năng rất lớn, bởi vì Tạ Tín Tài mới nói một cách rõ ràng với Hạ Tưởng, là ý đồ của Ngô Tài Dương. Ngồi trong phòng làm việc tạm thời ở nhà khách tỉnh ủy của Tạ Tín Tà, Hạ Tưởng cảm nhận được gió mùa thu mát mẻ từ ngoài cửa sổ thổi tới. Vừa mới thích nghi được với khí hậu tỉnh Tề mà thôi. Tạ Tín Tài nói một cách chỉnh trọng, tình ý sâu xa. Trương Ban Ngô thật sự quan tâm cậu, ông ta không muốn cậu gặp phải chuyện gì bất lợi ở tỉnh Tề. Sau khi tỉnh Tề thay nhiệm kỳ, cũng có khả năng không yên bình lắm, ý của Trương Ban Ngô là, hy vọng trước khi thay nhiệm kỳ sang năm, cậu hãy cứ ở Ủy ban Trung ương Bắc Kinh. Hạ Tưởng hiểu tấm lòng của Ngô Tài Dương, trên địa phương sóng to gió lớn, hơi có sơ suất sẽ dễ bị sóng đánh ướt quần áo thậm chí đánh cong lưng, nếu còn nhiễm thêm cả người nước bẩn, liền càng mất nhiều hơn được, ví như Chu Hồng Cơ và Tôn Tập Dân mặc dù tạm thời qua cửa ải khó khăn, trên thực tế đã mất điểm rất lớn ở tỉnh Tề. Đợi đến lúc quan trọng được thăng chức, nhất định sẽ bị mọi người lấy ra mà nói, thành cớ để người khác lấy ra công kích. Ngô Tài Dương hiển nhiên nhìn ra cục thế của tỉnh Tề. Vẫn là mạch nước ngầm mãnh liệt, vì thế mới muốn điều hắn về Bắc Kinh, đợi sau khi sang năm Trung ương đổi gió đông lại quay về. Mà sự ra tay của Tổng Bí Thư, điều chỉnh chức vụ của Lý Đinh Sơn và Lý Vinh Thăng hiển nhiên cũng là hành động phòng ngừa chu đáo. Một tên Tần Khản, sức mạnh thật sự lớn như vậy. Làm sao có thể? Chẳng lẽ nói, phía sau Tần Khản ngoài bối cảnh chính trị lớn mạnh, y còn có sự trợ giúp của lực lượng mai danh ẩn tính, chẳng hạn như quân đội. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Tưởng bất giác âm thầm cả kinh, liên tưởng đến sự cảnh báo cách đây không lâu của lão cổ, trong lòng mạch suy nghĩ càng rõ ràng. Cảm ơn sự quan tâm của trưởng ban Ngô, cảm ơn sự quan tâm của phó trưởng ban Tạ, xin ông chuyển lời cho trưởng ban Ngô, tôi nghĩ thế cục của tỉnh Tề rất vững vàng, sẽ không xuất hiện biến động quá lớn, vì vậy tôi hy vọng có thể tiếp tục đảm nhiệm chức phó bí thư, nguyện ý cống hiến càng nhiều cho tỉnh Tề. Đương nhiên, nếu tổ chức có dự tính một cách hệ thống, tôi biểu thị phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Tạ Tín Tài không khuyên Hạ Tưởng, cũng không nói thêm nhiều, chỉ mỉm cười hỏi. Có phải cậu rất quen thân với đồng chí Niếp Kiến Hào? Niếp Kiến Hào là chính ủy quân khu tỉnh Tề, dường như có quan hệ không tồi với Chu Hồng Cơ, còn quan hệ với Hạ Tưởng rất bình thường. Hạ Tưởng nhẹ lắc đầu. Tiếp xúc không nhiều. Trong lòng lại không hiểu Tạ Tín Tài thuận miệng nhắc đến Niếp Kiến Hào là có dụng ý gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 135.